Vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1166 chỉ là Bác dịch nói đúng, may mắn không có đến nhanh như vậy. Bóng đêm càng ngày càng sâu, không khí ngày càng lạnh lẽo dường như chợt đến theo thời gian, vì ánh mặt trời ban ngày chiếu xuống phiến nho quá lớn, buổi tối lúc tỏa ra nhiệt lược, thực vật trên mặt đất cùng không khí đột nhiên hình thành độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày, nếu như không có biện pháp khắc phục, các tế bào trong cơ thể thực vật vô cùng có khả năng mất nước mà đóng băng. Thực vật bên ngoài vườn nho, nhất là hoa dại cỏ dại, trong nháy mắt sinh mệnh dường như biến mất che đậy từng tầng xương trắng xóa, những nhánh cây cong xuống. Thậm chí ở một mảng núi rừng trắng xóa có thể nghe thấy, rác một tiếng gãy vang lên. Bên trong vườn nho, vô số những người làm vườn mặc quần áo đơn bạc, theo không khí lạnh đột nhiên buông xuống, nhao nhao miệng hô xương mù trắng lạnh lẽo, lại coi như không có lạnh đến như vậy, nhanh chóng đẩy những cánh bướm mỏng bằng lụa trắng như tuyết đi vòng quanh khắp vườn nho, đem ấm áp từ ánh lửa trong hệ thống sửa hình tháp mang đến từng chùm nho. Có người làm vườn vì sợ những cánh bướm to không thể vỗ khí nhiệt mang đến từng chùm nho, vài người càng nhanh chóng đeo những khung cánh bướm trắng ở phía sau, một bên phe phải đôi cánh, một bên đi giữa những giàn nho tạo thành vô số những cánh bướm trắng như tuyết, đung đưa như bầu trời trên vườn nho xanh biếc, dường như là người bảo hộ mà ông trời phái xuống. Trang ngải lâm đứng bên ngoài bậc thang của vườn nho, nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt lưu chuyển mãnh liệt nhìn về phía mọi người trong thôn đeo cánh bướm lụa mỏng đi khắp nơi giữa vườn nho phe phẩy đôi cánh. Nguyên thủy mà dịu dàng ôn nhu, có một loại cảm động không nói nên lời. Nhất là khi mọi người phe phẩy đôi cánh theo bên người đi qua đi lại mà nhân được vô số hơi ấm phả ra, trái tim cùng khuôn mặt đều nóng hừng hực. Tiểu lỵ thấy đêm càng ngày càng sâu, hơn nữa khí trời càng lúc càng lạnh lẽo cô lập tức đưa tay kéo chặt chiếc áo ra cỏ vào người rồi đi lên phía trước, hơi tôn kính gật đầu, nói tiểu thư. Chúng ta nên xuất phát thôi, khí trời càng ngày càng lạnh, cô vẫn còn đang mặc quần đùi. Đúng vậy, Trang Ngải Lâm đều quên cô thế nhưng chỉ khoác chiếc áo ra cỏ, đứng trên ruộng bậc thang, hai tròng mắt lưu chuyển nhìn về phía bác dịch bên kia. Anh vô cùng kích động và khẩn trương đối với đợt sương giá lạnh lẽo buông xuống, nhanh chóng cất bước đến mỗi khu trồng nho xử lý, Tính chọn lọc hái suốt một số quả nho đặt trong lòng bàn tay mở ra, ngửi được mùi hương của nó tựa hồ có thể cảm giác được trái cây kia thực sự ngoan cường. Anh cười, lại tiếp tục cất bước đi vào trong bóng đêm, áp dụng đối với những loại trái cây khác, cẩn thận từng ly từng tí quản chế nhiệt độ đối với sự biến hóa của trái cây. Xác thực, trong sinh mệnh của anh chỉ có vườn nho, chỉ có về tới đây, thế giới của anh mới mang vẻ mị lực cùng kiên định như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền Trang Ngải Lâm nhìn chầm chầm vào bong lưng của anh dần dần biến mất, nhớ tới chính mình cũng đã kiên kỳ rất lâu sự nghiệp cùng mộng tưởng của mình. Khuôn mặt cô nặng nề nhưng nhìn không ra một điểm biến hóa, nghĩ muốn rời bước thế nhưng lại nhịn không được nhìn theo người kia. Bác dịch rốt cuộc lại từ nơi nào đó trong bóng đêm đi ra, vẻ mặt anh căng thẳng, hơi có vẻ sốt ruột tay cầm một trái nho dặn dò nhà vườn mang người đến chỗ đó, bởi vì anh phát hiện ra có một số trái cây ít nhiều đã bị tổn hại, mọi người cùng nhau vội vàng đi về phía trước phe phẩy đôi cánh cá nhân anh lại cầm quả nho này đặt trong lòng bàn tay vô cùng khẩn trương lại người mùi hương của nó vô luận vô luận là người thành công như thế nào vĩnh viễn cũng không có nhìn thấy một mặt bọn họ chân chính thành công rốt cuộc là bởi vì ôm ấp tình cảm tín ngưỡng chăm chỉ còn lại là một chút cô đơn vẻ mặt trang ngải lâm trầm xuống nặng nề tiếp tục nhìn thân ảnh bác dịch lại xoay người biến mất ở vườn nho anh biết mình muốn đi thậm chí đều không có thời gian nhiều liếc mắt nhìn mình một cái bởi vì rét lạnh kia chợt đến. Cô cứ như vậy lưu chuyển hai tròng mắt suy nghĩ thật lâu, do dự thật lâu, cô biết vườn nho mới là chân chính là thứ anh yêu. Thứ anh yêu nhất, vì vườn nho này, thậm chí anh có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Không hiểu sao lại nhớ tới phỉ thúy đã vỡ kia. Hai tròng mắt Trang Ngải Lâm nhanh chóng lóe lên một cái, nghiêng mặt vô thức nghĩ đến phỉ thúy kia còn giấu trong túi sách của mình, nên nói như thế nào? Nói như thế nào, đều là thương tâm, thậm chí rất thương tâm. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải đi. Tiểu lị nhìn về phía Trang Ngải Lâm, lại khẩn trương dục cô. Trang Ngải Lâm nghe lời này, thở dài một cái, nâng mí mắt nhìn về phía vườn nho minh mông giấy lên một chút ánh lửa, còn có vô số những cánh bướm tuyết trắng vẫn như cú vỗ cánh kéo dài, trái tim như bị vỡ vụn, vẻ mặt cô căng thẳng, không nói lời nào nhàn nhạt, nhạt xoay người đi vào bên trong biệt thự ba người hầu nhanh chóng theo thân ảnh của cô đi vào trong. Không cần thiết một hồi sau, tại đây không khí rét lạnh, Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy len dài cổ chữ V màu đen, bên ngoài khoác áo ấm da cỏ, đem tóc vén sang một bên, lúc này mới đeo găng tay, vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt đi ra, vừa cất bước ra khỏi biệt thự cũng đã nhìn thấy bác dịch mặc chiếc áo sơ mi trắng cung quần tây đen đi tới, lúc anh nhìn về phía mình, ánh mắt sáng ngời, lại chẳng biết tại sao. Trang Ngải Lâm cũng mong mỏi nhìn về phía anh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Tiểu lị cùng ba người hầu, cùng nhau đứng giữa bọn họ, liếc nhìn nhau, lúc này mới trầm mặc rời khỏi đứng sang một bên, quay đầu nhìn về phía như người trong vườn nho đang vỗ cánh, tỏa ra ấm áo đi khắp nơi. Bác sĩ cứ như vậy đứng trong thế giới vườn nho từ xa, tùy ý ánh lửa cùng những đôi cánh vỗ nhẹ nhàng, anh cứ như vậy nhìn thật sâu về phía Trang Ngải Lâm, trên mặt cơ hồ cũng không có bất kỳ biểu tình nào, đã là người quá thành thục, dường như nói cái gì đều không cần giải thích. Trang Ngải Lâm nhìn anh như vậy, vừa cất bước muốn đi về phía anh nói chuyện. Chờ một chút, bác dịch biết cô muốn đi cũng không tiện giữ lại, chỉ là nơi này tạm thời thả lỏng, liền xoay người nâng lên một rổ nho đi về phía khu đất trống, vừa đi vừa nói, khả hình thích ăn rau dại ở chỗ này, vẫn ẩm ý rất lâu, anh nghĩ em muốn trở về, em giúp anh mang cho cô ấy, ngọt ngào mặn mặn, mùi vị cũng không tệ. Anh nói hết lời liền một mình một người để chiếc rổ xuống, ngồi xổm bên cạnh đồng ruộng, khuôn mặt kiên nghị vô cùng yên lặng, theo ánh lửa nhổ từng cây rau dại trên ruộng bỏ vào trong rổ, thậm chí còn đem một số hoa nhỏ màu tím có tác dụng trị liệu cũng hái xuống bỏ vào trong rổ, có thể trộn lại cùng nhau mùi vị cũng không tệ. Anh một bên hái, một bên ngẩng đa ót nhìn thấy phía bên kia vẫn còn liền trầm mặc tiếp tục đi qua đó. Trang ngải lâm cứ như vậy trầm mặc đứng một bên, nhìn bác dịch một mình một người không người bên cạnh đồng ruộng hái rau dại, hai tròng mắt của cô lóe ra nhớ tới hôm nay lúc đi đến vườn nho, anh nói câu kia, ở đây trừ thời gian trưng cất rượu hoặc thu hoạch cần một ít nhân công bên ngoài, thời gian còn lại chỉ có một mình anh. Một mình anh, cô cứ như vậy nghĩ về những lời này, nhìn về phía bóng lưng cô đơn tịch mịch của người đàn ông này, anh tự hồ không có phát hiện, sinh mệnh của anh bởi vì này tầng tịch mịch này mà có cái gì khiếm khuyết, thế giới của anh vẫn như cũ hấp dẫn và sung túc như vậy. Bác dịch hái rau dại xong, sửa sang cái rổ một chút, lúc này mới hài lòng đứng dậy đi về hướng trang ngải lâm, nhìn thật sâu vào khuôn mặt nặng nề của cô, chính mình mang theo nụ cười ôn hòa nhìn cô dặn dò, em để cho cô ấy dù cho thích ăn nhưng chính mình cũng phải ăn một ít. Lúc trở về cẩn thận một chút, dọc đường có thể sẽ có chút trơn, dặn dò tài xế cẩn thận một chút. Trang Ngải Lâm không tiếp nhận thái cái rổ, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía anh, không khách khí chút nào nói, đầu của anh, thật là giống như dễ sắn hôm nay tôi ăn. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép bác dịch tay cầm rau dại, không nói gì nhìn về phía cô, hiện tại thời khắc ly biệt này, cũng không nghĩ lại giải thích đây không phải là dễ sắn. Trang Ngải Lâm không nói gì nhìn anh, trực tiếp hơi tức giận nói, khí trời lạnh như vậy, còn không mặc nhiều quần áo một chút. Rau dại này dựa vào cái gì đều cho cô ấy ăn. Tôi nếm xem đây là cái vị gì, nếu như ăn ngon, liền lấy cho cô ấy một chút ít. Nhà đầu này mặc dù là em gái của tôi, thế nhưng ngay cả tôi cũng phát hiện, Cô ấy gần đây eo thô. Tôi chịu không nổi con gái eo thô, nhất là em gái tôi. Hai mắt bác dịch sáng ngời, cho là mình nghe lầm, cầm rổ rau dại kia căng thẳng, có chút không dám tin nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Nhìn cái gì vậy? Trang Ngải Lâm lại hạ thấp mắt liếm, xem xét liếc mắt nhìn anh một cái, mới nói, "Hối hận." Hối hận trước đây nói mời tôi ăn rau dại. Bác dịch nghe lời này, mới có vẻ có chút kích động, khuôn mặt căng lên chợt nổi lên biến hóa lại thật sâu nhìn về phía trang ngải lâm nuốt khô cạn nơi cổ họng mới nói ách không có hối hận chỉ là anh muốn mời em ăn vật này khả năng phải đợi một chút anh vẫn cỏ bận một chút vậy thì chờ một chút đi tôi chỉ là lạnh vào trong nhà mặc thêm quần áo trang ngải lâm trực tiếp bày ra vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu mang găng tay vào trên mặt bác dịch không hiểu hiện lên một chút cảm động anh đừng suy nghĩ nhiều tôi chỉ là Trang Ngải Lâm nhớ lại phỉ thúy đã vỡ kia, mới yếu ớt nói, muốn ăn rau dại. chương 1167, ai làm? Không khí lạnh lẽo kéo dài chợt giảm xuống, ánh lửa trong vườn nho vẫn kéo dài mãnh liệt. Vô số người làm vườn phát hiện những cây nho đã tạm thời ổn định, liền nhao nhao cao hứng bừng bừng một bên vỗ cánh, một bên vừa nói vừa cười bàn về việc thu hoạch năm nay. Lý Vĩ cũng đứng trong vườn nho kéo thiết bị ra, giúp đỡ bác dịch kiểm tra độ ẩm không khí trong vườn nho, còn có nhiệt độ chỗ chú rượu. Một số công nhân cao hứng mang ra ba thùng gỗ, bên trong là xích Hà Châu 3 năm, bác dịch nói tối nay mọi người vất vả, lúc cho bọn họ tiền thù lao còn mang ba thùng rượu tại kho ra mời mọi người thưởng thức. Có một số người vợ đã từ trên thị trấn mua về một số loại thức ăn, mọi người cùng nhau ngồi bên trong vườn nho, lấy rượu từ bên trong thùng gỗ ra uống, một bên nướng thịt vô cùng hài lòng, một chút cũng không cảm giác được không khí lạnh lẽo. Trang Ngải Lâm ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn vườn nho bên ngoài cửa sổ, mọi người vừa nói vừa cười, dáng vẻ vô cùng cao hứng. Hai tròng mắt cô lưu chuyển có lẽ hiểu được sự nhiệt tình của đường khả hình đối với rượu đỏ, ôm ấp một loại tình cảm tinh tế. Nghĩ tới đây, cô lại hơi quay đầu nhìn về phía phòng bếp bên cạnh, bác dịch vẫn như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đưa lưng về phía mình, vươn hai tay vào trong bồn nước lạnh rửa sạch sau. Cô liền như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn anh, sau đó không kìm lòng được làm bộ vô ý cầm chén hồng trà nóng lên đi về hướng phòng bếp lúc này bác dịch đã đem rau dại rửa sạch sau đó đặt trên chiếc thớt màu xanh lại cầm lên cá hồi nhờ mấy cô phụ nữ trong thôn mua về từ trên thị trấn đựng trong chiếc túi trong suốt đem nó để vào trong nước đá trang ngải lâm nghiêng người tựa vào cánh cửa bên cạnh một bên cầm chén hồng trà đặt bên môi một bên nhìn cá hồi ngâm mình trong nước đá làm bộ vô ý hỏi vì sao cần phải dùng nước đá trực tiếp bỏ vào trong nước bình thường không được sao đây không phải là nhiệt độ thấp hơn một chút sao dù sao đựng trong túi nhựa còn sợ cái gì bác dịch một bên cầm dao cắt táo một bên mặt bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt hơi trầm giọng nói trực tiếp dùng bọt nước coi như là cách một cái túi nhựa cá hồi tươi nhưng vẫn bị trôi mất thế nhưng nếu như dùng nước đá cá không chỉ ngon mà còn có hương vị mặn mà đặc biệt của biển nhật bản trang ngải lâm nhẹ nhíu mày có chút không tin bác dịch tựa hồ cảm thấy nghiêng mặt mỉm cười nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói, không tin. Tài nghệ của anh, chứ em trai của em có khả năng khiêu chiến, dự đoán không có ai. Chật, Trang Ngải Lâm không ủng hộ, cảm thấy người làm thức ăn cùng dịch rượu, đều có chút cố làm ra vẻ huyền bí. Những người như chúng ta, đối với thức ăn và rượu ngon trên thế giới, hẳn là sẽ không quá hiểu. Bác dịch tiếp tục một bên gọt táo, một bên lại thực sự nói, khả hình có hiểu một ít, cô ấy đối với thức ăn và rượu trời sinh nhạy bén, dường như không cần trải qua nhiều hiểu biết là có thể trực tiếp cảm ứng. Hôm nay đã lần thứ ba, Trang Ngải Lâm xị mặt, nóng mắt trầm mặc nhìn về phía người này đã lâu, mới từng chữ từng chữ sâu xa nói, anh thực sự đối với cô cảm xúc rất sâu a. À. Anh tán thưởng cô ấy, bác dịch thực sự nói xong, táo đã gọt xong, anh lại thuận lợi lấy cá hồi ra, lấy nước chanh tẩy rửa sau đó đặt lên một cái thất khác, cầm lên con dao nhỏ sắc bén, khẽ đặt lên thân cá thử một chút, liền bắt đầu thong thả cắt miếng. Trang Ngải Lâm không biết vì sao, không hiểu cảm giác trái tim có chút hoảng, trực tiếp muốn xoay người, lại phát hiện bên môi có chút lạnh, cô giật mình, nâng mí mắt nhìn về phía người trước mặt. Bác dịch tay cầm khối cá hồi, vẻ mặt bộc lộ ý cười, đem nó dơ lên một bên môi của cô, phát hiện môi của cô không tô son, màu sắc vẫn vô cùng đẹp, căng mềm, ánh sáng chiếu vào như phấn hoa hồng đỏ, anh lại đem cá phiến đưa tới bên môi của cô, có một loại thật sâu rung động nói, ăn đi. Bởi vì khí trời lạnh lẽo, anh không làm sashimi cho em, một hồi anh sẽ chiên nó lên, chấp nhận ăn một miếng thử xem, có phải hay không có chút tươi ngon. Trang Ngải Lâm nhìn người đàn ông này. Bác sĩ cũng dần dần nhìn về phía cô gái này, vẫn như cũng có chút không dám tin cô lưu lại trong ngôi nhà tịch mịch này. Nghĩ tới đây, anh lại dơ lên miếng sashimi, cảm tính mà khàn khàn nói, há mồm ra. Trang Ngải Lâm cảm giác mình không hết hờn giận, lại vẫn như cú hơi cúi đầu ăn miếng sashimi, tinh tế nhai, quả nhiên phát hiện ngâm trong nước đá lại dùng axit citric rửa qua sashimi, vị ngon vô cùng, có một loại vị mặn đặc thù, tạo thành sự đặc biệt riêng của nó. Ánh mắt của cô hơi sáng lên nhìn về phía bác dịch. Bác dịch dường như nhìn thấy sự hài lòng trong mắt trang ngải lâm liền mỉm cười, tiếp tục xoay người bận rộn phết bơ vào chảo nóng, một bên chuẩn bị chế biến thức ăn, một bên nói em lại bàn cơm phía sau ngồi một chút, lập tức có đồ ăn anh nói xong đã đem một phần gan ngỗng bỏ vào chảo đây là trấn nhỏ cái gì đến gan ngỗng cũng có trang ngải lâm kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng bác dịch bác dịch vừa bận rộn vừa nói em chớ xem thường thị trấn nhỏ như vậy thế nhưng kéo dài mấy chục dặm quanh sườn núi đầy đủ các loại nho những chủ trang trại nho rất nhiều còn có người từ nước ngoài đến cho nên phong cách tròn thị trấn cũng tương tự như nước đức rượu trái cây cũng vô cùng nổi danh đừng nói đến gan ngỗng nhưng loại thức ăn ngon mà mọi người không biết tên cũng có. Thảo nào hôm nay ông lão chăn châu, nói chuyện bất phàm như vậy. Trang Ngải Lâm không nói nữa chỉ là hơi uống một ngụm hồng trà, vẫn như cũ có thể nghe thấy những âm thanh bên ngoài vườn. Cô nhớ tới vừa rồi dùng lò sưởi tháp xua đi cái lạnh nói, vì sao không trực tiếp rắc dược phẩm trừ xương, mà phải cần dùng biện pháp xua lạnh gian nan như vậy. Bác dịch nghe lời nói ngốc nghếch này, đành phải nhàn nhạt xoay người, vẻ mặt mang theo ý cười nói, Ngài Lâm, anh dùng biện pháp nguyên thủy để chăm sóc vườn nho, không phải là vì làm bộ làm tịch, càng không phải là vì mộng tưởng vĩ đại nào, đây chỉ là thái độ của anh. Vì sao có một số việc, một số vất tinh xảo như vậy, đáng giá được mọi người mua phỏng theo cùng tán dương? Là bởi vì nó có tồn tại một giá trị tất yếu cùng giá trị thực tế. Anh vì bộ thiết bị đẩy lùi cái lạnh này cơ hồ táng ra bại sản, anh vì những đôi cánh bươm ấy đã đi khắp toàn bộ tô hàng nhưng khi anh phát hiện lúc hai bàn tay trắng tất cả sự trả giá đều trở nên không có gì cả thay vào đó là tình yêu đối với dịch rượu theo từng thùng rượu chậm rãi chảy ra tỏa ra hương vị mà anh đã từng mộng tưởng anh cảm thấy tất cả đều đáng giá phun dược phẩm trừ xương không phải là không tốt thế nhưng mảnh đất mấy nghìn năm gắn bó với sinh mệnh mang đến cho chúng ta hương vị cùng cảm xúc lại theo phương pháp thuận lợi cho chúng ta mà trở nên từ từ mất đi hương vị cùng ánh sáng mà nó vốn có có đôi khi cô đơn anh cũng suy nghĩ, mình kiên trì như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì xác thực không có bao nhiêu người sẽ hiểu rõ. Trang ngải lâm nâng nhí mắt nhìn về phía anh trầm mặc đứng trước bếp, không lên tiếng. Bác dịch cũng mỉm cười nhìn về phía cô, sâu xa nói, nhưng là sinh mệnh không phải là muốn giao phó cho chính mình sao. Không thẹn với lương tâm, quả thật có chút mệt mỏi, thật là phải rất kiên định. Ít nhất mỗi người các em đều uống được rượu của anh, đều khỏe mạnh đều là anh dung tình cảm giạt rào và vất vả cực nhọc trả giá trang ngải lâm sâu hơn nhìn về phía anh bác dịch cũng nhìn thật sâu về phía cô lại nở nụ cười thật tình nói cảm ơn em đêm nay đã ở lại ăn bữa cơm này trang ngải lâm không nói gì tiếp tục uống hồng trà nóng vài người hầu cùng vệ sĩ lẳng lặng đứng bên ngoài chờ chờ đợi bác dịch nhanh chóng xoay người lại tiếp tục nấu nướng Lúc này Trang Ngải Lâm không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng anh, cơ thể hơi hoạt động, đều có vẻ trầm trọng như vậy, cô đơn nhưng lại tỏa ra mị lực hấp dẫn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khí lạnh chợt giảm xuống, vô số người làm vườn phát hiện nhiệt độ ổn định, liền dừng mấy cánh bướm lại, mà đơn độc đốt ấm tháp, hài lòng xua đi cái lạnh. Bác dịch nhanh chóng đem rau dại rau trộn với mayonnaise để lên bàn, lại đến gan ngỗng chiên cùng táo cuộn vào cùng nhau tạo thành từng viên nho nhỏ lại đến cá hồi chiên tưới lên một chút tương chanh, lại bỏ giấy bạc bọc thịt ốc biển mà mấy thợ thuyền hấp lên, tổng cộng 3 đĩa đặt lên bàn. Khi anh cẩn thận từng ly từng tí dỡ giấy bạc xuống, ở bên trong lộ ra hương vị ốc biển mặn mặn, có thêm hương vị của tỏi tỏa ra. Trang Ngải Lâm nhìn thức ăn trước mặt, ánh mắt sáng ngời, quả nhiên anh nấu nướng cùng mấy vị phu nhân của người làm vườn không giống nhau, nữ vương này đói bụng. Bác dịch mỉm cười liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm, lúc này mới xoay người đi tới trước tủ lạnh, từ bên trong lấy ra chai rượu vang chay xuất xứ Hungary. Nhìn chung toàn bộ châu Âu, bao gồm áo, cũng chỉ có một loại dịch rượu có thể vào chọn vào thế giới bách đại, chính là rượu vang chay. Tức là rượu nho trên thế giới thường nhấn mạnh những rượu nho quý Bocitis. Có liên quan đến phát minh rượu nho Bocitis, các quốc gia tranh luận ngần trăm năm vẫn chưa thể định đoạt, nhất là Pháp cùng Đức nhau nhau phân tranh rượu Bocitis thuộc về phát minh của quốc gia mình thế nhưng theo lịch sử khảo cứu, càng nhiều người đều cho là nên là Hungary phát minh. Bác dịch cầm trong tay chai rượu đơn thuần mà tinh túy này, thuộc về những quả nho tầng trên áp chế nhưng quả nho tầng dưới mà ra nước tự nhiên, cũng không phải do công nhân dùng công cụ nghiền ép, riêng là chờ đợi cho nho ra nước tự nhiên sẽ phải trải qua 3 tới 5 năm, độ ngọt từ 450 khắc trở lên. Muốn kết tinh tin hoa thành một chai rượu chay của Hungary, riêng là lấy nước ép đến cô đọng nó cần đến 10 năm. Ở thế kỷ 18, nó được sử dụng làm xuân dược, nghe nói một giọt rượu cũng đã có thể làm con người phiêu phiêu dục tiên, độ ngọt của dịch rượu đánh vào vô cùng mạnh, trong nháy mắt là có thể chinh phục sự mạnh mẽ cùng lạnh lùng của con người. Trang Ngải Lâm có chút không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn bác dịch thực sự lấy ra chai rượu này, cô vô thức niếc một cái vào bình rượu, cư nhiên nhìn thấy năm 1993, hai tròng mắt của cô nhanh chóng lưu chuyển. Bác dịch lại nhàn nhạt vì cô giải thích nghi hoặc đem bình rượu để xuống mới nói, năm 1993 rượu chay Bocitis, độ ngọt lên tới đường 497, được đức cho các loại rượu vang trên thế giới, là tinh hoa trong rượu thiên vương. Anh làm phiền một thương nhân buôn rượu mấy năm mới đến được tay, nguyên bản. Anh chuẩn bị đặt 100 năm. Trang Ngải Lâm không thể tưởng tượng ra, ngẩng đầu nhìn về phía anh, trực tiếp mạnh mẽ nói, chẳng lẽ là vừa rồi không cẩn thận mở ra. Là tôi sao? Rõ ràng chính là cô, cô không muốn nhận bác dịch lại ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía cô, lắc đầu nói, không phải. Không phải em phá, nếu như là chưa mở ra sao anh có thể để trong tủ lạnh. Đúng vậy, tên hỗn đản nào mở ra, trang ngải lâm phát giác cùng mình không quan hệ, có chút thả lòng. Bác dịch nhìn thật sâu về phía cô một lúc lâu, mới từng chữ từng chữ nói, em trai em. Sắc mặt trang ngải lâm vừa thu lại, nhìn về phía vẻ mặt thâm trầm của bác dịch, hai tròng mắt của cô lưu chuyển một hồi mới chứng chạc đàng hoàng đứng lên nói anh chờ đó. Tôi lập tức trở lại đánh chết nó. Cô nói xong, người đã nhanh chóng đứng lên. Bác dịch lại nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ tay cô, thật sâu mà cảm tính nhìn cô. chương 1168, thần bí. Editor, Bích Phạm. Theo anh, bác dịch lần này nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng. Trang Ngải Lâm đứng ở bên cạnh bàn ăn, thấy anh nắm tay mình, nét mặt có một chút cười, ngừng nhìn về phía anh. Trong giây lát lại tỏ vẻ không hài lòng, vội rút tay ra, một mình đi tới phòng khách, nhặt các mảnh của bộ đồ màu đen, cầm trong tay, bước trở lại trước bàn, ném vào anh ta, ngồi xuống nhặt lên kẹp tóc. Rất nữ tính. Bác dịch nhịn cười, nhìn Trang Ngải Lâm đang ăn nhiệt tình, ôn nhu hỏi có ngon không? Trang Ngải Lâm hai mắt nhấp nháy, nhai nó với một chút hương vị thực sự độc đáo của dưa chua, lại có một bông hoa màu tím trang trí thức ăn vừa ngon vừa giòn, đặc biệt là có thêm hương xà lách, tất cả các hương vị tuyệt. Bác dịch có lẽ thật là là một người rất thông minh, cho dù là TING từng việc nhỏ nhặt nhất, rất biết làm cho tất cả trở nên đặc biệt. Trang Ngải Lâm không cự tuyệt được sự hấp dẫn của những món ăn, ăn rất tự nhiên. Bác mỉm cười đứng lên, trong lòng rõ ràng rất vui, bước đến mở cửa giá rượu trên tủ lạnh, mà trong đó có vô số ly thủy tinh, anh lấy ra hai cái ly xoay người đặt một cái ở trước mặt Trang Ngải Lâm, một cái ở trước mặt của mình, mới nhẹ nhàng nói, khả hình thích ăn gan ngỗng phối hắc ra nặc, lần này hãy nếm thử rượu Bocitis phối gan ngỗng, ở phương Tây cái này rất nổi tiếng. Trang Ngải Lâm nhìn anh từ từ mở bình rượu, rót cho mình một ly rượu, cô không hiểu làm bộ ho khan một tiếng, mới nói anh không tiếc à. Không phải vừa mới không cho tôi uống à. Bác dịch mỉm cười nói, anh chỉ là muốn cùng em thưởng thức một ly, xem như chào đón em đến tham quan tại nông trại, đây là một chế phẩm được làm từ nho. Sau khi những quả nho được nghiền nát, phải ủ đến 3 năm để có chia rượu hảo hạng này. Thật sự tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng anh và những người ở đây không bao giờ mệt mỏi vì điều đó. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều lao y rượu được chế biến công phu, được chọn làm từ những quả nho ngon nhất và thậm chí có loại được ủ đến mấy chục năm. Rượu ở được tạo ra để làm nên sự khác biệt với nơi khác. Khi uống cần phải biết thưởng thức mà từ từ cảm nhận hương vị của nó. Trang Ngải Lâm im lặng nhìn về phía anh. Bác sĩ cũng đã ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía cô, ngón tay nhẹ nâng ly rượu, đưa về hướng Ngải Lâm nói, "Uống đi. Thử thưởng thức chúng." Trang Ngải Lâm nhìn về phía anh, nhẹ nhàng cầm ly rượu, từ từ tận hưởng hương thơm của nó, nhẹ tay lắc ly rượu. "Chờ một chút." Một bàn tay nhẹ nắm cổ tay của cô. Trang Ngải Lâm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía bác dịch, bác dịch mỉm cười nhìn về phía cô, lắc lắc đầu, lúc này mới nâng ly của mình lên, đứng lên, phòng qua bàn ăn đến bên cạnh trang ngải lâm, đặt tay ở sau lưng ghế cô, ôn nhu nói, đề nghị của anh là uống rượu ngọt quá cao, không cần phải lắc thân ly, nhưng em sẽ tìm thấy một hương vị mới mẻ nếu là như thế này. ngoặc kép sau khi nói xong, lúc này anh mới chậm rãi giơ ly rượu lên, dùng đầu lưỡi ném một chút rượu, cảm nhận được hương vị của nó anh lại mỉm cười, lúc này mới mở miệng, hít vào một chút không khí, hai mắt anh như đang tận hưởng, thật tuyệt. Trang ngải chú ý quan sát anh và làm theo, cô không có lắc thân cốc, nhưng nâng cốc hơi hướng lên, nó giống như một loại rượu ngọt giống, như mật ong, như thế dần dần trượt vào trong miệng, lưỡi đầu tiên tiếp cận với vị ngọt của họ, và ngay lập tức cô được cảm nhận được cảm giác ngọt ngào đến lạ kỳ. Đôi mắt cô lang lanh không biết nên nói điều gì cho phải. Bác dịch sâu vào đôi mắt cô, ông không thể giải thích chút vui mừng và xúc động, bàn tay trên chiếc ghế của mình từ từ đặt trên vai cô, lại trượt xuống cái eo mảnh mai của cô. Chỉ cần nghiêng nhẹ đầu sẽ chạm vào khuôn mặt cô, anh nhẹ nhàng hỏi, hương vị thế nào? Ngoặc kép, trang ngải lâm dơ ly rượu, không lên tiếng. Thế nào, bác dịch lại để sát gần cô hơn, nhẹ nhàng hôn đôi môi cô. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang ngải lâm vẫn im lặng bác dịch đã không nói thêm gì nữa, tiến sát vào khuôn mặt cô, nhẹ gò má, tai cô. Nhẹ nhàng nói, ngải lâm, còn nhớ đêm nay anh đã nói, nếu như em đồng ý ở lại, anh sẽ hầu hạ em. Trang ngải lâm hai tròng mắt chợt lóe, vẫn im lặng, tay nắm chặt ly rượu đặt trên bàn cơm. Bác dịch nhìn mí mắt của cô, dường như đã hiểu được ý nghĩ của cô, đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô. Anh bế nhấc cô trên tay, ôn nhu nói, chúng ta về phòng thôi. Trang ngải lâm dựa vào lòng bác dịch, nét mặt có chút choáng ngợp, vẫn không nói gì. Bác dịch nhanh chóng ôm lấy thân thể của cô, lướt qua những người hầu đến phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Vườn nho nhanh chóng chìm vào bóng đêm, yên lặng và tĩnh mịch. Trong căn phòng, bác dịch nhanh chóng ôm chặt thân thể gợi cảm của A Trang Ngải Lâm. Trong bóng tối, anh ôm chặt cô hôn những nụ hôn ấm áp, để đôi môi của mình chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, hơi thở nặng, nhanh chóng đi vào cuốn lấy đầu lưới của cô. bàn tay anh giữ chặt lấy eo cô, gần như đã có một con thú hoang dã sẽ xé váy cô đôn đốc, eo nhỏ nhắn, gần như có một loại thú tính cuồng dã muốn xé rách váy cô. trang ngải lâm đón lấy nụ hôn của anh, nhanh chóng hai tay trượt xuống dưới, bác dịch nhanh chóng đôi môi ngọt ngào của cô. trang ngải lâm hé mở môi mỏng, thở gấp, bác dịch vươn hai tay ở bỏ chiếc váy dài thuận thế lại kéo xuống của áo ngực của cô, tay trước dò vào nội bộ, mới cúi đầu, hôn nhẹ môi mỏng của cô, mút, cưng chiều một lúc, mới trầm giọng khàn khàn nói, có khát không vọng càng tốt đẹp, càng bí mật. Trang Ngải Lâm nghe lời này, trong lòng khẽ động nhìn về phía anh. chương 1169, nói cho anh biết nguyên nhân. Buổi tối kéo dài, khắp nhau viên từ từ bình tĩnh trở lại, chỉ là ánh hỏa liệt hừng hực nơi chân trời vẫn như cũ, vô số nông dân, tiếp tục vừa nói vừa cười thêm củi để sưởi ấm, hái những quả nho màu vàng, cũng khoai trá ở giữa che chở, dường như cảm giác được ấm áp cũng tiến vào trong giấc ngủ, bắt đầu chậm rãi điềm tức. Ngoài biệt thự, mấy người giúp việc, còn có các vệ sĩ, im lặng đứng canh gác ở trước tiểu viện, không dám lên tiếng. Bên trong biệt thự, cánh cửa phòng, vẫn đóng chặt như cũ, không có một chút tiếng vang. Tiểu lỵ lúc này, mặt bộc lộ điểm khẩn trương, đứng ở trong gió lạnh lẽo, hơi nâng cổ tay, nhìn thời gian đã hưởng đông theo sự phân phó của lão ra cùng phu nhân hy vọng nhanh chóng đem tiểu thư về nhà mặc dù trong lòng suốt ruột nhưng lại không dám dục chỉ là ngẩng đầu tâm tình mấy phần ẩn nhẫn nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt kia đành phải cúi đầu lặng lặng chờ đợi đó có thể là vô luận thời gian thế nào đi về phía trước nhưng bởi vì còn có chưa xong trách nhiệm cho nên điểm ngọt ngào không thể kéo dài đến bình minh trong phòng một mảnh đen tối căn phòng gọn gàng khắp nơi thùy đắp áo sơ mi trắng, có lẽ váy dài màu đen cùng áo lót màu đen khiêu gợi, cũng chỉ là tùy tiện bày phóng bên giường và trên sofa, cánh cửa sổ sát đất đóng chặt, mặc dù xuyên qua đến một điểm ánh lửa, nhưng không có ảnh hưởng chút nào tới người bên trong nghỉ ngơi cùng triền miên, cả không gian từng mảnh từng mảnh vắng vẻ, cho đến khi di động trên giường, sáng lên màn hình xanh, đó là đặt ra thời gian hưởng đông xuất phát. Bác dịch lộ ra vóc người thô tục, khoác sâu đệm giường màu xanh, nằm ở trên giường, từ phía sau ôm lấy thân thể Trang Ngải Lâm, cánh tay to lớn đáp trên ở thân thể của cô, người đó vẫn nhắm mắt, dường như ngủ thật say, nhưng biết, sau khi mây mưa thất thường, thời gian ly khai đã lâu, cho nên chỉ là nghỉ ngơi một chút, Trang Ngải Lâm có lẽ mệt mỏi thật sự, nằm ở trên giường, đang ngủ say. Bác dịch theo tiếng chuông di động mà tỉnh lại, chỉ thấy anh mở ra hai tròng mắt, nhìn Trang Ngải Lâm nằm đối diện với mình đang ngủ say, những sợi tóc mềm mại mang theo hương thơm nhẹ nhàng, đang tùy ở bên cổ, bờ vai bóng loáng trắng nõn mê người anh khuôn mặt mệt mỏi hơi tràn đầy một điểm ái muội tươi cười tay vô ý ở giữa từ từ thanh tỉnh ý thức đưa đến bả vai của cô nhẹ gãi sợi tóc mềm mại xuống đến thắt lưng biết thời gian không sai biệt lắm liền hơi nghiêng người ga giường trượt khỏi thân thể truyền đến thanh âm róc rách cảm tính ái muội lồng ngực kiên cố nóng cháy của anh hiện ra một người đàn ông tuyệt đối mị lực chỉ thấy anh như vậy cúi đầu ở trên bả vai mê người của cô khẽ hôn thanh âm khàn khàn cưng chiều gọi, Ngải Lâm. Thời gian không còn sớm, em phải quay trở về. Trang Ngải Lâm nhàn nhạt mà mệt mỏi tỉnh lại, đưa lưng về phía bác dịch, nhìn về phía cửa phòng u ám đóng chặt, cảm giác được cơ thể ngứa ngáy khắp nơi đều được bác dịch hôn qua, thậm chí kích thích cao trào, trái tim đập tác tác, người đàn ông này quả thật có bản lĩnh, anh dùng phương pháp cường thế bá đạo mà mị lực, đem mình vô lực lăn qua lăn lại, cô chấp hai tròng mắt, hơi quay mặt sang, trong bóng tối nhìn về phía người đàn ông này, thanh âm khàn khàn lộ ra một điểm chiêu chọc, nói anh không quay về sao. Bác dịch mỉm cười, hơi xoay người, trước ở bên giường thắp sáng lên một ngọn đèn bàn, ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng hai người triền miên trên giường, y phục lộn xộn đương nhiên còn có chén thủy tinh vỡ, đều lộ ra một điểm kích thích người mê tình, chỉ thấy người đàn ông này hơi đưa cánh tay qua, đem người con gái này ôm vào trong ngực của mình, tay tràn đầy kén tầm, mát xa bờ vai bóng loáng của cô, mới ở trên mặt của cô ngọt ngào hôn mới lặng lẽ cảm tính nói, chúng ta cùng nhau trở lại. Ở trên xe, anh tiếp tục ôm em ngủ. Trang ngải lâm tựa ở lồng ngực kiên cố mà nóng cháy của anh, nghe tiếng tim đập vững vàng nhưng không mất ngọt ngào, mặt khó có được hơi hiển biểu tình ôn nhu, không nói chuyện. Bác dịch lại ở cúi mặt, khẽ hôn bờ vai bóng loáng của cô, nhìn thấy cô nhắm chặt mắt, bộ dáng ngủ thật say, vẫn như cú cảm giác hít thở không thông, chỉ là điểm tình cảm kia, tăng thêm làm cho trong lòng người ta sôi trào khí tức, anh không hiểu xúc động, nhanh chóng nắm bả vai của cô, hơi ban qua thân thể của cô, lại nhẹ nhàng hôn đôi môi no đủ ngọt ngào, cảm nhận được hương hoa vị ngọt của rượu, dừng ở môi của cô, anh lại cũng kiềm chế không được, thở gấp, bá đạo đẩy đôi môi của cô ra, xông vào đầu lưới cùng đầu lưới của cô triền miên. Trang ngải lâm kỳ thực một buổi tối bị anh muốn ba lần, mỗi lần đều kinh thiên động địa, đã rất mệt mỏi, nhưng khi cô phát hiện mình bị động tiếp thu nụ hôn của anh, dường như bị sóng chiều mê tình của anh hấp dẫn, kìm lòng không được vươn hai tay, nhẹ kéo cổ của anh, đón nụ hôn của anh, cùng anh thong thả ở trên đệm giường mềm mại, xoay tròn, ôm, thậm chí ga giường trượt xuống, nửa người trên gần như xích lóa. Bác dịch nhanh chóng cúi xuống, ngậm lấy nụ hoa màu hồng của cô, cảm giác chỗ đó như tiết ra sữa tươi, nuốt sâu. Một trận tiếng thở dốc truyền đến. Trang ngải lâm hơi xoay xoay người, chân dài trắng nón gợi cảm, ngửa mặt thở dốc thật hưởng thụ sự ôn nhu của anh gần như lại muốn mở miệng kêu to tên của anh. Bác dịch tựa hồ cảm thấy, môi lại ngậm lấy nụ hồng của cô, tay cầm bên kia, không ngừng ôn nhu xoa nắn, đệ đệ của anh đã anh dũng đứng thẳng, anh hơi cúi mặt nhìn về phía khuôn mặt hống phấn mê tình của trang ngải, như vậy sủng nịch ôn nhu nói, mệt không? Tối hôm qua vẫn không ngừng kêu tên của anh, đều phảng phất là cầu xin tha thứ. Trang ngải lâm hé mở hai tròng mắt, mặt dường như không biểu tình, lại khó có được ôn nhu yên lặng nhìn về phía người đàn ông trước mặt Bác dịch trên mặt bộc lộ hạnh phúc thỏa mãn cùng ngọt ngào Mỉm cười nói thực sự Anh chưa từng nghĩ em nguyện ý ở lại Loại kinh nghỉ này tựa như giấc mộng vậy Anh thích em gọi tên của anh Trang ngải lâm không nói chuyện Chỉ là xoay người Lại bộc lộ thái độ đảm nhiên hờn dỗi khó có được Bác dịch dương mặt cười Lại cúi đầu hôn nhẹ bả vai của cô Tay không dừng xoa nắn ngực sữa non mềm đầy đặn của cô như vậy cảm tính cương chiều nói, anh đi tắm trước, sau đó sẽ lấy y phục cho em. Trang ngải lâm nhắm mắt lại, một hồi, mới nói, được. Bác dịch nhàn nhạt cười, chính mình trước xoay người, dừng ở chỗ ánh đèn soi sáng không được, cầm lên khăn tắm khoác ở hạ thân, sau đó từng bước đi vào phòng tắm. Trang ngải lâm không lâu sau nghe thấy phòng tắm truyền đến âm thanh tiếng nước, mặt của cô lại bộc lộ một điểm tươi cười đoán không ra, nhắm hai mắt lại, tay đặt ở gối mềm mại, tiếp tục ngủ, thực sự rất kỳ quái, chính mình đi ngủ rất trọn giường, có đôi khi cha đều lấy chính mình không chiết, thậm chí lần này ở Anh Quốc trở về, chiếc giường thường nằm ở nhà, trực tiếp còn theo chính mình không vận trở về, nhưng có lẽ nguyên nhân mệt mỏi. Tối nay tại đây trên giường xa lạ, ngủ thật thoải mái, lại rất muốn ngủ tiếp. Thời gian một chút trôi qua, bác dịch sau khi tắm rửa xong, dùng khăn tắm cuốn ở nửa người dưới, đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy trang ngải lâm đã mặc vào váy dài cổ sâu chữ v màu đen của cô đứng ở trước gương hơi chỉnh lại tóc dài tấm lưng nuột là cùng mê người mặt anh lại bộc lộ nụ cười hạnh phúc cùng thỏa mãn từng bước đi về phía cô ôm chặt người con gái này hơi nghiêng mặt đến bên tai của cô mới khàn khàn nói tỉnh anh còn tưởng rằng em muốn ngủ tiếp trang ngải lâm nghe lời này đảo hai tròng mắt lông mày hơi nhíu lại xoay người nhìn về phía bát dịch tự tiếu phi tiếu nói thế nào ngủ tôi quen giường. Bác dịch mỉm cười, vươn hai tay ôm chặt hông của cô, ở trên môi của cô nhẹ nhàng hôn, mới nói em thích giường kiểu gì, anh mua cho em. Trang ngải lâm nhịn không được cười rộ lên. Bác dịch tay giữ nhẹ cầm của cô, ở chóp mũi của cô hôn, nói em đợi anh một chút, anh thay bộ quần áo. Trang ngải lâm đạm mặt, không nói chuyện, xoay người ra khỏi phòng, lại vì anh phịch một tiếng đóng cửa lại. Bác dịch nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, anh lại khó có được ngọt ngào cười sau đó mới xoay người đi tới tủ quần áo chọn một bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng nhanh chóng mặc vào khi anh khoác kia âu phục đen đứng ở trước gương hơi chỉnh lại cổ áo nhớ tới chỗ trang ngải lâm vừa đứng anh lại nghiêng mặt liếc mắt nhìn trên giường lộn xộn nghĩ trang ngải đang ở nho viên cảm giác không thực tế giống như một giấc mộng ngọt ngào hạnh phúc tâm tình lại không hiểu kích động bác dịch nặng nề thở hồn hển một hơi tiếp tục hơi chỉnh lý âu phục anh đối trang phục không có yêu cầu, đơn giản trực tiếp là được. Anh đang vội, tay hướng tới trước bàn, ai biết tay vô ý đụng tới túi sách màu đen trên mặt bàn, nó liền như vậy rơi xuống đất, bên trong có thứ gì rơi ra. Anh hơi giật mình, ngồi xổm người xuống, vừa định cầm túi sách của Trang Ngải Lâm lên, anh lại chừng mắt nhìn thấy khối ngọc lục bảo phỉ thúy bị vỡ thành hai mảnh, liền như vậy xuyên qua một điểm bi ai cùng bất đắc dĩ dừng trên mặt đất. Trái tim như bị người đánh một chùy bác dịch toàn bộ sắc mặt đột biến, không thể tưởng tượng chừng mắt nhìn về phía miếng ngọc phỉ thúy kia. Trang ngải lâm một mình dừng ở bên tường phòng khách, không nhịn được ngẩng đầu, xem lướt qua ảnh chụp thế giới nho viên của bác dịch, thời khắc đó trí tuệ của anh thật tốt, mặt của cô không hiểu bộc lộ một điểm tiêu ý, mình quả thật thích trí tuệ của người đàn ông này. Cửa phòng, lặng yên hơi mở, thân ảnh bác đích, nặng nề xuất hiện, khuôn mặt của anh, lộ ra quá nhiều đau lòng. Trang ngải lâm nghiêng mặt mỉm cười, lại nghiêng mặt nhìn thấy anh thâm trầm đau lòng, cô hơi nghi hoặc. Bác dịch lồng ngực nặng nề thở gấp, tay nắm chặt miếng ngọc lục bảo phỉ thúy bị vỡ đôi kia, nhớ tới mẫu thân lúc đó đem vòng cổ đeo ở trên cổ của mình, với biểu tình yêu thương ôn nhu, thậm chí nhẹ vỗ về mặt mình, nói với mình, đó là vật gia truyền mấy trăm năm của gia đình ta, tương lai con phải đem nó truyền tặng cho người con yêu thương nhất, mẹ đương nhiên hy vọng con có thể truyền cho người vợ yêu mến nhất của con. Trái tim như lại bị người ta nện cho một búa tạ, hai tròng mắt anh không nhịn được lại tràn đầy đau lòng, chậm rãi quay mặt sang, mang theo vài phần kiềm chế, đau đớn, thậm chí biểu tình không thể vững tin, nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng kỳ quái nhìn về phía anh, không hiểu vẻ mặt này của anh. Bác dịch thật sâu nặng nề nặng thở hổn hển một hơi, lúc này mới thong thả ở trước mặt cô, đau lòng dơ lên miếng ngọc bổi phỉ thúy đã bị vỡ làm đôi, anh đau lòng nắm miếng ngọc phỉ thúy đã bị vỡ kia, tối nay tất cả hạnh phúc trong nháy mắt bị đánh nát, không thể tưởng tượng, từng chữ từng chữ hỏi, nói cho anh biết. Nguyên nhân đêm nay em ở lại là không phải là bởi vì nó. chương 1170, bọt biển. Thật là bởi vì nó. Bác dịch tay cầm phỉ thúy bị gãy đau lòng càng sâu nhìn cô gái trước mặt. Trang ngải lâm đơn độc đứng giữa phòng khách, đôi mắt bối rối chấp chấp. Cô chưa bao giờ giỏi nói dối trên mặt biểu tình thừa nhận ẩn nhẫn. Cô vẫn giữ lại một chút chân tướng mặc dù có ẩn tình khác nhưng cô lại không biết phủ nhận thế nào tâm trong nháy mắt bị đánh trúng. Bác dịch thật sâu nhìn cô gái trước mặt, nhớ tới tối nay chính mình cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn anh liền tự diếu cười khổ thâm trầm từng chữ từng chữ nói trang ngải lâm. Anh mặc dù chỉ là một người trông coi nho viên, nhưng anh tuyệt không tịch mịch, anh rất thỏa mãn nên không cần đồng tình, càng không cần thương hại. Anh hy vọng em lưu lại là bởi vì anh yêu em. Viên phỉ thúy này với anh có bao nhiêu quan trọng em biết không? anh coi em là nữ nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh mình mới đem tặng nó cho em. Em đã không quý trọng thì có thể trả lại nó cho anh. Tại sao lại dẫm đạp lên nó, dẫm đạp lên tình cảm của anh? Trang Ngải Lâm nghe lời này trong nháy mắt lửa giận nổi lên, nét mặt căng thẳng nhìn anh nhanh chóng nói, em như thế nào dẫm lên tình cảm của anh? Em như thế nào dẫm lên nó? Làm sao anh biết em không có quý trọng? Độ cứng rắn của nó có thể đập bể bao nhiêu cm thủy tinh em biết không? Bác dịch đau lòng nhìn cô lại nắm chặt phỉ thúy trong tay, từng chữ từng chữ nặng nề cùng khổ sở nói, nó thay thế cha mẹ bên cạnh anh thời gian bao lâu em biết không? Nếu như em thực sự biết đau tiếc em sẽ không để cho nó dễ dàng bị đánh gãy như vậy. Nó ở trên cổ của anh bảo toàn hai mươi mấy năm, anh tự nhiên biết quý trọng nó thế nào mới có thể lưu lại nó. Anh cũng biết rõ em là khinh thường nó dường nào mới khiến nó yếu ớt dễ bị gãy đứt anh mắt thấy em bình thường ném châu báu kim cương khắp nơi nhưng anh lại vẫn tin tưởng em sẽ tôn trọng tình cảm của người khác. Là người biết phân biệt nặng nhẹ, nhưng em nguyên lai like không phải. Đủ rồi, Trang Ngải lâm tâm tình trầm trọng kiềm chế tức giận nhìn anh, mặt lạnh trực tiếp nói, không phải chỉ là một viên phỉ thúy sao. Nó có thể đại biểu cái gì, anh không cần ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trang Ngải lâm tôi đã làm liền dám nhận, nó chính là do tôi làm gãy. Gãy thì thế nào, loại này tôi có một bó lớn. Đúng, bác dịch cũng phẫn nộ đau lòng nhìn cô, từng chữ từng chữ trầm trọng mất mát nói, nó bất quá chỉ là một viên phỉ thúy bình thường. Nó cái gì cũng không phải, ở trong mắt em trừ chính em ra còn có cái gì là quan trọng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang ngải lâm nhất thời mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tưởng nghe được câu nói kia, tâm bỗng nhiên tê dần, cũng trở nên tức tối rất nhanh chóng, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy anh nghĩ rằng tôi muốn lưu lại tại cái địa phương tồi tệ trong thời tiết giá rét này cùng anh một buổi tối liền bởi vì một vật nhỏ này trang ngải lâm tôi thân phận gì trang ngải lâm em thân phận cao quý em là thiên kim đại tiểu thư em là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới mà anh cái gì cũng không phải bác dịch tâm tình trầm trọng nhìn cô nhanh chóng nói anh xác thực cái gì cũng không phải trang ngải lâm lại nảy sinh ác độc nhìn anh nói thẳng lời trong lòng bị một đứa nghèo hèn thiết kế cũng có thể khiến anh táng ra bại sản. Anh có tư cách gì yêu người khác, một viên phỉ thúy rách nát như thế cũng chỉ có loại người tịch mịch không giống đàn ông như anh mới cảm thấy nó có ý nghĩa. Tống nó cho người khác liền cho rằng nó thật có thể thay thế tâm tình của anh. Thay anh thổ lộ tình cảm, tôi cho anh biết tôi căn bản là coi thường nó. Có mấy lời là thật không thể nói, đặc biệt lúc tức giận lại càng không thể nói. Bác dịch tâm lại bị đánh mạnh, đôi mắt biểu lộ đau đớn thống khổ thật sâu nhìn trang ngải lâm dường như tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay kỳ thật chính là một khối bọt biển giờ phút này toàn bộ bị đánh nát trang ngải lâm đôi mắt nặng nề nét mặt căng thẳng có lẽ ý thức được lời mình nói khó nghe tâm tình áp lực kiềm chế không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ là cắn chặt răng chống cự đến cùng bác dịch liền lặng yên nhìn cô nhìn cô cao quý xinh đẹp như vậy đứng ở trước mặt mình thân phận hai bên khác biệt lập tức đem khoảng cách hai người thật xa anh đã không còn phẫn nộ tim anh đã không còn đau anh đã không còn chấp nhất còn lại chỉ là trận trận đau lòng cùng minh bạch từng chữ từng chữ yếu ớt nói tôi đúng là lòng tham sao khát vọng em yêu tôi khát vọng một thiên kim đại tiểu thư cao quý yêu tôi một người tịch mịch trưng cất rượu kỳ thực mỗi khi mùa đông lạnh lẽo đến tôi nhìn từng lớp lá và dây nho rụng hết trong mắt toàn bộ là thế giới trắng xóa hoa tuyết nhẹ nhàng rơi tôi mạo hiểm trời giá rét tứ chi đông lạnh kể cả nhà cũng không muốn quay về trực tiếp liền đi vào hầm rượu tựa vào cạnh thùng gỗ ngủ nghe trong thùng truyền tới đủ loại thanh âm ấm áp tôi liền yên lòng ngủ ngon có lần bởi vì bên trong thả carbon dioxide tôi thiếu chút nữa chết vì không thở được nếu như không phải có người đi ngang qua cứu tôi sau khi tôi tỉnh lại cũng không hối hận tôi có thể chết đi ít nhất tôi không oán không hối hận việc đó là chân thành nếu muốn thật tình đạt được một đoạn tình cảm xác thực cần một chút dũng cảm không sợ chết tôi đã cho tôi dũng cảm tôi yêu em nhưng là em thì không. Tâm bỗng nhiên tê dần. Trang Ngải Lâm đơn độc đứng tại chỗ đôi mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt. Ngải Lâm, bác dịch nhìn cô gái mình yêu, đôi mắt chất chứa thâm tình dường như thổ lộ một lần cuối cùng thật sâu yếu ớt cảm tính nói, em đã từng nói em không bằng nho viên của tôi. Tôi xác thực không có cách nào chọn lựa, tôi chỉ có thể nói tôi có thể vì nho viên đi tìm chết. Tôi cũng có thể vì em mà chết. Trang Ngải Lâm đôi mắt xoay chuyển, bác dịch lập tức một trận cười khổ đột nhiên không biết mình đau thương cái gì chỉ là cái gì cũng không muốn nói nữa lúc cất bước đi qua cô sâu kín lưu lại một câu nhưng là chết có bao nhiêu tuyệt vọng nếu như cha mẹ tôi có thể còn trên thế giới này nó xác thực chỉ là một khối ngọc nếu như khi ấy tôi có thể giữ được em tôi sẽ không gửi gắm tưởng niệm của mình trong viên phỉ thúy đưa cho em nói xong thân ảnh kia nhẹ nhàng rời đi trang ngải lâm trái tim một mực kiềm chế sau khi tự hỏi mấy lần cô chợt xoay người nhanh chóng đi ra phòng khách. Lúc đứng ở tiểu viện đã nhìn thấy thân ảnh bác dịch kiên nghị mà tịch mịch, thấp thoáng ánh lửa đỏ bừng ấm áp, gò má anh thoạt nhìn như không oán không hối hận, kỳ thực chính mình vẫn không có nói với anh sự tịch mịch của anh chính là một loại mị lực. Lòng cô bỗng nhiên tê dần nhanh chóng cất bước tiến lên, đi qua đồng ruộng lạnh lẽo, ngay khi anh sắp bước đến chỗ mình đứng cô liền trong nháy mắt nắm chắc cánh tay anh rất nhanh nói, được rồi. Chuyện phỉ thúy tôi xin lỗi. Bác dịch đau lòng đứng tại chỗ, không quay đầu lại, sâu kín nói, đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai. Phỉ thúy đã gãy rồi thì thôi tôi không có trách em. Chỉ là sau này không cần vì lo tôi tịch mịch mà hao tổn tinh thần. Tôi không yêu được em, tôi cũng không có tư cách giữ lại em. Tôi đúng là một người không có gì cả, tương lai tôi lại càng có khả năng táng ra bại sản. Tôi cái gì cũng không thể cho em. Trang Ngải Lâm nắm chặt cổ tay anh, lập tức không biết nên nói cái gì. Bác dịch đôi mắt hiện lên mấy phần kiềm chế cùng đau đớn, lại không nói nữa mà là trầm mặt hơi dẫy cánh tay cô muốn lên xe. Trang ngải lâm lại nắm cánh tay anh, do so dự mấy phần, tự hỏi mấy phần, lại khẩn trương nói chẳng lẽ. Đêm nay, anh thực sự tin tất cả đều là giả sao. Bác dịch biểu lộ mất mắt tuyệt vọng chìm trong bóng tối, đôi mắt lóe ra quang mang yếu ớt thật sâu, lại đau lòng khàn khàn nói nó hẳn không phải là giả. Nhưng cũng không quá chân thật, bởi vì thân phận hai ta kỳ thực cũng khó chọn lựa, nhất định phải kiên trì gì đó mới có một màn tiếc nuối như vậy. Ngải Lâm, chia tay đi, lần này triệt để chia tay đi, chúng ta tan tan hợp hợp bao nhiêu lần lại dựa vào dục vọng kích động khiến nhau thương tổn cho tới hôm nay. Tôi mệt mỏi, tôi xác thực không xứng có người yêu, tôi cũng không thích hợp một đoạn tình cảm như vậy. Cho nên chúng ta buông tay đi, triệt triệt để để buông tay đi. Trang Ngải Lâm đôi mắt tràn đầy nước mắt, đứng trong gió rét nặng nề thở nhìn về phía anh. Tay vẫn như cũ không muốn bông ra. Bác dịch hơi nghiêng mặt, đôi mắt xoay chuyển liếc nhìn người bên cạnh, rõ ràng hình dáng, dung mạo vẫn động lòng người như cũ nhưng anh lại tuyệt không lưu luyến. Mạnh mẽ ngạnh giấy cánh tay của cô trầm mặc ngồi vào trong xe của mình, kiên quyết khởi động xe, đèn trước sáng lên điều khiển xe tránh trang ngải lâm rời khỏi, từ từ lui về phía sau, sau đó khẽ quay đầu vừa nhìn hướng nhà vườn phía sau vừa xoay tròn tay lái, sau đó điều khiển xe rời biệt thự thẳng phía trước mà chạy đi, một chút cũng không do dự. Trang ngải lâm cô độc đứng trong gió lạnh, nặng nề thở dốc ra từng đợt xương trắng, nhìn về phía chiếc xe màu đen từ từ cách mình đi xa. Đôi mắt tức khắc giật giật, một người chưa bao giờ khóc như cô vậy mà vào giờ khắc này nước mắt chảy xuống. Xe dọc theo nhau viên chạy càng xa. Bác dịch đôi mắt tràn đầy đau đớn, đôi tay nắm chặt tay lái điều khiển xe chạy thẳng phía trước, ý nghĩ mê man cơ hồ thấy không rõ đường trước mặt, nước mắt cứ như vậy bi thương lặng lẽ chảy xuống. Audio điện tử võ tấn bền chương 1171, đụng phải Ngày mai là chung kết của cuộc thi rượu lần thứ hai, giám đốc trang phân phó, nhất định phải bảo vệ đường tiểu thư an toàn, để ngừa có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Lúc này, Ủy viên Trương Đỗ Uy cùng Khương Vĩ còn có phương di tới, tụ tập ở các tiểu khu, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tình kỳ cũng cứ cách một lúc là dò hỏi một lần tình hình thai song sinh của Khả Hinh, bởi vì sau đó, cô sẽ phải xuất phát đến khách sạn Á Châu, một lần nữa lại vào phòng chuyên dụng phục vụ rượu để nghỉ ngơi. Gần đây nội bộ chính phủ xảy ra một chút biến hóa, có quan viên thất thế, có quan viên tấn chức, cục diện hai giới căn bản của thương trường ăn ý nhau, cũng bắt đầu xoay chuyển, thậm chí thế lực phá, tập đoàn hoàn cầu xuyên quốc gia số 1, giá cổ phiếu cũng đã bắt đầu nổi lên những biến động dù rất nhỏ, tất cả cổ đông các đối tác đều rè chừng. Trang Hạo Nhiên lấy bí mật tiền vốn chảy trở về nước, cơ hồ lấy thủ đoạn độc ác, thu mua trong nước vượt lên trước tập đoàn khách sạn liên tỏa cùng liên doanh với công ty ẩm thực. Nhân sự bên trong nhốn nháo nghe tin, cũng bắt đầu chuẩn bị nhúng tay vào cổ phần hoàn cầu. Nhưng tất cả, cũng chỉ là mặt ngoài, chỉ có đứng ở vị trí cao nhất, mới có tư cách nhìn tổng quát chính xác những thay đổi bất ngờ. Đây là đặc thù nhất, đây cũng là khẩn trương nhất, tất cả đều dựa vào chân tướng kia, nó có thể hay không thúc đẩy chân tướng lộ ra ánh sáng, thay đổi lịch sử trong nháy mắt. Đây đều đã xảy ra biết bao nhiêu rồi. Đúng vậy, biết bao nhiêu rồi. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngưng mặt lại, dừng ở chỗ trạm SUV, nhìn phong cảnh xung quanh, cô bỗng có một loại dự cảm chẳng lành, dù sao cũng là trận thi đấu lớn nên không có khả năng thuận lợi cử hành, ít nhất cha như mà chắc chắn sẽ không có thiện chí tới. Trong khoảng thời gian này, Phương Di cùng tịnh kỳ đồng thời liên thủ, cũng không có bắt được người nào, cứ như hắn biến mất ở thế giới này, rốt cuộc còn có kế hoạch gì ở đằng sau sẽ phát sinh. Các cô đồng thời nặng nề thở dốc, lúc này mới xoay người, nhìn về phía nhà trọ nhỏ màu trắng kia, lầu hai có đám hoa màu trắng ngay cửa sổ, đang phản chiếu màu sắc của ánh đèn, không biết đường tiểu thư lúc nào mới ra cửa. Chỉ nghĩ mau chóng đến khách sạn, hiện tại ở nơi đó so ra kém an toàn hơn khách sạn Á Châu. Bên trong phòng ngủ, Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng thân mình đứng trước gương, mặc áo sơ mi đỏ hồng cùng quần đùi màu đen, phát hiện sơ mi bó sát tới đai lưng quần, thậm chí có cảm giác hơi chật, có chút khó chịu. Cô liền mở to mắt nhìn về phía mình trong kính, chịu không nổi kêu lên: Đây là eo mình sao? Ôi, cái eo của tôi vậy mà to ra rồi. Hôm nay chạm vào chị Trang lúc ấy chị nhắc nhở, mình còn không tin. Thế nhưng nó thực sự to. Vì sao a? À? Thi Ngữ cùng Tiên Nhi còn có lạp lạp trong phòng đi tới đi lui, vì cô chỉnh lại quần áo cùng thư mời của khách sạn, vừa chỉnh đốn, vừa nghe những lời này, không hiểu nhìn về phía cô cười. Cô ăn nhiều, dĩ nhiên là béo lên rồi, nhã tuệ tựa vào thân kính bên cạnh, nhìn về phía cô gái này, cười rộ lên nói. Đường khả hinh nhất thời thu hồi sắc mặt, chứng chạc đàng hoàng nhìn về phía nhã tuệ, nói cái gì gọi là tôi ăn nhiều liền béo lên. Cô thấy qua tôi ăn nhiều liền béo ngay sao? Tôi trước đây còn có biệt hiệu ăn cũng không béo, chỉ là tôi quên mất. Thế nào là biệt hiệu ăn cũng không béo? Lạp lạp vừa sửa sang lại áo ngủ màu hồng phấn bỏ vào dương, vừa sáng mắt lên nghĩ, lập tức rất hưng phấn nhìn cô nói, tôi biết. Là xà tinh. Đi, đi, đi. Đường khả hình lập tức đầy người nổi cả da gà nhìn lạp lạp, nói, đừng nói buồn nôn như vậy được không? Cô có thể nói là tiểu yêu tinh, tiểu tiên nữ các loại mà. Cô là của bầu thì có tiên nữ, ca 6 nhã tuổi cô ý chừng mắt liếc cô một cái, lúc này mới không khách khí nhắc nhở cô. Cô, cô sau năm 9 tuổi, chú đường đã vào ngục giam, cô lúc nào được ăn no bụng. Không phải ngày đói bữa no à, dù cho có cả hai giám đốc, mỗi ngày khóc suốt mướt đều đã no rồi. Còn nuốt trôi cơm à, cô bất quá là trong khoảng thời gian này, thì ngữ chiếu cố cho cô khá hơn một chút, chú ý cân đối ăn uống cho cô một chút, sắc mặt mới có thể khá khá lên một chút. Thi ngữ vừa chỉnh lại thư của đường khả hình, nghe lời này, mặt của cô lập tức mắc cỡ đỏ bừng, vừa đặt sách vào dương, vừa xấu hổ nói, ách. Cái này làm sao có thể tính công lao của tôi, đều là đường tiểu thư tính khí tốt, lại không kén ăn, tôi cho cô cái gì, cô ấy liền ăn cái đó. Đều là chính cô lo cho chính mình rất tốt. Cô đương nhiên cho khả hình ăn cái gì, cô ấy liền ăn cái đó rồi. Khả hình chỉ cần có ăn, ai cũng có thể là ba mẹ, ông bà. Nhã tuệ nói nói đến đây, nhịn không được cười rộ lên. Đường khả hình lập tức mở to mắt, ngẩng đầu, cố ý biểu tình nhìn về phía nhã tuệ. Tiên nhi lúc này cũng ôm một đống lớn thư, hướng trong dương ném vào, vừa nhìn đường khả hình này, bên hông kỳ thực cũng không tính béo, cô bình thường vốn như là biệt hiệu, hiện tại thật béo chỉ ở một điểm mà thôi, eo kia còn là eo thon nhỏ nhắn, bất qua xem đại gia trò chuyện sảng khoái như vậy, mình cũng sáng mắt lên, cười rộ lên nói có phải là mang thai. Đường khả hình nghe lời này, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, xấu hổ nhìn lạp lạp. Ô kìa, thi ngữ nhất thời vươn tay, gõ đầu tiên nhi, giận dỗi nói tôi thật là muốn xé nát miệng của cô. Phải nói cái gì nên nói và không nói nhưng cái gì không nên nói, cô không biết sao. Chẳng qua là cách xa phu nhân mấy ngày, các người lại càng không quy củ. Ôi, nói đùa thôi, tiên nhi sụ mặt thật là khổ nói. Phốc, lạp lạp nhìn tiên nhi bị đánh, cô đắc ý cười. Nhã tuệ lúc đi lại đây, nghe lời đạo lý này vào tai, cô thoáng căng thẳng đi hướng tới đường khả hình, chia tay về phía cô nói, nhà đầu chết tiệt kia. Cô sẽ không, không có khả năng, đường khả hình trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía nhã tuệ, nhanh chóng. Khẳng định, tuyệt đối nói, nhất định không thể nào. Chú Phúc nói từ cung tôi muốn khôi phục còn phải mất thời gian dài. Nhã tuệ nghe lời này, lập tức liếc về phía cô, kỳ thực bụng coi như bằng phẳng cùng vùng hông thon gọt, nhất thời tức giận đi qua, vươn hai tay nắm hông khả hình, hung hăng nói, suốt ngày nói năng lung tung. Eo nhỏ thế này mà còn la hét to to, cô muốn kích thích ai à, tôi bây giờ phải vặn gãy nó, xem nó rốt cuộc to bao nhiêu. À à à đường khả hình trong lúc nhất thời bị nhã tuệ gãi bên hông ngứa ngứa cười rộ lên, cô vừa ẩn núp, vừa lắc mông cười đến thành tiếng ha ha ha. Hai người đứng ở dưới lầu, Nghe thanh âm này, liền biết Đường tiểu thư ngốc ở trên lầu trên đang khoái trá, nhớ tới Tịnh Kỳ tiểu thư vừa mới gọi điện thoại qua đây nói, thời gian cũng không còn sớm, liền mau chóng hộ tống cô đến khách sạn Á Châu, liền cười hơi cao giọng nói, "Đường tiểu thư, nếu như cô đã hết bận, chúng ta liền phải lên đường. Thời gian không còn sớm nữa." Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh còn ngã ở trên giường, gãi ngứa các nơi, nghe lời này, tất cả đều cười dừng lại thi ngữ cũng vội vàng từ bếp ra tủ lấy quần áo thời gian trước cô chuẩn bị cho trang ngải lâm áo khoác màu đen ngắn nhỏ bằng da vừa với tay cầm vừa cười nói đường tiểu thư hiện tại khí trời hơi lạnh mau khoác áo da này đi chúng ta liền lên đường đường khả hình vừa cười từ trên giường đứng lên vừa hơi vươn tay để thi ngữ mặc áo cho mình vừa vặn lộ vòng eo thon nhỏ của cô cùng quần màu đen lộ ra đôi chân dài gợi cảm cô đứng trước gương lại vươn tay chỉnh lại mái tóc buộc đuôi ngựa cao lên lại nhìn thấy thi ngữ mở hộp trang sức đang muốn lấy từ bên trong bộ trang sức màu đen cô liền nói không muốn thi ngữ dừng lại động tác hơi tò mò nhìn về phía cô nói thế nào không cần đeo sao tôi không thích vật kia đường khả hinh mặt chỉ là bộc lộ ý cười nhàn nhạt, nhạt cô luôn đối với những thứ trang sức châu báu ấy không cảm thấy hứng thú trừ tham dự yến hội cần có nhưng cứ đôi khi tham dự yến hội mọi người lại có cơ hội nhìn thấy cổ cô trống trơn thậm chí còn lười trang điểm Nhã tuệ đứng ở một bên, nhìn kỹ đường khả hình mặt sơ mi hồng này cùng quần đùi đen, ngoài khoác áo da bóng loáng thập phần nhu thuận quý phái, cả người không cần mang trang sức vẫn có vẻ thanh thoát tươi trẻ, đầy mị lực, tựa như một viên kim cương sáng long lanh, liền cười đi qua, vừa chỉnh áo cho cô, vừa cười nói, không thích, chúng ta sẽ không mang. Bản thân cô vẫn có thể sáng long lanh. Thi ngữ nghe lời này, đành cười đem kim cương thả lại trong hộp, nhìn trên bàn trang điểm tầng tầng lớp lớp hộp trang sức đều là Trang Ngải Lâm cùng Ân Nguyệt Dung, cách một thời gian là phái người chuyển đến đây, các cô đều tự đánh giá căn căn phòng đầy châu báu này, tất cả gần mười mấy triệu, người canh giữ rất nghiêm ngặt, nếu không hẳn có thể sẽ có nguy hiểm. Lạp Lạp và Tiên Nhi đã chỉnh chu cái dương, kéo vòng trang sức, nhấc nó lên, cười nói với đường khả hình, đường tiểu thư. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, có thể đi rồi. Đường khả hình nghe lời này, lập tức xoay người, cười ngọt ngào nhìn về phía nhã tuệ. Nhã Tuệ cũng nhịn cười nhìn về phía cô, nhẹ nhàng ôm một cái, mới nói, đi đi. Ngày mai cố lên. Đúng, cố lên, tiên nhi cũng nắm tay, ra vẻ uy hiếp nói, đem một tử linh đánh cho nước chảy hoa rơi, sao? Sao thường mượn để nói sự tàn tạ của đời người? Tôi liền đem cô đánh tới nước chảy hoa rơi, thi ngữ lại nhịn không được mắng tiên nhi, đây là chuyện thi đấu, cô đừng lắm miệng. Tiên nhi lại bị mắng, đành phải ủm ụp cúi đầu. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nghe lời này, đồng loạt cười, hai người liền cùng nhau xuống lầu, đi qua phòng khách, rồi ra hoa viên. Hai người nhìn thấy Đường Khả Hinh xuất hiện, tức khắc đi tới phía trước xe Mercedes, mời cô ngồi vào đi. Vặn nhỏ nghe, phân phó Đỗ uy cùng Khương Vĩ lên đường, cứ như vậy, Nhã Tuệ cũng không muốn cản đường Đường Khả Hinh trở lại cuộc thi rượu, liền kéo áo ra cỏ cho cô, nhắc nhở cô tối nay chú ý nghỉ ngơi, rồi để xe dần chạy xa khỏi cửa nhà mình. Đường khả hình ngồi ở sau xe, nhìn về phía nhã tuệ như thường ngày đứng ở trước hàng rào hoa viên, mắt nhìn mình rời đi, lòng của cô chợt rung động. Thi ngữ nhìn về phía đường khả hình cảm động như vậy, liền vươn tay nắm cánh tay cô, mềm giọng nói, đường tiểu thư, yên tâm đi. Qua trận thi đấu lớn, khả năng tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn. Đường khả hình mai mắt lóe sáng, suy tư một hồi, mấy ngày nay muốn nhẹ nhóm, đỡ căng thẳng trước thi đấu, cô buông xuống không ít, chỉ là lúc này đang tới khách sạn Á Châu, tâm tình khẩn trương hẳn, cô đành phải cười cười. Trong đêm đen, nhiều xe Mercedes từ từ hướng tới khách sạn Á Châu, chạy qua phố xá sầm uất ồn ào, lại đến đường xá phồn vinh, rốt cuộc hướng khách sạn Á Châu theo đường Tân Hải đi tới, chỉ nghe sóng biển gào thét ngút trời, theo sau là cái lạnh lẽo của gió biển, từng đợt tập kích đến, truyền thông liên quan tới trận thi đấu thứ hai có ở khắp đèn đường Tân Hải, năm phục vụ rượu mặc đồng phục màu đen cùng nhau quay chụp tuyên truyền mắt lóe ra ánh sáng. Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa bài tuyên truyền đầy ở đèn đường, cô cũng mặc đồng phục màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đứng ở giữa bốn phục vụ rượu, cô hơi ôm vai, để lộ nụ cười tự tin, cứ như vậy nhìn về phía hình của mình, như chính mình nhìn mình, lập tức cảm thấy mười phần dũng khí. Lạp lạp cùng tiên nhi, các nàng cũng thật vui vẻ ngồi ở một bên, nhìn về phía bài chiếu tuyên truyền kia, Cười nói, đường tiểu thư của chúng ta đẹp nhất Đường khả hình nghe lời này, nhịn không được cười ra tiếng Lại không nhịn được nhìn thấy bài truyền thông Mục Tử Linh ở giữa Cô vừa vặn đứng ở phía sau bên trái, ôm vai tự tin đứng Hai mắt ánh ra tia lanh lợi, mặc dù cũng chỉ là cười nhạt, trông rất có thiện ý Đường khả hình từ từ thu hồi sắc mặt, nhìn về phía thư thái của mộc Tử Linh Không biết vì sao, tự nhiên cảm thấy trong cô ta cất giấu một năng lực bí mật Chỉ là điều này có thể phát huy hay không? Nghĩ tới đây, cả cơ thể cô không hiểu sao lại một cỗ phong độ, ép buộc mình nhất định phải có tinh thần. Số lượng xe Mercedes nhanh chóng hướng khách sạn Á Châu chạy tới, rốt cuộc đi ngang qua trạm cảnh sát, sau khi nhìn thấy bảng số xe, tức khắc được chào thăm hỏi, xe chạy trong bóng đêm, hướng đại sảnh trải thảm đỏ khách sạn Á Châu, ba nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đen tức khắc đi ra, thập phần tôn kính cúi đầu, hai người cùng vệ sĩ trước hết đi xuống xe, tuần sát cảnh vật xung quanh, Tiểu Vi mở cửa trái xe, Thi Ngữ từng bước đi ra, tự đi tới hướng phải cửa xe, mở ra rồi đỡ đường Khả Hinh đi xuống xe. Đường Khả Hinh đón gió biển lạnh, đứng ở trước thảm đỏ khách sạn Á Châu, mặt bộc lộ vẻ kích động, hai mắt lóe ra, nhìn thấy bên trong có ngọn đèn dầu huy hoàng tráng lệ. Đi tới đi lui có vô số ký giả cùng khách khứa, bởi vì ngày mai là trận thi đấu lớn, tối nay sẽ là một đêm bất giả thành rồi, cô tức khắc ăn ý với thi ngữ cùng mọi người tránh tai mắt ký giả, đi hướng bên trong khách sạn, ai biết vừa xoay người, liền nhìn thấy một tử linh cả người khoác áo lông hồ ly màu đen, trang sức gợi cảm màu đỏ hồng với quần cực ngắn, bím tóc kiểu nhật, mang trên người loại kim cương hiếm có trên toàn cầu, mang theo túi GUCII, chân đi giày cao gót, mặt bộc lộ sự quyến rũ nhưng lại không kém phần tự tin. Đang muốn đi về phía bên này. Hai cô, cứ như vậy đối mặt đụng phải nhau. Trường 1172, một phần lễ vật. Cuộc chiến chưa có bắt đầu, khói thuốc súng đã bay đầy trời. Một tử linh đơn độc đứng ở trước cửa khách sạn, dường như vừa phục vụ rượu trong ở bên trong đi ra. Nhìn thấy đường khả hình khó có được ngày mặc quần áo xinh đẹp đứng ở trước mặt của mình, đôi mắt cô ta lóe lên một tia cười nhạt, lại không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là hơi ngước khuôn mặt, chân đi đôi giày cao gót 10 phân, từng bước đi tới. Đường khả hình nhìn thấy một tử linh, nét mặt cũng hơi căng thẳng, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lợi hại, từ từ cất bước đi qua hai cô gái liền như vậy, đứng đó hai khuôn mặt cơ hồ đối diện nhau khoảng cách thật gần. Mộc tử linh đứng trong gió rét, nghiêng mặt, đôi con người đảo vòng, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, khóa chặt đôi mắt to linh động của đường khả hinh, đôi mắt sắc bén cùng những suy nghĩ sâu xa. Cô đột nhiên bật cười, dùng một loại giọng điệu không nhanh không chậm, lo lắng nói ánh mắt của cô. Có thể thấy được rồi. Thi ngữ cùng tiên nhi còn có lạp lạp, nhất thời đứng ở phía sau đường khả hinh, có chút khẩn trương nhìn về phía Mộc Tử Linh, rất sợ cô ta lại nói ra cái gì đó để kích thích người người khác. Đường Khả Hinh Mi Tâm chỉ hơi nhíu, khuôn mặt ngưng lại nhìn về phía cô ta, không lên tiếng. Mộc Tử Linh nhìn cô mặc dù im lặng, nhưng trong đôi mắt là sự kiên định cùng tài năng, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cô ta. Lần này, cô ta mỉm cười, chỉ là nhàn nhạt nói chúc mừng cô. Đường Khả Hinh hai nheo mắt, nhìn về phía cô ta. Thi ngữ cùng lặp lặp còn có tiên nhi, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái nhìn về phía cô ta. Chúc mừng cô, ánh mắt đã có thể thấy được, chúc mừng cô thân thể đã hồi phục khỏe mạnh, mục tử linh lại nghiêng mặt, lo lắng nhìn về phía đường khả hình cười rộ lên nói, khó có khi gặp được đối thủ tốt có năng lực ngang tài ngang sức như vậy, cao thủ so chiêu mới có chút thú vị chứ. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đáng mong chờ, chúng ta cùng mỏi mắt chờ xem. Lời này vừa nói xong, đường khả hình thật cảm thấy có chút mới mẻ, trên mặt rốt cuộc hiện lên ý cười sâu không lường được, thật thú vị, nhìn về phía Mộc Tử Linh. Hôm nay sẽ là buổi tối nhàn nhã cuối cùng của chúng ta. Tâm trạng ngày mai có liên quan rất lớn tới sự thắng thua trong tương lai, hãy quý trọng đi. Mộc Tử Linh yếu ớt nói xong, tay liền cầm túi sách hiệu GUICC, tiếp tục cất bước đi về phía trước, nhưng lúc đi ngang qua bên người Đường Khả Hinh, khuôn mặt Đường Khả Hinh lúc này mới bộc lộ nhàn nhạt tươi cười yếu ớt chậm rãi, đem từng chữ từng chữ nhất thanh nhị sở nói rõ. Bất kể trong quá khứ cô có chế nhạo tôi, hay là hôm nay cô chúc phúc cho tôi. Tôi cũng vẫn cảm thấy, cô nói thật nhiều. Mục tử linh trần nhíu mày, thu lại sắc mặt, thái độ có chút căng thẳng. Đường khả hình bỗng nhiên bật cười, trên mặt lại không lộ chút cảm xúc, bộ dáng trầm ổn, không thể đoán ra suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Thi ngữ cùng lặp lặp, còn có tiên nhi cũng cùng nhau im lặng đi sau cô, một tử linh híp hai mắt lại, dừng ở đại sảnh khách sạn Á Châu. Dưới ánh đèn rượu hoàng, cảm giác được từng cơn gió lạnh buốt, trong lòng cô lại sụp sôi ý chí chiến đấu mãnh liệt, dường như đã trở thành một loại tự tôn không thể bị phá hủy. Cô ta cắn chặt răng cất bước đi về phía trước, trong túi, di động sáng lên tin nhắn. Người nhắn hẹn cô ở câu lạc bộ du thuyền Á Châu gặp mặt, vừa lúc tạo cho cô một chút thú vị cùng thần bí. Cô mỉm cười, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Bên này, trong khách sạn bước xong phi long điêu lóng lánh ánh vàng trong miệng là viên dạ minh châu trói mắt ánh mắt màu xanh như mũi đao nhọn mở trừng trừng. thi ngữ bước đi song song cùng đường khả hình nhất thời có chút nghi ngờ nhìn về phía cô nói thật kỳ lạ đây là có chuyện gì xảy ra a mục tử linh trước kia đối với cô hận thấu xương hận không thể đem cô băm thành trăm mảnh thế nào hôm nay trái lại nói chuyện tốt như vậy chứ cô ta sợ lạp lạp vừa kéo vali về phía trước vừa có chút đắc ý cười nói suy nghĩ một chút xem đường tiểu thư nhà chúng ta có bao nhiêu lợi hại a à? ở trước mặt nhiều tuyển thủ thế giới như vậy cô ấy là người trẻ tuổi nhất lại đạt được thành tích tốt nhất cô ta đang rất sợ như vậy chẳng phải rất tốt sao trước đây luôn nghe cô ta dung lời nói châm chọc khiêu khích tôi còn rất tức giận đấy đường khả hình vào lúc này khuôn mặt rất nghiêm túc dừng bước lại nhìn về phía lạp lạp yếu ớt nói nếu như cô ta vẫn châm chọc khiêu khích như vậy còn đỡ hơn một chút. Vì sao chứ, lạp lạp cùng tiên nhi đồng thời nhìn về phía cô. Đường khả hình không hiểu cảm thấy có chút áp lực nặng nề, nét mặt cô căng thẳng, hai tròng mắt bộc lộ một tia lợi hại, nói nếu như cô ta vẫn cười chế nhạo tôi, chứng minh cô ta khinh địch. Nhưng hiện tại cô ta bày ra thái độ như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều cô ta đã quyết tâm dùng toàn bộ sức lực. Kỳ thực lúc tôi thi đấu ở vòng loại, vốn nghe thầy có nhắc tới đôi lời về quá khứ của tôi, trước đây có ẩn giấu mấy phần thực lực, nhưng là bởi vì hai mắt bị mù, tôi không có cách nào đem toàn lực xuất ra. Lần này tất cả các tuyển thủ đều biết tình huống của tôi, mọi người khẳng định đối với tôi có đề phòng. Thi ngữ cùng tiên nhi, còn có lặp lặp nghe những lời này, cũng lập tức trầm mặc không nói thêm gì nữa. Ice, đường khả hình bất đắc dĩ đứng trong gió rét, lộ ra chút tiếc nuối nói tôi thực sự nghĩ chỉ cần bình yên tham gia một cuộc tranh tài mà cũng không được coi như chỉ cùng nhau bàn luận một chút tìm ra những điểm còn thiếu sót để hoàn thiện cho bản thân thi ngữ nghe xong những lời nói ngây thơ như vậy cười rộ lên nói nếu quả thật chỉ là luận bàn một chút như vậy kết giao bằng hữu là được rồi thi đấu thì vẫn là thi đấu nếu như không có khẩn trương cùng kích thích tính thưởng thức cùng sự gay cấn mong chờ cũng sẽ mất đi một nửa rồi trong lòng đường khả hình suy tư, cũng thấy quả đúng là như vậy, lúc đó sư phụ cũng đã nói, thi đấu rất thích hợp để những cao thủ so chiêu, có thể làm thức tỉnh năng lực cùng trí tuệ của đối thủ. Cô nặng nề thở một cái, trên mặt lại bộc lộ ra mấy phần đồng ý cùng tán thưởng tươi cười, nói, đúng vậy. Trong thi đấu mặc kệ đối mặt với ai, cũng có thể giúp bản thân mình trưởng thành hơn. Dù sao đây là một cơ hội rất tốt để học tập. Nói xong, mấy người liền cùng nhau vừa nói vừa cười đi về phía trước. Sóng biển trong nháy mắt đánh thẳng vào núi đá, bọt sóng bắn tung tóe, xa xa con thuyền khổng lồ lúc này từ từ rời bến, vòng một vòng thật dài quanh bờ biển, khoảng sau 2 tiếng đồng hồ mới trở về, chỉ là nhìn chiếc thuyền kia từ đằng xa, ngoài có cảm giác đủ mọi loại màu sắc ánh đèn, cùng một vài bóng hình xinh đẹp lay động thì cái gì cũng nhìn không thấy, con thuyền kia liền cứ như vậy từ từ rời bến. Trông câu lạc bộ là một hàng ngọn đèn dầu huy hoàng, bởi vì lần này là một trận thi đấu lớn. Vô số khách mời cùng phóng viên từ khắp nơi tụ tập đến, thậm chí còn có một vài vị khách mời trong hoàng gia, nhân dịp này qua đây du ngoạn. Mộc Tử Linh một mình đứng ở trước rào chắn của du thuyền, hiên ngang đón gió biển, nhìn thấy những ánh đèn huy hoàng kia cách mình càng ngày càng xa, cô mới lãnh đạm nở nụ cười, xoay người yếu ớt đi về phía sàn tàu, xung quanh các thiếu gia, các vị thiên kim tiểu thư mặc trang phục xinh đẹp, trang sức quý báu, nội tâm cô như hàn mai giữa tuyết trắng, thái độ kiêu ngạo cất bước hướng tầng cao nhất sảnh VIP đi đến. Bên trong thuyền các tầng, có vẻ so với bên ngoài thanh tĩnh hơn, chỉ là vẫn như cũ chuyển đến âm thanh huyên náo giữa đại sảnh, còn có khách mời cùng nhân viên tạp vụ đi tới đi lui trên thảm đỏ. Khuôn mặt mộc tử linh chỉ là bộc lộ một chút biểu tình nhàn nhạt, từng bước một đi xuống cầu thang làm bằng thạch anh màu tím, liếc nhìn một cái trong sảnh, một sân khấu cỡ nhỏ, bên dưới phân ra chỗ ngồi cho các ca sĩ Hollywood trình diễn, một khu dành cho các vị tiểu thư cùng các thương gia, ngồi ở dưới đài nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng bị người khác vén váy sờ soạn, các cô ấy cũng chỉ ngại ngùng mà bộc lộ nét mặt tươi cười ái muội. Có một vị tiểu thư, mặc váy dài mỏng đuôi cá, áo khoác mỏng màu vàng, không biết ai đó ở bên tai cô ta nói câu gì, liền hơi dương ý cười đứng lên, mặt thoáng qua một tia ý cười đắc ý, đi về phía trung tâm sảnh sau cánh cửa màu vàng hoa lệ, đi vào trong không có bao lâu, liền truyền đến một trận ý cười hơi phóng túng. Bên trong mấy nhân viên tạp vụ liền im lặng đẩy cửa đi ra. Mộc Tử Linh hai tròng mắt dán chặt cánh cửa kia, cô lại vô ý thức di chuyển hai tròng mắt, liếc mắt nhìn xung quanh tất cả đều không ít khách quý trên thế giới, cô im lặng đi về phía cánh cửa kia, nhưng không có đi vào, chỉ là vô ý nghiêng mặt hơi nhìn vào trong, liền thấy một thương gia Ả Rập chính mình kéo vị tiểu thư xinh đẹp kia qua, đè ở trên ghế dựa, bàn tay vừa vuốt ve đùi của cô ấy, vừa cùng cô ấy mập mờ nói chuyện. Vị tiểu thư kia có chút ngượng ngùng cười. Trên mặt Mộc Tử Linh lạnh nhạt, nhạt nhìn về tất cả bên này, mới từ từ cất bước đi về phía trước, vừa đi về phía trước, vừa vô ý nhìn trái ngó phải xem có ai theo dõi hay không, rồi trong nháy mắt liền xoay người, đã động tay động chân vào máy ghi hình ở góc chết của cánh cửa kia. Cửa, phịch một tiếng đóng lại. Một tử linh nét mặt lập tức căng thẳng, nhìn về phía trước so với cảnh ca múa tưng bừng ngoài sảnh vip thì hoàn toàn trái ngược, lúc này tại phòng khách, tản mát ra một cỗ hơi thở thâm trầm mà nồng đậm mùi rượu whisky. Mùi vị này còn thoang thoảng mang đến cho bầu không khí một sự khẩn trương cùng hít thở không thông, sofa màu đỏ sậm chìm vào trong bóng đêm, dường như cũng chỉ là một màu đen, xung quanh đã mơ hồ không thấy rõ. Cô có chút ngây ngốc nhìn tất cả xung quanh, phát hiện vào thời khắc này, cơ hồ là mắt cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Giữa lúc cô vừa muốn bước chân đi vào, thân thể lại không hiểu cứng ngắc lại, đôi mắt mở trừng trừng. Một bóng đen rõ ràng đã tới sát sau lưng cô. Trong trận thi đấu lần này, Cô biểu hiện rất khá. Thanh âm trầm thấp nồng đậm thú tính, hiển nhiên là đã bị biến thanh. Cô liền lẳng lặng đứng như vậy, lúc này, đôi con người lưu chuyển mới ý thức được trong không gian âm trầm yếu ớt kia, nhìn như không có ai, nhưng kỳ thực lại đứng đầy vô số nam nữ, người mặc y phục màu đen, bọn họ mỗi người chính là dương lên ánh mắt như rắn độc, nhìn về phía cô ta, dường như muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống, cô không hiểu bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc, có chút khẩn trương không cần khẩn trương, chỉ cần cô ấy khinh địch là được, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vì lần so tài này, chúng ta đã chuẩn bị cho cô một phần lễ vật, một phần có thể cho cô ấy trong nháy mắt liền thân bại danh liệt, chọn đời liền thoát không nổi phần lễ vật này. Hai tròng mắt mộc tử linh trượt lóe, tâm tình phức tạp, không nói lời nào. Cầm lấy đi, một hộp màu đen, tựa như không cánh mà bay tới trước mặt cô. Mộc tử linh thần sắc lạnh lẽo, cúi đầu, nhìn về phía cái hộp không kia, đôi mắt kịch liệt lay động, trong nháy mắt thở dốc, yếu ớt vươn hai tay, tiếp nhận chiếc hộp trong tay, chậm chạp mở ra, bên trong lập tức phát ra một loại ánh sáng kim loại trói mắt, hai mắt của cô lập tức sáng ngời, cuối cùng cũng lộ ra một chút hưng phấn cùng nụ cười sâu không lường được, chương 1173, rõ ràng. Khách sạn Á Châu đêm nay đèn đuốc huy hoàng, hệt như tiệc trao giải quốc tế, có thể nói tinh quang rạng rỡ, tinh anh giới rượu nho đến từ khắp nơi trên thế giới, nhao nhao tới, Nhất là đại hội còn có cuộc phỏng vấn nhân vật lớn vợ chồng trẻ Pierre, hơn 30 năm trước, lần đầu đến đất nước cùng tập đoàn Vương Triều tham gia khai phá thị trường rượu nho Trung Quốc, bọn họ nói đến quá khứ hơn 30 năm trước có vài quan viên chính phủ Trung Quốc từ chối phong cách truyền thống, bởi vì bọn họ khát vọng hiện đại hóa cùng đổi mới. Thậm chí yêu cầu kiến trúc đều phải phù hợp với phong cách hiện đại. Một giải thảm đỏ dài hai cây số, từ bên trái đại sảnh khách sạn Á Châu phía con đường lớn có hình rồng bay kéo dài đến tận hội trường thi đấu, chỉ thấy thảm đỏ này uyển chuyển mà truyền kỳ, dường như biểu thị cho lộ trình dài rằng rạc của lịch sử rượu nho, chỉ thấy vô số máy bay trực thăng xoay quanh trên bầu trời, vô số phóng viên phim tài liệu, đến gần khu vực Star, viết báo cùng ghi chép cuộc hành trình thần kỳ của rượu nho này, mà hội trường nhà hát trong suốt, trước mặt cỏ rộng, bày ra gần trăm loại xâm panh tiệc rượu. Ghế ngồi trên dành cho các tinh anh cùng nguyên lão giới rượu nho, còn có tập đoàn cự tử, mọi người có thể không biết, tập đoàn LV hiển hách nổi danh, dưới chướng ngoại trừ Dior cùng Louis Vuitton hai thương hiệu nước hoa và trang phục thời thượng đẳng cấp quốc tế, còn có rượu trang nổi danh thế giới Merwood Hennessy và Merwood Ehin, đêm nay tổng giám đốc tập đoàn dẫn theo 6 vị trang chủ rượu trang cùng nhau tham gia tiệc rượu lần này. Mà vào buổi tối, gần 9 giờ, tưởng thiên lỗi mặc Âu phục nhung đen, bên trong mặc sơ mi lam đậm, trước ngực áo cài một đóa hoa tơ tầm đầy khí phách màu lam đậm, mặt nở nụ cười đầy mị lực, lấy than phận chủ nhân của khách sạn Á Châu, thong thả xuất hiện trên thảm đỏ, cất bước đi về phía các vị khách mời, thậm chí dùng ngôn ngữ nhiều nước, cùng các thương nhân cự tử bắt tay nói chuyện, xung quanh khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay, vì tiệc tối nay, do cá nhân khách sạn Á Châu tài trợ, vừa là nhiệt liệt chúc mừng sự tiến hành thuận lợi của trận thi đấu hầu rượu vòng 2. Thứ hai vì hưởng ứng tâm nguyện của Thủ tướng, mở tiệc chiêu đãi tổng giám đốc các tập đoàn rượu nho trong nước cùng những ông trùm giới rượu nho quốc tế lấy lừng tuyên truyền cùng kết giao, vô số phóng viên nhao nhao phấn khởi chụp lại một màn lịch sử này, mà tưởng thiên lỗi chậm rãi tạm ngồi ở ghế đầu yến hội, cùng chủ tịch hiệp hội rượu nho và trưởng hội phục vụ rượu, còn có tổng giám đốc tập đoàn LV cùng khách quý trò chuyện. Nhã tuệ vùng vài quản lý cao cấp, nhao nhao đi qua từng vị khách quý, chuẩn bị các loại rượu tinh xảo, tưởng thiên lỗi lúc này, thỉnh thoảng căn dặn quản lý chú ý một vài chi tiết của bữa tiệc. Mà trường hội phục vụ rượu nở nụ cười nhìn anh, dò hỏi tối nay sao lại không thấy tổng giám đốc trang bất luận trong hai giới trinh thương ở đất bước châu Âu, hay là xã hội thượng lưu, lúc này đều sẽ đen Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang hai người hiền hách cùng nhau nói chuyện say xưa. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, hơi lộ vẻ bất đắc dĩ tươi cười, hai chồng mắt cũng hơi lưu chuyển, nghĩ người nọ rốt cuộc đi đâu rồi. Mạch suy nghĩ vừa mới tới đây, một chiếc Rolls Royce dài màu trắng chậm rãi lái tới, nhã tuệ dẫn theo quản lý tức khắc tôn kính đi qua, nhao nhao khom người chào hỏi, quả nhiên, Tưởng Vĩ Quốc một mình mặc âu phục màu đen, từ từ cất bước đi xuống xe, hai chồng mắt sắc bén theo thói quen nhìn ra xung quanh, còn Trang Tĩnh Vũ thì mặc âu phục màu trắng, đỡ phu nhân hoàng thất quý tộc xinh đẹp như tiên, cũng hơi tươi cười từng bước đi xuống xe, ba người cùng nhau cất bước từ từ đi trên thảm đỏ. Lúc này một chiếc Rolls-Royce màu bạc mới chậm rãi lái tới, Trang Hạo Nhiên cơ hồ không đợi xe ngừng lại, cũng đã đưa đôi chân dài người mẫu nhanh chóng đi xuống xe, chỉ thấy anh tối nay mặc âu phục nhung màu lam đậm bên trong sơ mi lam nhạt, trước ngực áo cải đóa hoa tơ tầm màu trắng đầy khí phách, mặc dù không muốn cướp danh tiếng của tưởng thiên lỗi, cho nên tối nay chỉ mặc âu phục màu tối, thế nhưng khí thế mị lực thời thượng phương Tây kia của anh vẫn khiến người ta hít thở không thông, làm anh không thua kém bất cứ một siêu sao đẳng cấp quốc tế nào. Đi đến đâu, luôn luôn lóng lánh đến đó, nhất là nụ cười nồng nhiệt mà mê người, cùng hai tròng mắt sắc bén đang lóe ra kia. Trang tính vũ lại vào lúc này, nghe thấy con trai tới, tức khắc nheo mắt, xoay người tức giận nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên sợ đến mức nhanh chóng đi về phía tưởng vĩ quốc, đứng bên cạnh ông, tức khắc lấy lòng cười nói, chú tưởng. Cháu đi vào cùng với chú. Tưởng vĩ quốc lúc này, nghe ra một chút manh mối, mặt lạnh, hơi sắc bén nhìn về phía người này, nói thế nào. Làm sai chuyện. Không, không có, Trang hạo nhiên nhanh chóng nhìn về phía ông, làm bộ chứng chạc đàng hoàng nói. Xuất sinh, tối hôm nay, đừng để tôi bắt được cậu bắt được nhất định đem cậu đánh chết lão tử đi đến vườn nho suýt chút nữa bị cá sấu ăn thịt trang tính vô tức giận mắt nhìn về phía trang hạo nhiên biết đứa con trai này luôn luôn làm chuyện sai lầm liền hướng về phía tưởng vĩ quốc mà trốn tưởng vĩ quốc bình thường mặc dù miệng có chút hung ác thế nhưng cho tới bây giờ cũng không nỡ động một ngón tay với trang hạo nhiên tưởng vĩ quốc vừa cất bước đi về phía trước vừa lạnh lùng nói nếu như không làm sai chuyện đêm nay không cho phép đi đến nhà chú tưởng để làm gì vậy? Trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng vĩ quốc bộc lộ vẻ đáng thương. Không làm sai chuyện đều ở đó mà ngốc như nhau. Tưởng vĩ quốc lạnh lùng nói xong sẽ tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng lúc Trang hạo nhiên cất bước cùng ông đi về phía trước, nhìn xung quanh khắp nơi kỳ quái nói a à, gì Diệp đâu? Sao lại không thấy? gì ấy không phải đi cùng với chú sao? Hai chồng mắt tưởng vĩ quốc lóe ra. Mặc dù mình cũng nghi hoặc, nhưng vẫn lộ vẻ nhàn nhạt, làm bộ vô ý nói, không rõ lắm. "Cháu tìm gì ấy làm gì? Bình thường cũng không thấy cháu hỏi nhiều về gì như vậy." Hai chồng mắt Trang Hạo Nhiên hơi lóe ra, dừng lại một chút, mới trầm mặc đỡ tưởng Vĩ Quốc tươi cười cất bước đi về phía tiệc rượu. Lúc này, tiệc rượu ngoài trời, vì hai vị chủ tịch cùng phu nhân hoàn cầu đến, bầu không khí càng sôi nổi, ca sĩ quốc tế lại nóng bỏng ca hát nhảy múa, tất cả đều nhao nhao vỗ tay vui cười bầu không khí nồng nhiệt này, cơ hồ ẩm ý đến tận thiên cung. Đường khả hình cùng mấy người thi ngữ, cùng nhau dọc theo con đường thông với khách sạn đi về phía tòa nhà phục vụ rượu, lại thường xuyên nhìn thấy bầu trời lúc đến gần hội trường thi đấu, chiết xả ánh đèn huy hoàng, thậm chí còn truyền đến âm thanh vừa múa vừa hát, các cô vừa đi vào trong, vừa mỉm cười bàn về bên kia thật náo nhiệt. Ngày mai sẽ cử hành trận thi đấu lớn, tối nay khẳng định rất náo nhiệt. Thi ngữ cùng đường khả hình cùng nhau hướng tòa nhà phục vụ rượu đi đến, chỉ thấy tòa nhà phục vụ rượu cũng không vắng vẻ, ánh đèn tầng trệt, cơ hồ náo nhiệt lóe ra, thành viên bình thường hiệp hội rượu đỏ cùng các thành viên hiệp hội phục vụ rượu, cũng nhao nhao ở bể bơi bên cạnh cử hành tiệc rượu ngoài trời, đàm luận về màn thi đấu xuất sắc của các tuyển thủ, cùng cuộc tranh tài ngày mai dự đoán, mơ hồ cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng. Ba vị tuyển thủ cũng không thấy bóng dáng đâu, dự đoán đánh Bia ở câu lạc bộ trên lầu, đây là phương pháp giảm áp lực theo thói quen của bọn họ. Đường tiểu thư, cô có phải muốn cùng mọi người tham gia náo nhiệt một chút không? Thi Ngữ mỉm cười nhìn về phía tiệc rượu ngoài trời náo nhiệt này, các loại thức uống tinh xảo, đúng là tiêu chuẩn của tiệc rượu cao cấp. Đến xem đi, Đường Khả Hình vẫn muốn lên nghỉ ngơi trước, liền mỉm cười nói. Được, mấy người Thi Ngữ cùng Lạp Lạp còn có Tiên Nhi liền cùng nhau cười cười nói nói cất bước lên lầu, lúc trở lại tầng thứ 12 tòa nhà chỉ cảm thấy toàn bộ tầng lầu chuyên gia phục vụ rượu cư trú hoàn toàn yên tĩnh từng cánh cửa phòng đóng chặt cũng không thấy nhân viên làm việc đoán chừng là bận rộn dưới lầu các cô cùng đi đến trước cửa phòng lập tức dùng thẻ mật mã mở cửa lúc từng trận gió mát lành mang theo hương lá phong lướt qua đường khả hinh lại ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn thấy dưới cửa sổ sát đất một dáng người quen thuộc cô hơi giật mình mấy người thi ngữ cùng lạp lạp còn có tiên nhi nhìn về phía người kia cũng đánh trống ngực một chút kinh ngạc kêu lên, "Phu nhân." Diệp Mạn Nghi mặc váy dài đen tôn quý, tóc búi cao, đeo trang sức quý, nét mặt căng thẳng, thật sâu nhìn về phía lá phong đang nhẹ rơi ngoài cửa sổ, thậm chí nhìn thấy bên kia nhà hát lóe ra ánh đèn cũng ca múa xoay tròn, tất cả đều cho thấy một tập đoàn như một gia tộc đang trong thời kỳ thịnh vượng nhất. Tối nay vô thức hồi tưởng lại hơn 30 năm trước, vào cái đêm đen mưa gió, chính mình mặc váy dài trắng lúc mới sinh con, gương mặt không chút huyết sắc, tái nhợt vô lực, hai chồng mắt run rẩy ngấn lệ đau lòng nhìn về phía chồng mình đè nén cơn đau đến xé lòng không thể tin nổi kích động hỏi anh nói cái gì anh nói cái gì anh nói con của em thế nào anh nói nó đã chết một giọng nói thâm trầm đau thương truyền đến nước mắt từ khóe mắt lăn dài cô không thể tin nổi trợn tròn đôi mắt đẫm lệ tùy ý kích động đến mức máu nhuộm đỏ dính trên chiếc váy trắng kia đến mức nhìn thấy mà giật mình trong đầu hồi ức toàn là những lời nói của mình với đứa con 9 tháng 10 ngày mang thai, nước mắt bà từng đợt chảy xuống, vẫn không tin nổi sự thật này, một trận đau xé tim mang theo sự thật kia, thống khổ mà kéo đến, bà cơ hồ mất đi lý trí điên cuồng cào xé ga giường đẫm máu kia, không chịu nổi sự đau đớn này, khóc lớn, con của tôi. Đứa bé đáng thương của tôi, con tại sao có thể cứ như vậy mà đi? Mẹ thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ con, trong duyên phận 9 tháng 10 ngày mang thai của mẹ con chúng ta, Mẹ mỗi ngày đều nói với con rất nhiều lời tưởng niệm. Nghĩ con là em trai, không bao giờ phải chịu đựng áp lực cùng khó khăn như anh trai con. Mẹ có bao nhiêu hy vọng con của mẹ cũng có thể tự do tự tại mà sống, thế nhưng con không thể cứ như vậy mà đã đi rồi. Con cho mẹ một cơ hội, lại cho mẹ một cơ hội để mẹ con chúng ta kéo dài đem một ngày duyên phận, để mẹ nhìn con thật kỹ, đứa con đáng thương của mẹ. Tiếng khóc buồn bã xa xôi kia, dường như đã trải qua hơn 30 năm sau vẫn tỉnh mộng lúc nửa đêm, dường như u hồn, quay về quanh đây, đây là một loại đau đớn không cách nào chấp nhận được số phận, đây là một loại đau đớn tuyệt vọng tê tâm liệt phế nhất trên thế gian này. Diệp mạn nghi cứ như vậy, tiếp tục cao quý mà bình tĩnh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía thảm đỏ xa xôi kia, đến hội trường thi đấu, dường như nhìn thấy chính mình cùng với con trai, đều nghiêm nghị phong độ đi về phía phòng tiệc, bóng lưng kia cũng giống hệt như vậy. Hai mắt bà không hiểu bỗng hồng hào, lại nhớ tới một khắc biết chân tướng sự việc từ 20 năm trước, cái phòng ngủ xa hoa kia, tất cả đều là tiếng gốm sứ cùng thủy tinh vỡ vụn, thanh âm buồn bã cùng tuyệt vọng, lại lần nữa kích động đến tê tâm liệt phí khóc truyền đến, dựa vào cái gì muốn đứa bé của tưởng gia ta, đi làm hậu nhân của trang gia. Các người có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Tôi chịu đựng 10 năm mất con trai như vậy. 10 năm, tôi mỗi ngày sống một ngày bằng cả một năm. Các người có nhìn thấy sự bi thảm của tôi hay không? Tôi mỗi tối đều nghĩ đến đứa bé đáng thương kia, linh hồn rốt cuộc bay đến nơi nào, nó có lạnh hay không? Nó có sợ hãi hay không? Rốt cuộc vì sao kia mới là bảo bối đáng thương của tôi? Tôi hận không thể đi cùng nó. Hiện tại các người nói cho tôi biết, nó còn sống. Nó còn sống, nó chính là hạo nhiên. Nó không có rời đi, nó vẫn ở bên cạnh tôi, nó cứ cách một khá ông thời gian, liền tặng tôi hoa hồng. Tôi thường xuyên nhìn thấy nó, liền rơi lệ nhớ đến đứa bé đáng thương kia của tôi, nếu như chưa chết, cũng lớn như hạo nhiên vậy. Nhưng mà hôm nay các người lại nói cho tôi biết, nó chính là con trai tôi, nó chính là đứa con trai mà tôi vẫn ngày nhớ đêm mong. Các người quá đáng sợ, các người quá kinh khủng, nhẫn tâm đi chia rẽ hai mẹ con, các người quá tàn nhẫn, tôi muốn đi tìm hạo nhiên, tôi muốn đi gặp đứa con trai của tôi, tôi muốn đi tìm nó, tôi muốn nói cho nó biết, tôi chính là mẹ nó. Tôi chính là mẹ nó. Cái thân ảnh kia, sắp sửa cấp thiết cùng đau thương rơi lệ mà đi ra. Nếu như bà ra khỏi cái cửa này, như vậy toàn bộ hoàn cầu lúc này kết cục đã định, sẽ bị mất trong tay vợ chồng chúng ta. Cái thân ảnh kia chợt khựng lại, bà phẫn nộ thống khổ rơi lệ đứng ở cạnh cửa, nắm chặt nắm tay, thật lâu, lúc này mới tràn ngập phẫn hận xoay người, nhìn về phía ông kích động gọi, dựa vào cái gì phải vì hoàn cầu, hy sinh mẹ con chúng tôi. Không có lý do gì chỉ vì bà là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, còn tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, tôi cho đi đứa con của mình, tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Bà có thể đi, bà có thể đi tìm con của chúng ta, sau đó chúng ta một nhà năm miệng ăn liều lĩnh, vứt bỏ tất cả mọi thứ sống chung bên nhau, có lẽ thế giới này vẫn sẽ có nơi cho chúng ta dừng chân, chỉ cần long chúng ta đủ tàn nhẫn. Cái đó căn bản không cần long phải tàn nhẫn, chết tâm là được rồi. Diệp Mạn Nghi tiếp tục dừng trước cửa sổ sát đất, giống như một người ngoài cuộc, nghe đến câu nói cuối cùng kia, hai chồng mắt bộc lộ sự đau thương và tối tăm không tương xứng với tuổi tác, dường như sinh mệnh kéo dài sự sống, chỉ vì có thể xa xa gần gần mắt nhìn thấy đứa bé kia hạnh phúc. Mà mọi thứ của mình, đều cũng không sao cả, bà nhẹ thở hổn hển một hơi, lúc này, mới chậm rãi xoay người, thật sâu lạnh lùng nhìn về phía cô gái trước mặt. Đường khả hình lúc này, đứng ở nơi tối tăm trong phòng, ngẩng đầu, nhìn về phía dáng người đang chậm rãi di chuyển qua đây, Quả nhiên là Diệp Mạn Nghi, cô đột nhiên một trận không lý do khẩn trương. Cái bạt tai kia dường như vẫn còn rõ ràng trên mặt. Chương 1174, vấn đỉnh. Toàn bộ phòng khách, một mảnh u ám. Thân ảnh Diệp Mạn Nghi dường như dừng trước cửa sổ sát đất, gương mặt sâu lạnh, lúc nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hơi thở cường thế, giống như dịch rượu đầy thâm trầm mà không lường được, từ từ tản mạn khắp không gian đầy tĩnh lặng này, thân phận phu nhân chủ tịch Tôn quý khiến người bình thường không dám nhìn thẳng vào bà, cho tới bây giờ, chỉ có bà trên cao nhìn xuống bất cứ kẻ nào. Hai tròng mắt sắc bén của bà, vẫn cường liệt chiết xả về phía cô gái trước mặt. Đường khả hình đứng trước cửa phòng u ám, lập tức cảm nhận được một trận thật sâu nặng nề áp tới, khiến cô chấp hai tròng mắt, nặng thở phì phò, cúi đầu, một tiếng không dám Ừ hừ. Bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Thi ngữ vào lúc này, bình tĩnh đứng trước không khí căng thẳng này, lúc này mới lệnh cho lạp lạp cùng tiên nhi đem đèn trong phòng khách bật lên, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, mặt bộc lộ mỉm cười đi về phía Diệp Mạn Nhi, tôn kính nói, phu nhân, người trễ như thế qua đây, sao lại không thấy người nào bên cạnh hầu hạ. Mời ngồi bên này, tôi tức khắc cho người chuẩn bị trà hoa nhài cho người. Không cần, thanh âm thật sâu yếu ớt truyền đến. Thi ngữ hơi đánh chống ngực đứng trước cầu thang cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Nhi thân phận tôn quý cùng yêu nhã. Diệp Mạn Nghi chỉ bộc lộ vẻ nhợt nhạt, xoay người thong thả đi xuống bậc thang, chiếc váy dài kim tuyến màu đen kia, từ từ theo bà trượt xuống bậc thềm, chỉ thấy bà nghiễm nhiên như nữ chủ nhân của căn phòng này, tùy ý ngồi trên sofa kiểu Âu bên cạnh, mặt lại bộc lộ vẻ khó nắm bắt nhìn về phía đường khả hinh vẫn vâng dạ đứng ở cạnh cửa, đôi mắt bà có chút lạnh, mới mềm giọng dặn dò, ngồi đi. Đường khả hinh nhất thời khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng vẫn tối tăm như cũ, bên sofa có chiếc đèn bàn phục cổ, chiết xạ ra thân phận yêu nhã mà lợi hại của diệp mạn nghi bà thật sâu nuốt một chút nơi cổ họng mới dưới ánh mắt ra hiệu cùng nâng đỡ của thi ngữ đi tới trước người diệp mạn nghi lại cũng không ngồi xuống mà hơi lễ phép mỉm cười tôn kính nói phu nhân ngài ngài trễ như thế lại qua đây có phải là có chuyện gì hay không cần cháu đi làm hay là diệp mạn nghi chỉ ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hinh duyên dáng yêu kiều đứng dưới ánh đèn màu quả quyết cặp mắt thập phần trong veo cùng thiện lương, bà cứ như vậy thật sâu nhàn nhạt nhìn lúc, sắc mặt mới dần thả lòng, lấy tư thái trưởng bối, nhàn nhạt hỏi thi đấu chuẩn bị thế nào rồi. Có lòng tin chứ? Lời này xác thực lộ ra sự quan tâm dò hỏi. Đường khả hình hơi đánh chống ngực nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, nhất thời nghi hoặc đến mức không biết nên nói cái gì. Cháu nếu như là loại tư thái này, sao có thể thi? Diệp Mạn Nghi ngẩng đầu, tiếp tục dường như giáo huấn, nhìn cô nói. Đường khả hình nhất thời nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, phát hiện bà đến thời khắc này, thái độ có chút thay đổi. Diệp Mạn Nghi cũng hơi lưu chuyển hai tròng mắt, nhìn quanh căn phòng khách nhỏ tinh xảo mà ấm áp này, ngữ khí chậm lại nhàn nhạt hỏi, ở đây quen chưa? Có thể hay không lúc đang thi, không có người thân, cùng ở bên người, cảm thấy không quen và sợ hãi. Đường khả hình nghe lời này, lại có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, lần này tâm tình lại rõ ràng thả lỏng, tức khắc mặt bộc lộ khẩn trương cùng kiềm chế tiêu ý nói, rất tốt. Bởi vì cháu từ nhỏ đến lớn, đa số là một mình, cho nên sẽ không cảm thấy cô đơn và tịch nghịch. Hơn nữa trận thi đấu lớn là một chuyện hết sức nghiêm túc, cháu không có quá nhiều, suy nghĩ những chuyện khác. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, mặt lại hơi bộc lộ vẻ tán dương, nhìn về phía đường khả hình, tạm dừng một lúc lâu, mới thâm trầm tươi cười nói, điểm ấy cùng với ta có chút giống nhau. Tính tình ta hiếu thắng, từ nhỏ tới lớn, Mặc kệ làm chuyện gì, cũng đã quen một mình hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả có người yêu bên cạnh, ta cũng sẽ không đặc biệt ỷ lại vào người ấy. Phải biết, phu nhân tổng giám đốc không dễ đảm nhiệm. Đường Khả Hinh hơi ngước mắt, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Diệp Mạn Nghi cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt lại bộc lộ tiêu ý, nói, muốn làm một đơn vị xí nghiệp, một phu nhân tổng giám đốc tập đoàn, mặc dù không cần quyết sách cả tập đoàn, nhưng ít nhất phải hiểu vinh nhục và vất vả cực nhọc của trăm vạn công nhân có bao nhiêu quan trọng. Ngay cả khi bình thường có rất nhiều lý do, cần chồng mình làm bạn, đều phải hiểu, cuộc đời của anh ta cũng không chỉ có ta. Phải dần lại được sự tịch mịch này, vứt bỏ một vài tư duy và suy nghĩ của một người bình thường, ở trong thế giới thuộc về mình, tiếp tục thăng hoa trí tuệ cùng cuộc sống, biểu hiện ra một mặt đặc sắc mà độc đáo. Đường Khả Hinh nghe lời này, nội tâm không hiểu như bị đánh trúng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, Diệp Mạn Nhi tiếp tục thật sâu nhìn về phía cô bé này, lại từ từ giáo huấn nói, đừng thấy gì ân nhà cháu, bình thường cười đùa, nhưng bà ấy lại là người có tâm hồn của một nhà thiết kế đứng đầu, bao nhiêu người cũng không hiểu được tài năng qua vẻ ngoài ngốc nghếch của bà ấy, bà ấy lại có một mặt khiến thật nhiều người vì đó mà khiếp sợ. Một phụ nữ, nếu trong cuộc sống, từ ôn nhân bước ra cuộc sống, chính mình cũng sẽ có chút lờ mờ, càng không cần phải nói đến chồng mình. Cháu tương lai nếu như muốn làm vợ người khác, phải ghi nhớ kỹ điểm này. Đừng không có việc gì, liền hướng về phía chồng mình đưa ra quá nhiều yêu cầu vô lý và tùy ý khóc náo lên. Nghĩ lại là một chuyện lãng mạn, thế nhưng quá mức liền sẽ có vẻ vô dụng. Cháu phải nắm bắt đúng chừng mực, tùy thời ở trước mặt chồng cháu, bộc lộ một mặt xinh đẹp cùng thiện lương của cháu, tình yêu tự nhiên sẽ đến. Đường khả hình nghe như vậy, hai chồng mắt cô không hiểu hồng hào, nội tâm dường như lướt qua dòng nước ấm, kích động nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, diệp mạn nghi lúc này thật sâu nhìn về phía đường khả hình thiện lương cùng khôn ngoan như vậy bà lại tươi cười nói đường chủ tịch quả nhiên có cách dạy dỗ con gái cháu vẫn luôn mộc mạc cùng thiện lương dù cho đối mặt với vận rủi của sinh mệnh đối mặt với sự trách mắng của ta cháu cũng có thể thiện lương bình thản như vậy trong lòng ta còn áy náy nhưng cũng hy vọng cháu có thể tha thứ cho ta một người làm mẹ nhìn con trai mình bên bờ sinh tử trong lòng ta có nhiều kích động ta không bao giờ có thể chịu đựng chuyện như vậy nữa một trận đau thương, không hiểu tỏa ra khắp phòng khách âm áp. Đường khả hình lại bộc lộ vài phần cảm động nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Diệp Mạn Nghi biết thời gian đã qua, cũng không quấy dày hơn nữa, chỉ bộc lộ vẻ nhàn nhạt, hơi nghiêng người, từ bên cạnh sofa mà mọi người đều không chú ý, cầm lên một chiếc hộp nhung màu lam đậm, thong thả đặt bên cạnh chiếc đèn bàn phục cổ, lại nhàn nhạt nói, phần lễ vật này, coi như là ta từng thương tổn cháu trước đây, mượn vật này để diễn tả sự ái náy của ta đối với cháu còn có tất cả tâm ý mà cháu vì hai nhà tưởng trang mà trả giá. Hy vọng cháu có thể nhận lấy. Đường khả hình lập tức quái dị nhìn về phía chiếc hộp nhung màu lam đậm đặt trên chiếc đèn bàn phục cổ, mặt nhung của chiếc hộp, chiếc xạ ra ánh sáng thập phần tôn quý, mà quanh thân hộp đều cơ hồ mạ vàng và thủy tinh kết hợp mà thành, vừa nhìn chính là trang sức giá trị xa xỉ hoặc là gần như thế. Cô tức khắc hơi cất bước, đi tới trước mặt Diệp Mạn Nghi, thẳng thắn nhanh chóng nói, phu nhân. Cháu cảm ơn ngài có ý tốt, và thương cảm cho một phần tấm long của cháu chỉ là quá khứ cháu thật có thể hiểu rõ một phần tấm long người làm mẹ của ngài đối với tổng giám đốc tưởng ngài lúc đó đánh cháu cháu có thể hiểu được đổi lại bất cứ người mẹ nào cũng không có cách nào không kích động và đánh mất lý trí thế nhưng tổng giám đốc tưởng đã không có việc gì đây đã là ông trời cho cháu một phần lễ vật tốt nhất cháu cháu thực sự không cần bất cứ trang sức hay châu báu gì cả cháu bình thường cũng không có thói quen đeo những thứ này xin ngài thu hồi lại Tâm ý của ngài, cháu đã nhận được." Diệp Mạn Nghi nghe lời này, dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cô bé này, mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt, đầu tiên là phân phó nói, "Trước tiên cháu ngồi xuống đã." Đem hộp này mở ra. "Phu nhân, ngồi xuống." Mệnh lệnh nhàn nhạt. Đường Khả Hinh nhìn về phía mệnh lệnh của Diệp Mạn Nghi như vậy, hai mắt cô trái phải lóe ra, nhưng vẫn đành lộ vẻ ngượng nhịu. ngồi trên sofa bên cạnh trẻ hộp nhung, chậm rãi vươn ngón tay thon ngọc, tiếp xúc được mặt hộp lại thật cẩn thận mở chiếc khóa thủy tinh nhỏ kia, đem chiếc hộp này bất ngờ mở ra, lập tức một trận tia sáng chói mắt, nhanh chóng chiếu ra, bên trong chiếc hộp nhung đen, thình lình đặt một bộ trang sức phỉ thúy đế vương vô giá, trong đó có chiếc vòng cổ phỉ thúy đế vương do 12 viên kim cương khảm thành. Khuyên tai giọt nước, hai chiếc lắc tay, châm phỉ thúy hồ điệp dài và lớn, còn có chiếc nhẫn phỉ thúy cao cấp nhất. Bộ phỉ thúy đế vương này là phỉ thúy có giá trị cao nhất trên thế giới, mức độ sáng xanh từng được xã hội thượng lưu phương Tây xưng là thần quang, chỉ thấy từng viên kim cương nhỏ khảm bên ngoài phỉ thúy đế vương này, kim cương mặc dù ánh sáng rực rỡ, nhưng dưới ánh sáng đầy khí phách của phỉ thúy đế vương này, đã không cách nào sánh bằng. Thi ngữ, lạp lạp cùng tiên nhi đứng ở một bên, lập tức nhìn thấy trọn bộ trang sức từ vòng cổ đến khuyên tai phỉ thúy đế vương kia, tất cả đều nhao nhao sáng lên hai mắt, nội tâm không khỏi ồ lên, chỉ riêng nhìn thấy ánh sáng xanh này, đều cảm giác sinh mệnh cuộn trào vô số năng lượng, càng không cần phải nói đeo vào, đây chính là một khắc tôn quý biết bao a. À. Nghĩ tới đây, các cô tất cả đều hưng phấn nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng mở to mắt, nhìn về phía bộ trang sức phỉ thúy này, nhất là chiếc vòng cổ đế vương kia, phỉ thúy phía dưới vòng cổ, ước chừng to bằng hai ngón tay cái, mức độ lấp lánh ánh xanh, đều dường như cảm giác được có nước lóng lánh bên trong phỉ thúy, tỏa ra ánh sáng tuyệt đối tôn quý, cô nhất thời cảm xúc dâng trào không thể tin nổi kêu lên, đây, dây chuyền này, trang sức này, đây là phỉ thúy đế vương. Diệp mạn nghi nhìn về phía đường khả hình, mặt lại bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhạt, nói, nó tính đến nay, đã hơn 500 năm, không có bất kỳ người nào đeo qua, đến lúc đến tay mẹ chồng ta, tức là lão phu nhân đời thứ nhất của tưởng gia, truyền đến nay. Tổng cộng có hai bộ, thuộc về chi bảo gia truyền của tưởng gia chúng ta, ta hiện tại đem bộ này tặng cho cháu chỉ tính riêng cái này giá trị đã gần 8 tỷ, có thể nói là món trang sức quý giá nhất trên thế giới này. Phu nhân, lễ vật quý trọng như vậy, ta sao có thể nhận? Đường khả hình tức khắc kích động nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, lập tức đem bộ trang sức đẩy lại trước mặt bà. Diệp Mạn Nghi lại vươn tay, nhẹ ấn trang sức kia, chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía đường khả hình, hơi hiền vài phần trầm thấp nói, ta mặc dù không phải rất thích hạo nhiên, cảm thấy đứa bé này tựa hồ không được quản giáo nghiêm, quá yêu thích đùa giỡn náo nhiệt, lại không nghe lời. Nhưng nó dù sao cũng là bậc kế thừa của trang gia, là người cùng vinh cùng nhục với tưởng gia chúng ta. Trong trăm vạn nhân viên tập đoàn Hoàn Cầu cũng có tâm huyết cùng nỗ lực của nó. Ta biết nó cùng với Thiên Lỗi luôn luôn không hòa thuận, thế nhưng sinh ra duyên phận như vậy cũng là trời đã định trước. Hai bên tương hỗ giám sát và nhắc nhở lẫn nhau, như vậy cũng tốt. Tập đoàn Hoàn Cầu chịu trách nhiệm tương lai của rất nhiều người, chúng ta nhìn những thứ phú quý này bị vận mệnh trói buộc e rằng không cách nào nhẹ nhõm chút bỏ được, cũng chỉ có thể dựa vào một chút tâm ý xem như trang sức danh quý này kéo dài. Hy vọng tương lai hai nhà tưởng trang có thể tiếp tục hòa thuận cùng nhau hơn nữa. Bây giờ ta đem phần lễ vật này giao cho cháu, cũng đã xem cháu như một phần tử của hai nhà tưởng trang, tương lai ta không có cách nào, giống giống như mẹ chồng, uống một ngụm trà ấm của cháu nhưng nếu như cháu có thể gả cho hạo nhiên, ta sẽ giống như mẹ chồng, lòng tràn đầy vui mừng, chúc phúc các cháu. Phu nhân, đường khả hình nước mắt lăn dài, không hiểu kích động xót xa trong lòng nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Diệp Mạn Nghi hai chồng mắt hiện ra một chút lệ, nhưng vẫn rất nhanh nuốt xuống, chỉ bộc lộ một chút kiềm chế mà ôn nhu tươi cười, lại đem hộp trang sức kia đẩy tới trước mặt đường khả hình, chậm rãi nói đem trang sức này nhận lấy đi. Tương lai, Hạo Nhiên liền dựa vào sự chăm sóc của cháu. Bất luận như thế nào, chúng ta hai nhà tưởng trang đều là người một nhà. Tương lai, cháu làm phu nhân hoàn cầu, cần đảm đương, còn có rất nhiều, đừng ngại ngùng với thứ trang sức bảo vật đáng quý này. Ta, ta trước sau cũng không sánh kịp vẻ hoạt bát kia của cháu, có rất nhiều những thứ quý báu, đây chỉ là một phần nho nhỏ tâm ý của ta. Đường khả hình hai tròng mắt kích động run rẩy ngấn lệ, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Diệp Mạn Nghi cũng thật sâu nhìn về phía đường Khả Hinh, giống như người mẹ, lại giống như thân phận một người khác. Thế nhưng thế nào, bà cũng chỉ là một người ngoài, trong lúc nhất thời, cảm xúc mất mát kia lắng xuống khiến cả người đều đau thương, bất đắc dĩ, đành phải thu lại tâm tình kích động bi thương, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền cúi mặt, nhẹ chấp đôi mắt đẫm lệ, mới qua loa nói, được rồi. Ta ở đây, cũng quấy dày cháu một chút thời gian. Ngày mai còn phải thi đấu, đừng quá căng thẳng nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta đều ở bên cạnh cháu. Bà nói cho hết lời, liền hơi tiểu tụy đứng lên. Phu nhân, chờ một chút, đường khả Hinh đột nhiên vươn tay, hơi nhẹ nắm cổ tay cô, nhanh chóng nói. Diệp mạn nghi dừng lại động tác, hơi nghi ngờ nhìn về phía cô. Đường khả Hinh ẩn nhẫn nước mắt xuống đáy lòng, ngẩng đầu, nhìn về phía dáng vẻ tịch mịch tiểu tụy kia của Diệp mạn nghi khiến người ta ấm áp. Đáy lòng cô dâng trào muôn vàn cảm xúc, do dự một hồi, vẫn nhanh chóng nói, người khát nước sao? Cháu cho người chén trà nóng. Diệp Mạn Nghi giật mình nhìn về phía cô. Đường khả hình nước mắt chảy xuống, không hiểu đau thương thúc đẩy cô làm như vậy, cô lại kích động thanh âm run rẩy hỏi, người khát nước sao? Cháu rót cho người chén trà nóng. Diệp Mạn Nghi lần này rốt cuộc nghe rõ, hai chồng mắt lập tức đẫm lệ, lóe ra vô cùng bi thương mà ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía cô gái trước mặt. Bà ẩn nhẫn thật lâu, mới dường như cho phép chính mình kích động hỏi ta. Ta có thể uống một ngụm trà nóng của cháu ư? Đây là vinh hạnh của cháu. Đường Khả Hinh nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, tự mình đi tới bàn trà trước sofa, rót một chén trà hoa nhài mà Thi Ngữ vừa pha, dùng tách sứ, hai tay tôn kính nâng lên, hai tròng mắt lại đẫm lệ, nhìn về phía người như mẹ chồng này, tối nay cho mình những lời căn dặn. Cô chậm rãi đi tới trước mặt bà, do dự một hồi, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, dơ trà nóng lên cao kích động mà nghẹn ngào gọi, "Phu nhân, mời dùng trà." Diệp Mạn Nghi cuối cùng nước mắt lăn dài, tim như muốn nổ tung, đau đến nói không nên lời, vui mừng đến nói không nên lời, nhìn về phía cô gái hiểu chuyện trước mặt. "Phu nhân, người dùng trà." Đường Khả hình lại nghẹn ngào rơi lệ gọi. Diệp Mạn Nghi ngồi giữa sofa, đối diện với chén trà nóng, suốt cuộc nhịn không được nhớ tới đứa con trai 30 năm qua của mình, cúi mặt kiềm chế run run khóc. Tương lai cháu nhất định sẽ chăm sóc hạo nhiên thật tốt. Người yên tâm, đường khả hình lại kích động nâng chén trà, khóc nói. Diệp mạn nghi thân thể run run nói không nên lời, nhưng vẫn tùy ý nước mắt run rẩy lăn dài, gật gật đầu. Người dùng trà, đường khả hình lại giống như con dâu, khóc thỉnh trà. Diệp mạn nghi vừa khóc lại cười kích động gật đầu, lúc này mới nhận lấy tách trà nóng kia, nhẹ uống một hớp nhỏ trà nóng mà ấm lòng, lại khóc không thành tiếng, giống như mẹ chồng gật đầu, nghẹn ngào vui mừng đáp lại, ngoan, ngoan. Đường khả hình cũng lập tức cười, nhưng chẳng biết tại sao bỗng đau thương, thân thể dần dần tới gần, đầu dựa vào đùi Diệp Mạn Nghi, nước mắt từ khóe mắt lan dài. Diệp Mạn Nghi cũng ôn nhu mà kích động đưa tay lên mặt cô gái khôn ngoan, lại không tiếc rơi lệ cười. chương 1175, thi đấu 1. Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hết, vẫn còn quyến luyến với màn đêm yên tĩnh, Toàn bộ khách sạn Á Châu đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa, không gian yên tĩnh như vậy thì còn có thể nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua sao? Mỗi khi tới cuối thu, mở cửa sổ ra sẽ luôn cảm nhận được sự yên tĩnh, thư thái như làn sương mù trắng xóa kia, cũng cảm thấy cô đơn, tâm lạnh mà nghĩ tới mùa đông. Sóng biển vỗ vào bờ ầm một tiếng, tạo thành một làn sóng rất mạnh đánh vào đường ven biển. Ở cái thành phố xa hoa mỹ lệ này, cây cầu hình cung như bức tranh vẽ mà được những tia nắng ban mai chiếu tới, phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm trong không trung mờ sương thì thật giống như nữ thần cùng giải lụa mỏng đang từ từ hướng về phía thiên cung đại lộ tân hải vô cùng to và rộng ở hai bên là các nhân viên phục vụ rượu đang viên truyền năm vị phục vụ rượu cũng được ánh sáng mặt trời soi vào dần trở nên rõ ràng trong khi đó có vô số xe của các phóng viên ký giả đều hướng khách sạn á châu mà đi tới bảo vệ cũng phải cẩn thận kiểm tra mới dám để cho họ đi qua những người đến đây tham quan cũng bao gồm cả các chuyên gia trên thế giới về rượu nho, còn có cả những người trưng cất rượu nho nổi tiếng ở Trung Quốc, cùng những người phụ trách các tập đoàn rượu. Từ 8 giờ sáng, trước cửa khách sạn Á Châu đã bắt đầu có những đoàn người chen chúc, nối đuôi nhau, nhau nhau bắt đầu nhận thư mời, vào đến bên trong của khách sạn, vẫn chỉ thấy tấm thảm đỏ đêm qua dược trải trên cỏ, cứ cách một đoạn lại có một nhân viên tiếp tân mặc bộ đồng phục màu đen đang chờ đón khách, nhau nhau giơ tay xin ý kiến của khách đi đến nhà hát đồng hồ đã điểm 8 giờ. Nhà hát thủy tinh được ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở hai bên sân khấu dần hiện lên dàn âm thanh 3D Hy Lạp cao 10 thước, hiện lên hai bức tượng về thần rượu Dionysus và Bacchus đang dơ chén rượu nho ra, đứng ở hai bên thảm cỏ của nhà hát, đang say xưa mà hai chén rượu đã tạo thành những dòng chảy màu đỏ như máu tươi chảy xuống mà lập tức quả cầu thủy tinh của nhà hát khúc xạ lóe sáng. Các vị quan khách trước mặt đều nhìn thấy cảnh tượng này, họ lấy làm kỳ lạ rồi quay sang thì thầm to nhỏ. Hoắc Minh Lĩnh cùng các quản lý của khách sạn bao gồm Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng, Từ Trạch Minh vừa mới thay xong bộ đồng phục màu đen liền lập tức tới tầng chính của khách sạn. Họ đi qua thảm cỏ một cách chậm rãi và có trật tự, khi Hoắc Minh đến nơi, ngẩng đầu lên thì thấy trước thảm đỏ của nhà hát đã có rất đông quan khách ở đó mà cũng đã có hơn 10 cô gái mặc những bộ trang phục màu đỏ cùng với kiểu búi tóc nhẹ nhàng thanh nhã, trên mặt luôn xuất hiện những nụ cười ngọt ngào, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng đang đứng ở cửa nhà hát mời khách đi vào. Còn những nhân viên mặc đồng phục màu đen thì đưa tay ra để ngăn cản những phóng viên đến từ đài truyền hình đang muốn đi theo vào nhà hát. Mọi người đang chen chúc nhau dẫm đạp lên thảm cỏ, tất cả các vị khách ngày hôm nay dường như đều là những chuyên gia về rượu, đều là những tay lão làng về rượu, họ chỉ cần nếm chút rượu cũng đã biết rồi. Bọn họ mỗi người cầm trong tay một loại thư mời, tính toán thời gian, ước chừng còn có hơn 10 phút là có thể đi vào. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đang chờ quản lý thì bất chợt có một đám người nhao nhao đi vào phía bên trong nhà hát. Họ vừa mới đi vào thì trên bầu trời lập tức trở nên u ám, chỉ thấy các loại đèn trong khán phòng vẫn chưa được bật lên, mà toàn bộ sân khấu màu trắng đều được những chiếc đèn thủy tinh chiếu xuống tạo nên ánh sáng vô cùng chói mắt. Thư ký trưởng của Hiệp hội Rượu Đỏ Hách Liên vẫn mặc bộ trang phục màu trắng như cũ, búi tóc cao, đang đứng ở vị trí trung tâm tay cầm văn kiện đang giao việc cho cấp dưới để chuẩn bị trình bày kế hoạch cho các vị giám khảo. Trong khi đó hơn 10 nhân viên đang nhanh chóng đặt các thiết bị tính điểm vào đúng vị trí cho giám khảo. Trên sân khấu chỉ có 3 máy chụp ảnh, một vài nhiếp ảnh ra được phép quay phim chụp ảnh ở đài truyền hình đang trong cánh gà và vô cùng nghiêm túc làm việc. Người chủ chỉ đeo bảng tên của mình, tay cầm microphone cỡ nhỏ đứng bên cạnh nhiếp ảnh ra, chỉ vào sân khấu, bàn về cách bố trí như thế nào mới có thể chụp được những bức ảnh tốt nhất. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ nhanh chóng đi tới sân khấu, vừa đúng lúc thấy ba nam nhân viên của khách sạn đang mặc bộ đồng phục màu đen nghiêm túc đẩy xe để vô số các ly thủy tinh với kiểu dáng óng ánh trong suốt đi ra. Còn các nhân viên khác thì đang cố gắng nhanh chóng hoàn thành công việc trong hậu trường của mình, họ đang xếp một cái bàn dài màu trắng ra rồi lại đem nhiệt kế, hộp điều hòa nhiệt độ, dụng cụ mở nắp chai tiếp sau đó là các vật phẩm chuyên dụng, tất cả đều được nhanh chóng bày lên, mà những chiếc khăn màu trắng có dấu ấn của khách sạn cũng đã sẵn sàng. 8 giờ 30 phút, các cô lễ tân đồng loạt mở cửa, lập tức nở nụ cười, cung kính mời các vị khách bước vào, nhìn về phía mọi người dùng giọng ngọt ngào nói, chào quý khách, rất xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu, trận thi đấu rượu năm 2013 đã sắp bắt đầu, hiện tại mời mọi người đi về chỗ ngồi đã được ghi trên thiếp mời. Vì lần này số lượng khách mời lên đến 3.800 người cho nên xin mọi người trật tự, tuân thủ theo đúng quy định của khách sạn và xin mọi người đi chậm một chút để tránh xảy ra chuyện không hay. Ngoài các nhân viên của nhà hát thì còn có nhân viên của hiệp hội rượu nho, cảm ơn mọi người. Cô nói xong liền cùng các cô tiếp tân khác cúi chào các vị khách lại đồng thời tách thành hai hàng, mỉm cười mời mọi người bước vào và ôn nhu ngọt ngào nói, mời mọi người vào trong, mong các vị sẽ được vui vẻ. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều cầm thư mời trên tay, chen nhau đi vào nhà hát. Chỗ ngồi của nhà hát lập tức sáng lên khiến mọi người thấy chói mắt, ở chỗ của mỗi người đều bừng sắc hồng. Cầu thang dần hiện lên trước mặt mọi người mà những nhân viên trong nhà hát liền nhanh chóng cầm đèn laser đưa khách đi theo hai hướng về vị trí của mình, còn cẩn thận nhắc nhở đi chậm. Trong khi đó, phía dưới sân khấu VIP liền có hai hàng nhân viên mặc trang phục màu trắng, các cô là bộ phận tiếp tân cao cấp ở hoàn cầu, chỉ thấy trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười ôn nhu ngọt ngào, vừa đi vừa lấy ý kiến của khách hàng và sắp xếp những chỗ ngồi tốt. Ở đây được phân ra làm nhiều khu vực, là nơi các chuyên gia về rượu nhau ngồi, là chỗ của chủ các vườn nho. Tổng Giám đốc Hiệp hội Rượu Đỏ Quốc tế, Ban lãnh đạo khách sạn Á Châu, cùng Hiệp hội Rượu Nho Trung Quốc. Tất cả mọi người đang tìm chỗ cho mình. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng vẫn đứng ở trước đài phía sau bức màn nhưng lại vô cùng bận rộn, đeo găng tay màu trắng vào cùng các nhân viên trong khách sạn kiểm tra lại lần nữa ly thủy tinh, độ ẩm bên trong ly. Còn cho nhân viên tùy trường hợp tới gần chỗ ngồi của quan khách nghiêm ngặt khống chế những vị khách sáng nay kích động, có lẽ điều này cũng làm ảnh hưởng tới tâm tình của các nhân viên nhiếp ảnh ra nhanh chóng đem camera, mang tới hai bên sân khấu. Bên trái là quan chủ khảo, phía bên phải là ban giám khảo, cộng với 30 người chưa tới, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chỉ là chỗ ngồi trống chân kia lại lộ ra một bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Chúng tân khách vừa an tỏa, vừa đồng thời nhìn về phía sân khấu được bao phủ bởi một luồng ánh sáng chói dọi kia, còn có vị trí trống trơn của các vị giám khảo. Họ đều hưng phấn nghị luận. Khách lệ đứng ở sân khấu bên cạnh, cầm văn kiện trong tay, hơi ngửa mặt nhìn cách bố trí của căn phòng, xem mọi người đã ngồi vào vị trí chưa. Cô lập tức cầm bộ đàm gọi các nhân viên phục vụ rượu về sau sân khấu chuẩn bị, cũng mời luôn các vị khách quý vào sảnh nghỉ ngơi đợi ban giám khảo đi vào. Các nhân viên ở đây thật sự vô cùng bận rộn. Phục vụ rượu hôm nay thật sự không thể so với đêm qua vắng vẻ được. Vẫn có hàng loạt người chen chúc, đầu tiên là vô số ký giả cùng những chiếc camera của họ đứng ở hồ bơi nhanh chóng quay chụp, mà mỗi lần nhân viên phục vụ đi lên, đều hỏi xem họ có dùng điểm tâm không, sức khỏe của họ ra sao, xác định xong họ mới để cho người của đài truyền hình chủ trì cùng nhiếp ảnh ra tiếp tục lên lầu, chuẩn bị phỏng vấn các vị chuyên gia về rượu. Mở cửa phòng VIP đầu tiên là một vị chuyên gia đến từ Pháp Golden, chỉ thấy người đàn ông trung niên đến từ Pháp này vô cùng thích thú với đồ ăn và rượu ngon, đêm qua ông đã uống cốc tai cho đến gần sáng mới thôi, vậy mà bây giờ tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn, bộc lộ sự tự tin cùng nhiệt tình tươi cười, lịch sự nhìn ống kính rồi hơi giơ tay ra. Lúc mới đi ra khỏi phòng, muốn xuống lầu, người chủ trì vội thừa dịp này để hỏi ông về trận thi đấu như thế nào. Golden mặc dù sảng khoái trực tiếp nói, nhưng chỉ là hơi cười một chút, dừng lại một lúc lâu, mới dùng tiếng Pháp trả lời, bất kể như thế nào, tôi cũng chờ mong lần thi đấu này. Sau khi thi đấu xong, tôi sẽ mời mọi người đi uống cốc tai. Cả hai cùng tươi cười. Toàn bộ chỗ này đã chật ních ký giả cùng nhiếp ảnh ra, những ánh đèn lóe ra từ khắp nơi, trừ Golden, các cửa phòng phục vụ rượu khác đều đóng chặt. Cuối cùng cũng có một cánh cửa khác mở ra, trên cánh cửa đó có dùng dây nho quấn quanh đề tên chủ nhân căn phòng, đường khả hinh. Trong phòng, xem cửa đang mở ra, một hộp trang sức vô giá vẫn nằm trên bàn trà, trên sofa có một vài cuốn sách về rượu nho, còn có một tấm thảm lông màu xám và một chén trà táo tàu đêm qua uống còn lại tất cả khiến không gian ở đây trở nên vô cùng căng thẳng, cứ như vậy khiến mọi người bị phân tâm. Vào giờ khắc này, bất luận có yêu quý người nhà thế nào đi nữa, có yêu người yêu thế nào đi nữa, có tình cảm tốt đẹp với bạn bè thế nào đi nữa thì đều hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì ở thế giới này thi đấu là phải dựa vào chính bản thân mình mà giành chiến thắng. Tiên nhi cùng lạp lạp, còn có thi ngữ mới vừa đi cùng đường khả hình ra nhưng không nói một lời nào. Dù có nhiều đồ ăn ngon nhưng mặt cô vẫn vô cùng đăm chiêu ngồi ở trên bàn ăn, đôi mắt chăm chú nhìn nhưng đầu thì lại nghĩ về chuyện khác, chỉ là không biết vô tình hay cố ý xé miếng bánh sandwich vô vị kia từng chút từng chút bỏ vào trong miệng nhai, vừa nhai vừa im lặng khiến mọi người không biết cô đang nghĩ gì, khiến cho ba người ngồi cạnh nhau mà không dám nói gì. Không khí như vậy cũng thật quá một ngạt rồi. Đường Khả hình lúc này mới khôi phục lại tinh thần nhưng người thì vẫn như vô hồn đứng lên, đi vào phòng thay quần áo không bao lâu sau sắc mặt cô liền tái nhợt trong khi đang mặc bộ quần áo phục vụ rượu theo tiêu chuẩn tính quy chế đơn vị đo lường quốc tế, áo sơ mi trắng cùng váy đen ngắn, bên ngoài khoác cái áo ma yêu màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước gương, suy nghĩ về trận đấu một mảnh hỗn độn, chỉ là mắt mở trừng trừng nhìn vào mình trong gương, không biết đang suy nghĩ gì. Cô dù sao cũng chỉ mới 24 tuổi. Lạp lạp không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cô có lẽ đã quá vội vàng, vì bầu không khí hỏa hoãn, bất giác cầm cái điều khiển tivi lên mở kênh tin tức thế giới đang chiếu đến cảnh sân khấu lớn của trận thi đấu rượu, chỉ thấy khoảng hơn 4.000 người trên sân khấu, khắp nơi mọi người chen chúc nhau, khiến bầu không khí càng trở nên nóng nực, ánh đèn lóe ra, dưới khán đài xuất hiện khách khứa cùng chuyên gia rượu nho trên mặt ai cũng đều mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn thấy cảnh này trên tivi, cô liền thở dài một hơi, hai tròng mắt nặng chiếu, rốt cuộc cảm giác được sắp sửa bước vào trận thi đấu. Cô căng thẳng đến nỗi gần như sắp hít thở không thông, kìm lòng không được nói tôi. Thật sự rất khẩn trương a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1176, thi đấu phần 2. Tại nhà hát Pha Lê, khi thời gian sắp đến gần, ngay lập tức nó lại tỏa sáng như thứ dịch rượu mang sắc màu chói lọi. Thậm chí cùng với sự kích thích của đại nhạc hội, dịch rượu kia bắt đầu lưu truyền. Một trinh nữ tế thần hiện ra, mặc chiếc váy dài thời Hy Lạp cổ đại treo trên dây nho cao hơn 10 mét cùng với ly rượu thánh, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh, có khoảng 2 thần rượu nho, cũng lập tức giống như uống rượu, ngửa mặt lên, đem dịch rượu kia uống vào bụng. Nhà hát truyền đến thứ âm nhạc làm say mê lòng người, thính phòng đầy tiếng nói cười sôi nổi, mọi người dối rít cầm trong tay thư mời. Hôm nay còn có hạng mục tranh tài của các chuyên gia hầu rượu, họ đang đang bàn luận sôi nổi thông tin của các tuyển thủ. Khách lệ dừng lại ở ghế khách quý phía dưới, đẩy kính mắt lên, ngẩng lên nhìn về toàn bộ phía trước rồi căn dặn vị chủ trì người anh bố trí ổn thỏa dò hỏi tình trạng các chuyên gia hầu rượu tòa nhà bộ rượu hai nhân viên làm việc người anh nhanh chóng đi đến phòng nghỉ ngơi phía trước của đường khả hình lộ ra sự nghiêm túc gõ cửa một cái lúc này á lạc trên người mặc bộ đồng phục màu đen cũng nhanh chóng đi đến trước phòng nghỉ ngơi đưa tay hơi gõ cửa một cái chăm chú lắng nghe âm thanh bên trong rồi gọi nhẹ nhàng đường tiểu thư cô chuẩn bị xong chưa Chúng ta phải lên đường lời này vừa nói ra Kerry và Alex đã thay xong đồng phục của chuyên gia hầu rượu hết sức đẹp trai đi ra khỏi phòng tất cả các phóng viên cùng nhiếp ảnh ra nhào tới bọn họ cùng nhau đang ở trong những đợt đèn flash liên tục nhìn nhau từ xa cuối cùng trên mặt họ đều lộ ra nụ cười lo lắng nhưng vẫn ấm áp ở trước ống kính họ hơi gật đầu một cái rồi trầm mặc để cho trợ lý dẫn đường đi lên phía trước lúc này một tử Linh trên người cũng mặc đồng phục của chuyên gia hầu rượu gần giống hệt đồng phục của đường khả hinh, tóc đuôi ngựa buộc lên thật cao, khác với trước đây cô luôn lộ ra nụ cười tự tin, giờ đây hiện ra vẻ mặt hết sức nặng nề cùng nghiêm túc. Đứng ở trước cửa, trả lời câu hỏi trước ống kính của phóng viên, mặt cô mới hiện lên một chút nụ cười, lễ phép gật đầu một cái nói: "Có thể tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau trong cuộc so tài này thì tôi thấy đây thực sự là một cơ hội tốt." Cô có niềm tin chiến thắng không? người chủ chỉ vội vàng dơ microphone lên nhìn về phía mục tử linh hỏi mục tử linh nghe những lời này đôi mắt chợt lẽ, mặt hơi nghiêng nhìn chăm chú về phía cửa phòng đóng chặt lúc này cô mới hiện lên một nụ cười sâu lắng nói mỗi người đều có cơ hội chiến thắng bên trong phòng toàn thân đường khả hình đứng trước gương nghe được câu nói này đôi mắt của cô lập tức sáng lên gương mặt căng thẳng lúc này mới hơi chậm rãi giãn ra Thầy Vitus cũng đã từng nhắc với mình về người học trò này, cô ấy thuộc tuyết tuyển thủ có tính chiến đấu, nhưng mà quá khác biệt so với tuyết tuyển thủ háo thắng. Trong quá trình tranh giải cô ấy có thể vừa hưởng thụ chuyện tranh tài, vừa có thể lợi dụng tuyển thủ để điều chỉnh chính bản thân mình. Cô ấy thậm chí thuốc tuyết, nếu đối phương càng mạnh thì ý chí chiến đấu của cô ấy lại càng mãnh liệt. Có người từng phỏng vấn Vitus, đối với ngài việc học trò của ngài có thể thắng giải, có cơ hội đó không? Vitus dừng lại một lúc, khuôn mặt sâu lắng trầm ngâm rồi nói. Mỗi người đều có cơ hội chiến thắng. Hai mắt đường khả hình hơi lưu chuyển, hơi thở nặng nề hồn hền, nhìn toàn thân duyên dáng yêu kiều của mình trong gương, dáng vẻ thật căng thẳng. Nhìn chăm chú lâu thật lâu, điều này giúp cô ngăn chặn áp lực nặng nề ở trong ngực. Mặc dù cô vẫn cảm thấy có chút nghẹt thở nhưng tâm tình đã điều chỉnh xong, khuôn mặt căng thẳng của cô dần dần tràn ra ánh sáng rực rỡ. Cố gắng quên đi tất cả thành tích của cuộc tranh tài, sắc mặt hơi trầm xuống, nắm nhẹ đầu ngón tay, cô xoay người nhanh chóng đi về phía cửa phòng nói, đi thôi. Lạp lạp cùng tiên nhi lập tức đứng xung quanh hai bên, trong nháy mắt mở cửa cho cô. Một trận ánh đèn flash lóe lên cùng đám phóng viên xông tới, người chủ trì thậm chí tay cầm microphone, nhắm ngay đường khả hình hỏi. Đường tiểu thư, cô ra sân cuộc tranh tài này coi như là tuyển thủ có số điểm cao nhất, tình thế từ từ vượt qua đường kim vô địch tuyển thủ hấp dẫn Alex, ở trong vòng 2 của cuộc tranh tài, cô cảm thấy có triển vọng gì không? Có thể đón thêm sự khích lệ nữa không? Hai nhân viên làm việc người anh ngay lập tức trở lên nghiêm túc, bao xung quanh bảo vệ đường khả hình ở bên trong, không để các phóng viên chen đến cô. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí giúp cô đi dọc nơi trống trải để tới thang máy. Mặt đường khả hình cũng gần như biểu hiện trạng thái căng thẳng, không nói một lời, một mình nhìn ngẫm tâm tư, ép buộc bản thân tập trung tinh thần đi về phía trước. Đường tiểu thư, hãy nói một câu đi. Người chủ trì không chịu buông tha đi theo ở phía sau, đuổi theo cô đi về phía trước. Đường khả hình bên cạnh kìm nén hơi thở hổn hển đi về phía trước, vừa nghe thấy người chủ trì vất vả đuổi theo như vậy, cô bèn cảm thông với sự vất vả của người khác, dừng bước lại, hơi để tâm trước microphone, ngọt ngào và nhẹ nhàng nói. Thời gian trước tôi từng được điểm số cao, đã lật trang rồi. Tôi không có ý định nhớ tới, nên hy vọng mọi người đem ánh mắt mình hướng vào thời khắc này bất kỳ cuộc tranh tài nào, nó đều có sự tuyệt vời cùng tính chất không chắc chắn. Tôi hy vọng mọi người cùng nhau mong đợi mỗi tuyển thủ đều biểu diễn một cách xuất sắc, hết mình. Dĩ nhiên bao gồm cả tôi nữa, cảm ơn mọi người. Cô nói xong, ngay lập tức được hai anh chàng trợ lý người anh cùng Á là cùng nhau hỗ trợ đi vào thang máy, theo sau là từng đợt đèn flash lóe lên, cánh cửa bỗng nhiên đóng lại. Thang máy nhanh chóng đi xuống, cuối cùng ngừng ở tầng 1 rồi mở ra đường khả Hinh nhanh chóng cùng sự trợ giúp hai trợ lý đi ra thang máy ngay lập tức nhìn thấy golden cùng alex carry đứng trước bãi cỏ dĩ nhiên cũng bao gồm cả một tử linh đứng bên cạnh đôi mắt của cô lập tức ánh lên ánh sáng sắc bén cùng mãnh liệt nhìn về những người trước mặt một tử linh đứng bên cạnh bãi cỏ có lẽ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đường khả hình ném tới cô hết sức bình tĩnh cùng thâm trầm Tựa như không thể nhìn ra cô đang suy nghĩ gì nhưng vẫn có thể thấy ánh mắt của cô tràn ra một nụ cười tự tin, nhìn ra một chút manh mối. Đường khả hình chậm rãi đi về phía cô, mặt cũng lộ ra sự ung dung nhưng khó đoán hơn. Nhân viên của Hiệp hội rượu nhau thấy các chuyên gia hầu rượu đã có mặt đầy đủ, ngay lập tức để các trợ lý đi cùng bọn họ trực tiếp đi vào nhà hát bằng lối dành cho khách VIP. Trực tiếp đi dọc theo lối này, có thể đi lên tầng 2 của hậu trường sân khấu vào phòng chờ dành cho khách quý, Bên trái dành cho tuyển thủ, bên phải dành cho hội đồng giám khảo cùng những người giám khảo chính khác. Bên trong đương nhiên có chủ tịch của hiệp hội rượu sư, chủ tịch hiệp hội rượu nho, phu nhân gióc, trang hạo nhiên và tưởng thiên lối cùng những người khác. Nhưng mà bọn họ giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo có thân phận khác nhau nên ngồi ở những phòng chờ khác nhau. Đường khả hình cùng các chuyên gia hầu rượu khác đi vào nhà hát sôi động, náo nhiệt, mặc dù bản thân đang ở núi đi yên tĩnh rộng rãi nhưng cô vẫn cảm nhận được bầu không khí sôi động phía trước ở sân khấu. Đây là bao gồm khán giả cùng giám khảo và các ghế ngồi khác, sân khấu đạt tới 4.000 người, tất ánh mắt, giờ phút này tập trung tất cả sự chú ý vào các tuyển thủ. Năm tuyển thủ đẳng cấp thế giới, mặc dù đã một đường tiến vào vòng trong, nhưng đến giờ phút này, sắc mặt mọi người không khỏi căng thẳng. Ngay cả Golden, lần đầu tiên đối mặt với cuộc tranh tài này cũng không thể không căng thẳng. Hách lệ đi vào hậu trường sân khấu, nhìn thấy các chuyên gia hầu rượu đã đến, hơn nữa sắp đi vào phòng chờ, cô ngay lập tức tại thời điểm này, thông báo cho nhân viên hậu trường sân khấu, kính mời các giám khảo lên sân khấu. Nhân viên làm việc lập tức tay cầm bộ đàm, nhanh chóng đi về phía chỗ của giám khảo trong phòng chờ, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng một cái, dùng tiếng Anh kính mời các giám khảo chuẩn bị lên sân khấu. Đường khả hình cùng các tuyển thủ khác, mới vừa rồi dọc theo hành lang đi tới cạnh cửa phòng chờ, nghe những lời này, biết rằng đoàn giám khảo sắp đi ra, họ dối tiết đứng lại chờ đợi ở một bên. Phòng chờ của giám khảo mở ra. Không gian huyền bí và trang nghiêm, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Nho Đới Lập Duy từ từ đi ra, Phó Chủ tịch Pereno, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rượu Sư Baby, Chủ tịch Tiên Sinh Đai Jackson, Fernando, tân quán quân mùa trước của cuộc thi chuyên gia hầu rượu lúc, nhà bình luận nổi tiếng tiếng thế giới Robert. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, hơi ngẩng đầu lên, liếc nhẹ một cái nhìn những người này, họ đều là các bậc tiền bối thân phận hiển hách trong giới rượu nho. Tâm lý của cô mặc dù căng thẳng, nhưng vẫn đang suy nghĩ rằng sau đó có thể nhìn thấy thầy giáo, mặt cô hiện lên một chút nụ cười buông lỏng. Nhưng mà, đoàn ban giám khảo từ từ bước đi ra ngoài, nhưng bóng dáng quen thuộc kia trước sau vẫn không thấy. Đường khả hình khẽ run, sau đó một cách khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đoàn hội đồng giám khảo 30 người, toàn bộ đã đi ra khỏi phòng chờ, Sắc mặt cô tái nhợt như muốn hỏi, "Thầy đâu rồi?" Hách Lệ liếc chuyên ra hầu rượu một cái, lúc này cô mới chậm rãi đi về phía trước cửa phòng chờ của ban giám khảo chính, nhỏ nhẹ gõ một cái. Không lâu sau, cửa bỗng nhiên mở ra. Bên trong vẫn là một bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng. Bên trong bất ngờ đầu tiên là Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi đi ra, nét mặt của bọn họ nghiêm túc, đôi mắt lộ ra một chút ánh sáng không thể đoán được. Cầm bài thi trong tay, liếc nhìn đường khả hình đứng bên cạnh một cái, có chút kín đáo hiện lên ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng vẫn trầm mặc đi về phía trước. Tiếp theo mọi người ở bên trong liên tiếp đi ra, nhà phê bình rượu nổi tiếng thế giới Pali, dựa vào một câu nói của anh ta khi nếm rượu, đủ để quyết định sự sống còn của một trang trại rượu. Còn có chủ tịch hiệp hội sản xuất rượu nho, phụ trách tuyên truyền, chuyên gia nếm thử vị rượu nho nổi tiếng thế giới lang cách tiên sinh. Đường khả hình vẫn trầm mặc đứng một bên, lo lắng muốn biết rốt cuộc thầy giáo đi đâu. Nhưng ngay tại thời điểm này, bên trong áp tới một bóng đen sâu đậm, vốn là chỗ ngồi của giám khảo bác dịch, từng nhân vật trang nghiêm thay nhau làm giám khảo chính từng bước đi ra khỏi phòng chờ. Ngoại trừ ông ấy, nhân vật thay đổi người, còn có phu nhân gióc, Lauren. Mọi người cùng nhau trơn mắt há mồm, cuối cùng một người cứ như thế đi ra. Vitus lạnh lùng như in phần màu đen trong biểu tượng âm dương, bóng dáng thẳng tắp, quả nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng chờ, gương mặt thâm trầm, nhìn về phía trước. Đại não của đường khả hình lập tức nổ tung, không tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, nhìn về phía Vitus, mình tôn kính nhất thầy nhưng hôm nay lại trở thành những người hoàn toàn đối lập nhau. Hơn nữa ở chính giữa hội trường của cuộc so tài, tất cả những ấn tượng tốt của đường khả hình với hội đồng giám khảo, toàn bộ hóa thành giám khảo chính, lại rất có thể bị đuổi ra khỏi cuộc tranh tài. Toàn bộ máu của cô nhanh chóng đông lại, cảm giác được mình loạn choạng thiếu chút nữa ngã lăn ra đất chương 1177, thi đấu phần 3. Nhà hát, 9 giờ 20 phút, hội đồng giám khảo và giám khảo chính theo thứ tự đi lên sân khấu, dưới ánh đèn nhiệt liệt trói mắt mỗi người lần lượt ngồi vào vị trí. Chủ tịch hiệp hội rượu nho đới lập duy trước hết an bài vị trí cho giám khảo chính, tiếp theo là Reno, mà vị trí giám khảo chính là người nổi danh thế giới về phẩm rượu, một thân uy nghiêm, lãnh liệt và cường ngạnh Vitus. Ông nghiêm mặt hiện lên sự trí công vô tư, đứng ở vị trí của mình, ánh đèn thủy tinh chiếu lên đôi mắt lẫm liệt có chút vô tình. Tiếp theo đó là Lauren, Yorkshire, Bác Dịch, Jock Phu Nhân. Bà hôm nay một thân đồng phục nghiêm túc váy ngắn màu đen cùng búi tóc tao nhã theo thói quen, vừa mở tài liệu vừa quay mặt sang mỉm cười nhìn phía dưới hơn 3.000 người xem náo nhiệt. Phía dưới sân khấu hơn 4.000 người bao gồm đoàn giám khảo khách quý. Khi bọn họ nhìn thấy hội đồng giám khảo và giám khảo chính lần nữa được điều chỉnh đều nhao nhao ồ lên trận thi đấu còn chưa bắt đầu cũng đã có thể cảm thán trận thi đấu lần này vô cùng tỉ mỉ, nghiêm cẩn đến mỗi chi tiết đều nói rõ cho toàn thế giới biết bọn họ sẽ không dễ dàng đối với bất kỳ khảo nghiệm nào của các tuyển thủ, càng sẽ vì công bằng của mỗi người mà cho điểm công chính. Dưới đài cũng có một ít người xem châu Á tay cầm thiếc mời che khuất nửa khuôn mặt nhỏ giọng nói chuyện, điều chỉnh như thế chứng tỏ người châu Âu căn bản là không coi trọng tuyển thủ Trung Quốc. Người xem Trung Quốc và châu Á cũng bởi vì điều chỉnh này mà tất cả đều bộc lộ biểu tình thất vọng, cảm thấy hội đồng giám khảo và giám khảo chính an bài như thế là không công bằng. Ngay cả thị trường và quan viên chính phủ tại hàng ghế phía trước theo dõi trận thi đấu cũng đều nhỏ giọng đánh giá cơ hội đường khả hình có thể vào ba vị trí đứng đầu không lớn. Đại diện các thương hiệu như LV đều bộc lộ biểu tình căng thẳng, không nói lời nào. Thời gian bắt đầu trận thi đấu sắp đến, người chủ trì tuổi chừng 50 cầm microphone trong tay cất bước đi tới giữa sân khấu dùng tiếng Anh chào hỏi mọi người sau đó khen ngợi đơn vị tổ chức đã tổ chức rất thành công trận thi đấu chuyên gia hầu rượu này, tiếp đó lại tươi cười với các chuyên gia hầu rượu trong trận thi đấu. Trận thi đấu này không chỉ mang tinh thần thi đấu thể thao mà còn thông qua kiến thức của các tuyển thủ giúp chúng ta mở ra chuyện xưa lãng mạn của mỗi loại rượu. Phương Tây có một câu nói khi bạn bước vào thế giới rượu nho nếu được uống một giọt rượu thì bạn đã chân chính bước vào lịch sử rượu nho thế giới. Mà chuyên gia hầu rượu vừa vặn chính là những người thấu hiểu nhất tâm tư của rượu để chúng ta có thể tham gia các trận thi đấu, để nghề này phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hách lệ cũng thừa dịp người chủ trì đang tạm dừng nói chuyện thực hiện đúng chức nghiệp của mình ôn nhu tươi cười nhìn những tuyển thủ đứng ở phía sau đài nói, chúc mừng các vị tiến vào vòng thi thứ hai của trận thi đấu chuyên gia hầu rượu. Vì tranh thủ thời gian chúng tôi đã hủy bỏ nghi thức chiêu đãi ký giả công bố nội dung thi đấu mà đổi thành công bố nội dung tại hiện trường rồi sau đó thi đấu ngay cho nên hy vọng các tuyển thủy sau khi lên thi đấu dựa vào đề mục của giám khảo chính mà điều chỉnh tâm tính của mình cho thích hợp phải biết rằng dù năng lực có giỏi đến đâu thì hiện tại cũng chưa xác định được điều gì mà trận thi đấu hôm nay ngoài vị giám khảo chính của các vị thì các vị giám khảo khác không được phép thảo luận hay cho điểm các bạn chỉ cần chuyên nghiệp cẩn thận trả lời vấn đề của bọn họ là được chúc các bạn thi đấu thành công Hách lệ vừa mới nói xong thì tại sân khấu phía trước người chủ trì cũng vừa kết thúc màn giao lưu với mọi người liền lập tức nhiệt liệt mời các tuyển thủ lên sân khấu, màn hình lớn nhanh chóng sáng lên hiển thị trình tự các tuyển thủ lên sân khấu. Tiếng vỗ tay như sấm trận trận vang lên tựa sóng chiều từng đợt tiếp nối từng đợt truyền đến như muốn vang vọng khắp thiên địa. Các vị khách quý đến từ các quốc gia trên toàn thế giới và các vị khách viết phía trước bao gồm các đại diện thương hiệu LV, Sanen, bọn họ tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay tươi cười. Vì lần này là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tầm quốc tế cho nên người xem Trung Quốc ở đây do sợ mất lễ nghi nên không dám ồn áo náo động cổ vũ tuyển thủ đường khả hinh, vị trí khách quý người Nhật Bản cũng nôn nóng khẩn trương nhìn ra xa. Vô số nhiếp ảnh ra dối giết điều chỉnh máy chụp ảnh hướng về vị trí chính giữa sân khấu. Họ mang biểu tình nghiêm túc, hết sức chăm chú chờ đợi các tuyển thủ lên sân khấu. Không bao lâu sau các tuyển thủ dự thi chuyên gia hầu rượu thống nhất một thân đồng phục quốc tế thuần sắc, Trước vạt áo cài một huy chương nhỏ màu bạc. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt toàn bộ biểu hiện sự chuyên nghiệp ôn hòa tươi cười, triển lộ khí chất độc nhất chỉ thuộc về riêng họ từ từ cất bước đi lên sân khấu, dẫn đầu chính là Golden nhiệt tình tươi cười theo thói quen, tiếp đó là Kerry và Alex đều mang khí tức quý tộc mà thần bí, lại đến một tử linh, Đường Khả Hinh. Năm người bọn họ sẽ là nhân vật chính chói mắt nhất ngày hôm nay, từ vòng đấu loại đến trận chung kết một năm thời gian một đường tranh đấu cho đến hôm nay cho nên khi bọn họ đứng trên sân khấu đèn flash lóe lên hòa cùng ánh sáng toát ra từ trên người bọn họ càng đặc sắc trói mắt tiếng vỗ tay như sấm lại lần nữa vang lên các chuyên gia hầu rượu hướng ống kính tươi cười bộc lộ sự khiêm tốn cùng cẩn thận mà các nhiếp ảnh ra thì nhanh chóng điều chính giá đỡ hướng vị trí các tuyển thủ chụp lại tinh thần diện mạo bất đồng của bọn họ đường khả hình thì đứng ở giữa sân khấu cảm thụ ánh đèn nhiệt liệt chiết xạ lại giống như kích động đôi mắt lóe lên nhìn về phía người xem đến từ mọi quốc gia trên thế giới trong mắt bọn họ đều ánh lên sự nhiệt liệt mà chờ mong. Hiện trường tràn ngập âm thanh kích động cũng khiến cô trở nên kích động theo lập tức quên mất sự khẩn trương và tê bút khi biết chuyện thầy trở thành giám khảo chính, bỗng dưng cơ thể tràn đấy một cỗ lực lượng tuyệt đối. Nhiếp ảnh gia lập tức đem ống kính nhắm ngay đường khả hình khiến cho khuôn mặt cô lập tức xuất hiện trước màn hình tivi của muôn vàn người dân trong nước trở thành thời khắc mang tính lịch sử của Trung Quốc. Trong căn phòng màu trắng to lớn trang nghiêm mà cung kính, trong thư phòng âm u bày không ít đồ cổ, thư ký Trầm Mặc đi vào chậm chạp bật chiếc tivi từ thập niên 90 lên, Trương ủy viên vừa nghiên cứu văn kiện vừa trầm ngưng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy màn ảnh truyền hình hình ảnh Đường Khả Hinh mang bộ dáng ôn nhu mà nội liễm nhất là đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ cơ trí, ông nhíu mày chăm chú nhìn thật sâu. Tổng lý phủ. Tịnh Kỳ cũng từ từ cất bước đi vào thư phòng Trầm Mặc bật tivi màn hình tinh thể lỏng phía trước. Tổng lý mặc thường phục màu thâm lam mang kính mắt viền đen không hề ngừng đầu chỉ chăm chú thẩm duyệt xem xét và phê duyệt công văn và ghi chú vào một quyển sổ nhỏ không lên tiếng. Cô liền nhẹ nhàng nhìn anh rồi lại trầm mặc lui ra ngoài. Phòng làm việc của chủ tịch. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cảm thấy vô cùng khẩn trương ngồi trên ghế sofa xa hoa ngẩng đầu nhìn một màn này. Đây là vòng thi đấu cực kỳ quan trọng. Chỉ cần qua cửa ải này thì các vòng thi đấu phía sau cho đến chung kết sẽ thuận lợi rất nhiều. Tại nhà hát tiếng trống trang nghiêm mà rung động vang lên. Trong màn hình lớn phía sau sân khấu, hai tượng thần rượu Hy Lạp và La Mã canh giữ hai bên cánh cổng thời gian, dưới chân là tất cả là những thánh đồ hành hương còn có tranh vẽ diễn tả lịch sử gần vạn năm của rượu nho. Trên cánh cổng thời gian hiển thị 9 giờ 55 phút không sai biệt lắm, đôi mắt của hai tượng thần rượu vẫn khẽ nhắm như cũ, một tay cầm chùm nho, một tay nâng chén rượu. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, càng lúc càng nghiêm túc. Người chủ trì lập tức cầm microphone kích động nói với mọi người, trận thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn nhất thế giới lập tức bắt đầu. Ở thời khắc quan trọng này mời các vị khách quý cùng các vị tuyển thủ đồng thời chú ý. Trên màn hình lớn sẽ tự động chạy các con số tương ứng với các chuyên gia hầu rượu. Hệ thống dừng lại tại con số nào thì đó chính là trình tự lên sân khấu của họ. Lời này vừa ra đoàn khách quý và các tuyển thủ dối rít ngẩng đầu nhìn thời gian trên cánh cổng. Thình linh tên các tuyển thủ sáng lên, phía dưới vừa đủ năm con số đang không ngừng lưu chuyển. Đường Khả Hinh đôi mắt nóng lên nhìn về phía con số dưới tên mình. Cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt, cảm nhận trái tim mình bang bang nhảy, ngàn vạn lần không nên thứ nhất. Ngàn vạn lần không nên thứ nhất, ngàn vạn lần không nên thứ nhất, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, không nên thứ nhất. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, các con số sau 30 giây luân chuyển bắt đầu từ từ dừng lại, các con số chậm chạp di chuyển, rốt cuộc. Rốt cuộc ở trước mặt mọi người dừng lại, phía dưới tên đường khả hình rõ ràng sáng lên xô Ả Rập một Đôi mắt cô mở to, đại não như bị đánh trúng, tê buốt. Một tử linh thì số 5, một con số có lợi nhất. Golden thứ hai, Alex thứ ba, Kerry thứ tư. Đường khả hình cả người giống như lông chim, bay bay trên không trung, sắc mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi. Nhưng ngay tại thời khắc này, Toàn trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khi một giây cuối cùng đến thì cánh cổng thời gian đang được hai vị thần rượu Hy Lạp và La Mã thủ hộ từ từ mở ra. Bên trong bay ra vô số nữ tế ti cầm chén rượu từ các nơi trên thế giới theo hiệu ứng 3D hướng người xem biểu diễn. Mà lúc này hai dãy bàn phủ khăn vàng đang dần được sắp xếp từ hai bên cánh gà sân khấu, trên bàn bày đặt vô số ly thủy tinh trong suốt đựng các loại rượu nho đến từ mọi quốc gia trên thế giới. Những ly rượu ánh lên quang mang tôn quý hồng đen, lam, lục hách lệ vào lúc này lại lấy thân phận thư ký chủ tịch hiệp hội rượu nho cầm trong tay văn kiện tươi cười đi ra sân khấu nhìn về phía hội đồng giám khảo và người xem đang dần dần yên tĩnh cô dùng một loại thanh âm trầm ổn nói vòng thi thứ hai của trận thi đấu chuyên gia hầu rượu sắp bắt đầu mời tuyển thủ đường khả hình chuẩn bị bang 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 đèn thủy tinh giữa sân khấu và trong khán phòng lập tức vụt tắt thay vào đó là chùm sáng trắng lớn chuyên nghiệp toàn bộ sân khấu một mảnh trắng xóa chỉ còn lại duy nhất đường khả hinh đang đứng sững sờ ở rìa sân khấu vì thứ tự thi đấu đột ngột này. Cô dường như vẫn chưa chuẩn bị tốt thì đã bị đẩy lên sân khấu. Từng giọt mồ hôi lạnh chậm chạp nhỏ xuống, chương 1178, người xác định sao? Edit, Hương Giang, đây là trận thi đấu lớn nhất thế giới. Theo bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, vô tình lộ ra cảm giác hít thở không thông, cổ họng dường như bị bóp nghẹt lại, làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Toàn bộ sân khấu, trong nháy mắt vắng vẻ, người xem bị bắt buộc phải cất hết di động cùng máy ảnh quay chụp, không được làm một điểm tiếng vang, nhất là đối với người nhiệt tình với rượu nhau người. Một bình rượu ngủ say giật mình tỉnh giấc, có lẽ như công chúa, có lẽ như bàn cổ phục tỉnh, mang ý nghĩa bất đồng cùng bầu không khí. Nhưng vô luận như thế nào, một bình rượu, ít nhất phải hai ba năm mới nhưỡng thành, lâu thì mười mấy năm, cho nên một khắc khi mở ra, mọi người đều vô thức nín thở. Trang viên rượu nho trên thế giới đã mấy chục vạn, riêng bóc đô trang viên liền đạt mấy vạn. Làm cấp phục vụ rượu thế giới, bạn không chỉ phải có sức cảm hóa tuyệt đối, còn phải có trí nhớ tuyệt hảo, ghi nhớ hết được nhân tình phong thổ của các nước trên thế giới, văn hóa hiện trường, mỗi trang viên đặc sắc, mỗi khoản rượu tinh túy, không chỉ đơn giản là người ra mấy chục loại sâm panh hương nguyên đơn giản như vậy. Nó còn là một khảo nghiệm tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối nghiêm ngặt hơn nữa gần như tàn nhẫn. 30 danh quan chủ khảo cùng giám khảo, nhao nhao cúi đầu mở tư liệu về đường khả hình, đây mới là tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, vòng thứ nhất khảo đề, do chúng quan chủ khảo bỏ phiếu, làm ra đề chính thức. Sau, mới là mỗi giám khảo cá nhân khảo nghiệm, thời gian tổng trưởng vì 20 phút, máy chụp ảnh nhao nhao nhắm ngay các quan chủ khảo nghiêm túc, nhất là Vitus, anh hỗn thân thả ra khí tức, ngưng lãnh như quan thẩm phán quan. Bầu không khí càng ngày càng gấp trương, vũ sữa đài bắt đầu nhanh chóng bày triển một vòng tròn lớn cùng bàn vuông màu trắng, mặt trên để thùng đá cùng khăn mặt, còn có dụng cụ mở chai, trang hạo nhiên làm quan chủ khảo, anh ngồi ở chỗ ngồi thứ bảy, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía một khăn ăn được xếp thành hình hoa trong đó, anh chợt nhớ lại sáng nay đi nhìn cái kia là tôn kính người. Bệnh viện, tản mát ra khí tức mềm yếu, kia điều trị tăng cường phòng bệnh của đường Trí Long, sáng nay vì thân thể đột nhiên xuất huyết nhiều, mà thiếu chút nữa tuyên bố tử vong, nhưng khi Tô Thủy Kỳ cấp cứu xong, rốt cuộc tạm tình, sắc mặt ông tái nhợt, khắp thân thể đau đớn cùng vô lực, mở mắt ra, nhìn thấy kia bó hoa sơn trà tươi đẹp, còn có mấy bình nhỏ trang sa thủy tinh, lúc ông nghi hoặc, vì được đối đãi đặc biệt, trước mặt LCD, thình lình phát hình ảnh trực tiếp của cuộc thi phục vụ rượu cấp thế giới. Vẻ mặt của ông tức khắc kích động, chống tay xuống khẽ nhổm dậy, hai tròng mắt bộc lộ sự khẩn trương cùng sốt ruột. Ở giữa đài, càng lúc càng vắng vẻ. Rốt cuộc, người chủ trì trong bầu không khí vắng vẻ, từ từ cất bước đi ra giữa đài, mời đường Khả Hinh và số một tuyển thủ tức khác lên sân khấu. Đường Khả Hinh đứng ở hậu trường âm u, mặc dù nhân viên công tác đông đảo, cô lại bị hai danh anh tịch trợ lý, mà phân đứng ở trái phải, để tránh những người khác quấy dày, sắc mặt của cô căng thẳng, không ngừng nặng nề thở dốc, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không ngừng nói với mình, mặc kệ sớm tham gia thi đấu hay trễ tham gia thi đấu. Tóm lại đằng nào cũng phải tham gia thi đấu, Vô luận như thế nào, đây là việc mình phải đối mặt. Thế nhưng vì sao, đại não một trận tái như tê buốt, dường như tất cả những thứ đã học giờ bay biến mất hết. Hách lệ lộ ra một điểm uy nghiêm, lập tức xuất hiện trước mặt đường khả hinh, nhìn về phía cô mỉm cười nói, Đường tuyển thủ. Mời! Đường khả hinh nghe được câu này, cô biết tránh cũng không được, rốt cuộc thần tình căng thẳng, cắn chặt môi dưới, hơi chỉnh lý quần áo, nặng nề thở hồn hền một hơi, rốt cuộc cất bước đi ra hậu trường hướng về vũ đài nghiêm túc đi đến, khi cô đi ra ngoài, càng cảm thấy những ánh đèn cường liệt, hung hăng chiếu hết vào người mình, hai tròng mắt của cô của nhanh chóng lóe ra, mặt lại bộc lộ một điểm căng thẳng, cuối đi tới bên cạnh bàn ăn, ngẩng đầu nhìn về gần 4.000 người xem trước mặt, đại não tê bút của cô hướng phía người xem gật gật đầu. Lại hướng giám khảo tịch gật gật đầu, lại hơi nghiêng người hướng quan chủ khảo, gật gật đầu. Hoa hồng phu nhân cười ôn hòa với cô, Vitus như trước mặt lạnh nhìn về phía đệ tử. Trang Hạo Nhiên cùng tưởng thiên lỗi, bác dịch ba người đều không nói lời nào, cúi đầu nhìn về phía tư liệu. Đường Khả Hinh đứng ở nơi này dường như chỉ còn lại chính mình một sân khấu, chỉ là nhìn thấy màu trắng trên bàn cơm, để ly thủy tinh cùng khăn mặt, lại không thấy chút rượu nào, cô có chút nghi hoặc suy nghĩ, đệ nhất khảo đề rốt cuộc là cái gì. Dưới đài chúng khách quý, cũng ổ lên ngẩng đầu, nhìn về phía một màn này, chờ đợi. Rốt cuộc, người chủ trì ở trầm mặc đi tới trước mặt chủ tịch hiệp hội rượu nho, nghe người đó trầm mặc một câu nói, tức khắc gật gật đầu, nói phục vụ rượu thi đấu đợt thứ hai bắt đầu. Thỉnh đường tuyển thủ nhìn phía sau màn hình lớn. Đường khả hình tức khắc mặt bộc lộ mấy phần lăng nhiên biểu tình, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn màu đen, kỳ quái nghĩ khảo đề là gì. Lúc toàn thế giới trở nên vắng vẻ. Nghi hoặc, rốt cuộc trên màn hình tối đen kia xuất hiện quốc suốt kinh kịch của Trung Quốc, chính là kích chống mắng tàu, giác đán, mặc chiến sĩ y phục, đeo mặt trắng đen xuất hiện ở văn hóa lầu canh, từng tiếng trống, nhị hồ, thiết đĩa thanh, truyền đến, tức khắc đem này kiểu Âu nồng hậu thi đấu sự, mang vào Trung Quốc cổ văn minh lịch sử. Người xem chừng mắt ngạc nhiên há hốc miệng, đường khả hình càng không thể tin được mở to mắt, nhìn về phía nhân vật kinh kịch này, tiếp tục hát mắng tào ca, cô toàn bộ lập tức ầm ầm nổ tung, có chút lăng ngốc. Mà, ở nơi này mọi người ồ lên trong một khắc, Quan chủ khảo khăn lợi khi chúng tân khách lặng yên nhập thần, gương mặt biểu tình, căng thẳng mở ra từng trang tư liệu, nhanh chóng hỏi đường tiểu thư. Đây là kinh kịch của người Trung Quốc, là lịch sử văn hóa, nhưng cô có biết nhân vật này đang diễn cái gì? Hai tròng mắt đường khả hình lập tức sáng ngời, nhìn về phía người trên màn hình lớn vẫn đang diễn hát kinh kịch, mà phía sau cùng loại thiên an môn lâu tòa kia, thoạt nhìn đã quen thuộc lại có điểm xa lạ, cô mi tâm nặng thấu, vô ý thức muốn xem thanh kia cổ lâu, cũng ngay vào lúc này, 10 tên mặc nhân viên tạp vụ, nghiêm chỉnh huấn luyện nữ nhân viên công tác, các cô nhau nhau tay ôm rượu nhau được bọc trong kim miên bố bao, mặt bộc lộ mỉm cười đi ra sân khấu, từng bước đem 20 bình rượu, cẩn thận từng ly từng tí bày triển trên bàn cơm. Đường tuyển thủ, phàm là ở rượu nhau văn hóa trung đại, thập phần coi trọng văn hóa của quốc gia mình. Hơn nữa rượu nhau mỗi phiến phong thổ, lộ ra trí tuệ của mỗi nước. Thỉnh cô nói xem người hát kia đang hát cái gì lại từ từ đi qua phương thức thưởng thức rượu mơ hồ, thử đoán được từng loại rượu của từng quốc gia, tìm ra một khoản cùng nên màn hình bối cảnh tương xứng với rượu. Nhưng cô hãy lưu ý, mỗi khoản trong rượu cũng không có rượu nho của nước cô. Pabu thập phần nhanh mà lạnh lẽo nói. Đường khả hình nhìn về phía Pabu, hai tròng mắt chợt lóe. Vitus ngồi ở vị trí, sâu ngưng biểu tình, nhìn về phía đệ tử. So với việc những tuyển thủ khác, người học sinh này đã trải qua quá khứ gian khổ, làm cô không có cơ hội tiếp xúc thế giới rượu, dù cho mình vẫn giáo dục cô nghiêm ngặt, thế nhưng đợt thi đấu thứ hai vẫn là yếu hạng của cô. Thỉnh nắm chắc thời gian, cô chỉ có 5 phút đồng hồ, Pabu nói xong, liền không để ý tới cô nữa, mà là nhanh chóng cúi xuống, dường như nhắm vào cô trả lời không được đề này, trang hạo nhiên cùng bác dịch, tại lúc này, rốt cuộc khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía cô, bao gồm hiện trường người xem, đều nghĩ, thế nào để thứ nhất sẽ không làm cho người ta phải nghẹt thở một tử linh đúng lúc này, thân ảnh xuất hiện ở hậu trường, bộc lộ lợi hại mà ác độc quang mang, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Bọn Alex cũng khẩn trương xuất hiện ở hậu trường, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại không nói gì, cũng không có thời gian bận tâm cái khác, nhanh chóng ở trước mặt mọi người, đi tới bàn ăn trước mặt, đầu tiên là hơi duyên dáng yêu kiểu đứng, lại ôm đồm lên dụng cụ mở chai màu đen, đầu tiên là nhanh chóng cầm lên đệ nhất bình mơ hồ bố kim bình rượu thủ pháp yêu mỹ mà nhanh nhẹn vươn xoay tròn đao, nhanh chóng xoay tròn bình rượu, đem kỳ xé mở, lại nhanh chóng đâm vào quay về đao, lại xoay bình rượu một lượt, cô lập tức ngửi thấy được một mùi hương dâu thuần thục, cùng khí tức của khoáng vật. Hai tròng mắt của cô nháy mắt nhớ kỹ trạng thái tư vị trong này, lại trong nháy mắt ngay trước hơn 3.000 người xem mặt, cầm lên một chén rượu đỏ đặc thù, rượu này độc nhất ở chỗ, ở phía dưới chén rượu, còn có một có một chiếc cốc đong đo rượu nho nhỏ. Cô rất nhanh lấy mở chai rượu dưới đáy, tại thời khắc hoảng loạn này, cô chưa từng quên lời lão sư nói, mặc kệ thi đấu sự khẩn trương thế nào, đối mặt thế nào khốn cảnh, nhất định phải lưu ý bảo trì tư thái, nhất là thân là phục vụ rượu. Mặt của cô bộc lộ biểu tình căng thẳng, hơi cao vút đứng thẳng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí rót rượu ra ly. Tất cả người xem khẩn trương nhìn, chúng quan chủ khảo cùng giám khảo cũng tất cả đều ngẩng đầu, thập phần trầm mặc nhìn, chỉ có Pabu vẫn không có ngẩng đầu. Đường khả Hinh lại nhanh chóng cầm lên đệ nhất bình, đệ nhị bình, đệ tam bình rượu nho, mở hết toàn bộ, lại đem mỗi loại đổ vào một gốc đông khác nhau. Thời gian đã qua 4 phút, cô cơ hồ dùng một loạt kỹ thuật siêu nhanh khai hoàn 20 ly rượu, nhượng mỗi chén rượu ở trạng thái tính, người người trạng thái cố định vị đạo, lại trầm mặc mà thần bí ở đó rõ ràng sắc viên trên bàn cơm, toàn bộ phô ra khăn lông trắng hơi mỏng. Mọi người đều nhìn về phía cô, phu nhân róc thậm chí mở to hai tròng mắt, kỳ quái nhìn về phía người con gái Trung Quốc này. Pabu cũng rốt cuộc tại bầu không khí vi rượu này, kìm lòng không được ngẩng đầu, sâu ngưng khuôn mặt, nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh không nói hai lời, liền đem 20 chén rượu, toàn bộ đặt ở trên khăn mặt, vì rượu rất ít, cho nên rượu cũng không có tràn ra, mà là thập phần yên tĩnh nằm ở trong ly, cô bé này trước ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt đi tới bàn rượu ngay trước, vươn tay đem 20 chén rượu dịch toàn bộ làm bộ đẩy, 20 ly thủy tinh, toàn bộ lóe ra không đồng nhất quang mang đỏ hồng, hướng về bên kia bàn duyên lăn mà đi, kia dập dờn hồng quang, thậm chí ở toàn bộ hội trường, chiết xạ ra thập phần lãng mạn mà mơ màng quang mang. Đường khả hình thì nhanh chóng đứng ở trước bàn rượu, rõ ràng hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía mỗi chén lướt qua trước mắt mình như máu đỏ hồng, còn có rượu thể đều đều lướt qua thân ly, toát ra hương rượu, thập phần bình ổn thổi qua khứu giác nhạy bén của cô, hai tròng mắt của cô tức khắc đóng chặt, nặng thở dốc, nhường thân thể của mình lắng xuống, chuyên tâm ngửi mùi rượu từ mỗi chén lướt qua mặt mình, hít thật sâu vào phổi, trên mặt lập tức bắn lên kia trí tuệ quang mang. Có chút người xem có lẽ không hiểu, muốn biết phẩm rượu có hy vọng nghe thường. Chén rượu nhập rượu, trước quan kỳ sắc, sẽ ở khi rượu thể rắn, động lại hương khí, lại thong thả lay động thân ly, nhường rượu dịch lướt qua thân ly, nhìn từng giọt rượu lay động, kiểm tra đo lường rượu thể trọng lượng, cồn, độ ngọt độ, lại người thấy mùi hương còn đọng lại được giấu kín trong từng giọt rượu, xoay tròn thân ly, bởi lực lượng bất đều, mà rượu lệ có nồng có mỏng, như vậy ngang chén thân, ở trên bàn lăn, có thể cho rượu thể ở chén thân hình thành thập phần cân xứng màng, có lợi cho việc rượu thả ra thập phần hoàn chỉnh hương khí. Hơn nữa nếu như 20 chén rượu, đồng thời cùng uống, đối với hậu kỳ nhũ đầu có tác dụng kích thích rất lớn, như vậy liền không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn quá tiêu chuẩn phán đoán hương khí thời gian còn có 20 giây. Đường khả Hinh trên chán ra mồ hôi, nhìn về phía mỗi chén lăn quá trước mặt mình, lúc cô rốt cuộc đếm ngược đến chén rượu thứ 18, khuynh khắc cầm lên một ly rượu có màu đỏ như máu, ở trước mặt mọi người, hơi nghiêng mặt đem rượu uống một hớp, nhanh chóng dùng vị giác cảm nhận rượu trong miệng, mới tức khắc cầm lên thùng rượu, nhẹ đổ rượu ra, cảm nhận được trận trận mùi hương xích hà châu cùng hạt kê đen lộ ra, cùng vị khoáng vật dày đặc kích thích nhũ đầu của chính mình trong nháy mắt thức tỉnh kia mạnh chát độ cùng cồn độ dày, nhanh chóng khuếch tán trong khoang miệng của chính mình, nhưng vị đạo thu về được thập phần thập phần mau, cô tức khắc kích động tay giơ chén rượu này rượu dịch, mặt hướng Pabu, mỉm cười nói, đáp án của tôi. Chính là ly này. Pabu trong nháy mắt chặt ngưng khuôn mặt, nhìn về phía đường khả hình, hỏi cô xác định. Tôi xác định, đường khả hình nhìn về phía Pabu, nhanh chóng nói. Nói ra lý do của cô, Pabu cởi kính mắt, biểu tình hết sức nghiêm túc nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình tức khắc cầm chén so với sắc điệu thập phần nồng nặc rượu nho, đầu tiên là bình tĩnh dơ nó, dùng khăn lông trắng đặt dưới, lại lần nữa quan sát cái khác nói, 20 bình rượu này, toàn bộ là đến từ tân cụ thế giới Xích Hà Châu. Xích Hà Châu rượu thể nổi danh hậu cùng trầm, cái kia trình độ toan cùng chát cũng thập phần mạnh, bình thường nữ tính chiêu không chịu nổi. Cụ thế giới Xích Hà Châu, cơ hồ lúc còn trẻ dùng để uống không tốt lắm, thế nhưng nó được phối hợp cùng bóc đô, sẽ có hương sữa cùng khoáng vật vị rất rõ ràng. Điểm đặc tính ấy, nhất là thể hiện ở bóc đô, cụ thế giới rượu đỏ, rượu thể trầm hậu hữu lực, lại nổi liếm được vừa mới bắt đầu không thả ra kỳ hương khí, nhưng khi nó thả ra hương khí, lại thật lâu không muốn tan đi, mà tân thế giới xích Hà Châu, như nước Mỹ cùng chi lê thiên chất lượng thường rượu, hương vị thập phần trực tiếp, quả hương nồng nặc. Thế nhưng dư kính chưa đủ, vừa thể hiện hoàn mùi rượu, nó cũng đã nhanh chóng thu về hương khí. Làm cho người ta thất vọng. Mọi người thập phần trầm mặc nhìn về phía cô bé này, xem cô ấy định giải thích như thế nào. Đường khả hình lúc này, rốt cuộc mặt bộc lộ tự tin mà ngọt ngào mỉm cười, nhìn về phía Pabu lại nhanh chóng giải thích. Trung Pháp hợp doanh vương triều rượu nhau bắt đầu xây với năm 1980, là thiên tân đệ nhất gia Trung Pháp hợp tư công ty. Ở 1980, có một đôi phu thế trẻ tuổi người Pháp gia En, theo Pháp xa độ trùng dương, đi tới Thiên Tân Vương Triều Tập đoàn, chuẩn bị sản xuất rượu nho Trung Quốc. Mà ở Pháp Bóc Đô, Xích Hà Châu cùng Mỹ Lạc Sương Vương, Xích Hà Châu càng phổ biến, bởi nó không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, hết sức dễ dàng trồng. Chính bởi vì như vậy, Thiên Tân tới về sau toàn Trung Quốc đều phổ biến trồng Xích Hà Châu. Ngay lúc đó Vương Triều Tập đoàn, dưới sự hướng dẫn của Phu Thê Gia En, từ từ gây thành một bình rượu nho bậc nhất thuộc về quốc nội, thậm chí lúc sau còn đạt được giải thưởng, mà vương chiều rượu dịch mặc dù không thể so với bóc đô, nhưng bởi vì khi trưng cất rượu, còn là rõ ràng mang theo một vài vị giống Pháp. Chỉ là bởi vì Pháp tôn trọng tượng thùng gỗ lên men cùng lâu năm, thế nhưng quốc nội tới hiện nay, đều lựa chọn điều tiết nhiệt độ cương thùng lên men, cho nên thiếu một ít tầng tầng lớp lớp thùng mộc hương khí. Mà chén đặc chế kiền hồng rượu nho, có rõ ràng hát giấm túc, hương khí việt quất, thế nhưng ớt xanh vị rõ ràng, nhất định là một rượu nho ít tuổi, rượu trong chén sắc cũng tím như màu bảo thạch càng xác minh ý nghĩ của tôi. Đây là một chén vương triều tập đoàn đặc biệt cấp cho kiền hồng rượu nho. Mà phía sau màn hình lớn là thiên tân phi thường chứ danh, lầu canh. Cô bé này nói cho hết lời, tay dơ rượu nho, kích động hướng thành cổ văn hóa của Trung Quốc chào. Toàn trường người xem nhìn về phía cô bé này, nhao nhao ồ lên kêu lên, chúng dám khảo cùng quan chủ khảo cũng vào thời khắc này, toàn bộ ngửa mặt nhìn về phía cô, hai tròng mắt chiết xạ ra cường liệt quang mang. Cô xác định sao? Babu lại ngưng mặt nhìn về phía cô, hỏi. Đường khả hình hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía người kia, gật đầu, nói tôi xác định. Thỉnh công bố đáp án, chương 1179, điểm. Nhà hát, vào lúc chuẩn bị cho điểm, nhưng ánh đèn thủy tinh lập tức sáng lên. Đường khả hình duyên dáng yêu kiều rõ ràng xuất hiện dưới ánh đèn thủy tinh, khuôn mặt cô nghiêm lại bộc lộ khí thế vô cùng tự tin. Dường như bị nhiễm của người bên cạnh, Người xem dưới sân khấu cũng cực kỳ nghiêm túc, cũng không nhịn được mà trở nên khẩn trương hết nhìn ban giám khảo lại quay sang nhìn quan chủ khảo. Bọn họ ngồi trên chiếc ghế trắng muốt, biểu tình căng thẳng, vẫn không có để lộ ra thái độ nào. Hách lệ tại thời khắc khẩn trương này, gương mặt bộc lộ một nụ cười dẫn một nhân viên công tác đi đến, nhận lấy ly rượu trong tay đường khả hinh, đem ly rượu hồng xích Hà Châu cẩn thận từng ly từng tí bê tới trước mặt các vị giám khảo để cho từng người người dịch rượu. Hội trưởng phục vụ rượu mang chiếc kính vô cùng thu hút, cầm ly rượu đỏ trong tay đổ lên một tờ giấy trắng, nhẹ đung đưa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc quan sát màu sắc. Đường Khả Hinh mặc dù tự tin nhưng vẫn rất khẩn trương, bởi vì khâu này, 9 phần 10 đủ tư cách, nếu như 89 điểm tức là không thể thăng cấp. Hai tròng mắt của cô không khỏi nắng chịu, nắm chặt tay chờ đợi. Hách lệ liếc mắt nhìn đường Khả Hinh một cái, mới bộc lộ tươi cười dặn dò nhân viên công tác đem ly rượu đỏ này đến trước mặt quan chủ khảo lại để cho từng người bọn họ ngửi mùi hương của dịch rượu trong ly. Hai trong mắt của mỗi người lóe ra, đầu tiên là Trầm Mặt thần bí nhấn một cái nút, chỉ là có chút quan chủ khảo gật gật đầu, mà Pabu là người cuối cùng ngửi mùi hương xích hà châu này, quả nhiên có một chút giấm chua cùng vị việt quất, vị ớt xanh cũng như ẩn như hiện. Hai trong mắt của ông lại vào giờ khắc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nghiêm túc mà trầm mặt hỏi, "Tuyển thủ Đường Khả Hinh, không phải tôi mới vừa nói, 20 dịch rượu này cũng không có rượu nho Trung Quốc các cô. Cô đã quên. Đường khả hình thức khác ngẩng đầu nhìn về phía Pabu, nhanh chóng nói, là một phục vụ rượu chuyên nghiệp, bản thân chúng ta cần phải vứt bỏ những ý nghĩ chủ quan cùng trói buộc. Bất kể là rượu nho của quốc gia nào, điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là thái độ công bằng, mở ra một thế giới rượu nho chân thật nhất. Ngài vừa rồi chẳng qua là muốn khảo nghiệm tôi đối dịch rượu này có hay không dũng cảm mà rõ ràng nhận ra. Tôi nhận định, đây là một ly rượu nho hồng đặc chế vương triều. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. 300 vị giám khảo đại chúng, khá nhiều những tinh anh trong giới rượu nho mới trên thế giới, cho tới bây giờ, lên men rượu nho theo truyền thống cơ hồ vẫn áp đảo. Thậm chí những quý tộc sở hữu những trang viên rượu nho ở châu Âu, đối với những loại rượu nho mới có chút cười nhạt. Khi đó ở nước Mỹ từng xuất hiện một người tên là Mondavi, khi đó đã xuất hiện những tác phẩm kinh điển chưa từng có. Người phụ trách trang trại rượu quý tộc châu Âu cứ như vậy cười chế nhạo nói, "Lên men dịch rượu của nước Mỹ liền như cốc, không có chút tình cảm cùng đặc sắc nào, là một loại rượu buồn cười như vậy. Cho nên hai thế giới rượu nho cũ mà mới trước giờ vẫn đấu tranh không có ngừng nghỉ. Hôm nay một cô gái Trung Quốc có can đảm khiêu chiến quyền uy, nói ra những lời này, có thể nói ra một chút tiếng lòng của những tinh anh rượu nho mới trên thế giới." Khách lệ trong lúc ban giám khảo chấm điểm, mỉm cười đi về hướng giữa sân khấu giơ tay bảo nhân viên phụ trách ánh sáng chiếu đáp án tiêu chuẩn lên. Hơn 4.000 người xem nhau nhau khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn kia, trái tim đường khả hình cũng giống như bị ngăn bởi một tảng đá lớn, vẻ mặt căng thẳng xoay người nhìn về phía màn hình lớn. Một giải lụa hồng tượng trưng cho hiệp hội rượu đỏ xuất hiện, giống như vũ công man rượu mang theo hình ảnh dịch rượu lãng mạn mà thần kỳ xuất hiện giữa màn hình lớn, dịch rượu kia không ngùng xoay vòng theo âm nhạc, một khắc cuối cùng, một chai vương triều đặc chế của Trung Quốc theo dịch rượu đỏ hồng như vậy xúc động long người hiện ra giữa màn hình lớn. Toàn hội trường ồ lên một trận, vang lên những tiếng vỗ tay như sóng chiều. 300 vị giám khảo đại chúng vào giờ khắc này nhao nhao cười ấn vào một cái nút màu đỏ, màn hình lớn lập tức hiện lên số phiếu bình chọn, cho đến con số 295 phiếu mới dừng lại. Hai tròng mắt đường khả hình tỏa ra sự kích động, nội tâm chợt ấm áp ngẩng đầu nhìn về phía con số kia, một luồng ấm áp dường như đem cả người cô bao phủ, không kìm được nghẹn ngào cười. thân ảnh một tử linh xuất hiện ở sau hậu trường âm u, hai tròng mắt lóe ra tia ẩn nhẫn mà mãnh liệt, cắn chặt răng nhìn về phía đường khả hinh. vào lúc này pabo cũng nặng nề liếc mắt nhìn đường khả hinh một cái, dùng bút máy ở trên ô điểm có tên của cô hạ bút cho điểm, mặc dù phần điểm này không bằng một phần của ban giám khảo nhưng đánh giá trong tương lai điểm của ban giám khảo mới là mấu chốt, ông hơi nghĩ ngợi rồi viết lên 95 điểm. Các ban giám khảo vào lúc này cũng mỉm cười cho điểm đường khả hình, quán quân phục vụ rượu năm 2010, khắc lô tư, ông vô cùng cảm thán lắc đầu, mỉm cười nhớ tới đường khả hình ở vòng đầu tiên của trận thi đấu lớn, cũng đã lợi dụng bản thân mình, thần kỳ kiểm tra hương khí của dịch rượu, vì sân khấu này đã gây nên một màn kinh diễm, ông không chút tiếc rẻ nào cho 98 điểm. Lúc này, hội trưởng phục vụ phụ rượu, Duran đang chuẩn bị cho điểm chợt ngưng bút máy trong tay, vươn tay nâng lên microphone mỉm cười nói với Vitus, Vitus tiên sinh, ngài tung hoành trong giới rượu nho mấy chục năm, giáo dục ra không ít tinh anh trong giới rượu nho, đối với biểu hiện vừa rồi của đường tuyển thủ, ngài tham khảo xem nên cho điểm bao nhiêu. Một câu hỏi gọn gàng mà dứt khoát làm cho toàn bộ người trong hội trưởng yên tĩnh trở lại, mà các giám khảo chưa chấm điểm cũng lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vitus trong lòng đường khả hình bỗng nhiên như bị ai nện một đấm, xoay người khẩn trương nhìn về phía sư phụ. Vitus trầm mặc ngồi trên chiếc ghế quan chủ khảo thứ hai, tay cầm bút máy, vẻ mặt căng thẳng, hai tròng mắt lóe ra mấy phần thần bí mà vô tình. Phu nhân Gióc có lẽ hiểu rõ, nghiêng mặt nhìn về phía Vitus, có lẽ vui mừng vì hôm nay ông không phải giám khảo, mà trang hạo nhiên cùng bác dịch cũng hiểu Vitus, trái tim cũng giống như bị búa nện vào. Jackson cũng vào giờ khắc này lại bộc lộ nụ cười châm chọc, Quả nhiên, Vitus ngồi trên ghế quan chủ khảo, im lặng một hồi mới nhìn về hướng đường khả hình, vẻ mặt lạnh nhạt, lại dùng hảo hữu lực lượng ngữ khí nói, nếu như là tôi. Tôi chấm 80 điểm. Toàn hội trường ồ lên một trận, nhiều người xem ở thính phòng thậm chí la hoảng lên. Sắc mặt đường khả hình cũng lập tức tái nhợt, hai tròng mắt run rẩy kích động, nghi hoặc mà đau lòng nhìn về phía sư phụ. Phu nhân dốc vào lúc này vẻ mặt cũng trầm mặc, dừng một chút mới công bằng nói, nếu như là tôi, tôi sẽ chấm 85 điểm. Có thể cho tôi biết lý do không? Duran, này ông ba phải, vẻ mặt ôn hòa tươi cười nhìn về phía phu nhân gióc, biết cô có thể giải thích được so với Vitus càng toàn diện hơn. Đường khả hình cũng nhanh chóng nhìn về phía phu nhân gióc. Phu nhân gióc hơi ngẩng mặt nhìn về phía đường khả hình, có chút đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc không hiểu cùng đau lòng của cô, bà tức khắc an ủi nói, cô bé hãy thả lòng, cuộc thi đấu có 30 vị giám khảo, trình độ đều là bậc nhất, lợi dụng trí tuệ cũng như tinh hoa của mỗi người sẽ cho cô một phán đoán chính đáng. Cô có một ít thành tích, có người tán thưởng ắt sẽ có người phủ định. Đây là thế giới rộng lớn. Về phần tôi vì sao phải chấm 85 điểm, tôi nghĩ tôi cùng với Vitus tiên sinh có chung ý nghĩ. Cô vừa nhắc tới, rượu nho pháp lên men bình thường trong thùng gỗ, đáp án này cũng không sai, thế nhưng cho đến ngày nay, một số trang trại rượu nho ở Pháp lợi dụng inox lên men rượu nho. Tôi tin, lấy trí tuệ của cô, cô hẳn là biết đến, cũng là rất hiểu. Thế nhưng ở câu trả lời ngắn gọn vừa rồi, cô vẫn như cũ lặp lại những vấn đề sai lầm của cuộc tranh tài xâm panh. Cô phải hiểu được, cho các cô có năng lực tổ chức ra một sân khấu lớn, không phải để cho các cô biểu đạt ôm ấp tình cảm đơn giản như vậy. Phóng đại là vì chính xác, mà không phải là vì xem nhẹ, Đường Khả Hinh trong nháy mắt ngẩng đầu kích động nhìn về phía phu nhân Gióc. Phu nhân Gióc mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh, lại thật tình mà thẳng thắn nói, vừa rồi biện pháp cô tỉnh rượu 20 ly rượu nho pháp, tôi thực sự cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng đường tuyển thủ, này không còn là vấn đề đáp đốt. Cô phải nhớ được, bây giờ cô là một phục vụ rượu, biểu diễn ở trước mặt người xem phải có ánh mắt sông rãi, ý nghĩ, kiến giải, thậm chí còn có điểm đặc sắc lúc biểu diễn, cô vẫn còn khuyết thiếu nếu như cô là một vị khách, có cảm giác mình đã nghiêm túc hay không? Vẻ mặt đường khả hình dần dần rực rỡ lên, nhìn về phía dốc phu nhân. Phu nhân dốc lại tiếc nuối nhìn cô một cái, Vitus cũng nhìn vào học trò mình. Cô có một mặt này đúng không? Thế nhưng cô không có cho thấy được. Hai tròng mắt phu nhân dốc nhìn chằm chằm về phía đường khả hình, lại thở dài mỉm cười nói. Đường khả hình trầm mặc. Các giám khảo mỗi người đều trầm mặc, người xem dưới sân khấu cũng trầm mặc mà sân khấu hậu phương lựa chọn tay cũng trầm mặc trong lòng duran có lẽ có đáp án nhàn nhạt dùng bút máy viết xuống điểm của chính mình các giám khảo khác lại tiếp tục cho điểm đường khả hình khách lệ cùng người chủ trì trầm mặc đứng một bên nhìn ban giám khảo nhanh chóng chấm điểm cho đường khả hình lại cùng công chứng viên cùng giám sát viên cùng đi tính tổng điểm ngay phía dưới màn hình lớn nhanh chóng hiện lên kết quả điểm cùng tỷ lệ phần trăm và số điểm cuối cùng chuyển vào giữa màn hình mọi người kích động ngẩng đầu lên xem, lúc nhìn thấy số điểm kia lập tức kinh ngạc kêu lên, thậm chí có người xem cảm thấy như vậy không công bằng. Đường khả hình cũng vào lúc này trái tim rơi bột một phát, gương mặt lập tức tái nhợt, mang theo tâm tình khẩn trương cùng thấp thỏm bất an chậm rãi xoay người, hai tròng mắt nhìn thấy trên màn hình lớn hiện lên 93 điểm. Cô lập tức nặng nề thở một cái, hai tròng mắt ngấn lệ, còn cho là mình không thể thăng cấp. Trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi, bác dịch đều hết sức khẩn trương nhìn về phía đường khả hình bởi vì cô căn bản không rõ bốn tuyển thủ tiếp theo sẽ không giống như những cuộc tranh tài bình thường đơn giản chỉ thua một điểm bốn tuyển thủ còn lại cơ hồ đều mạnh mẽ giỏi giang nhất là alex nếu như cẩn thận là có thể phát hiện đầu lưỡi biến thành màu đen đây là kết quả của việc quanh năm suốt tháng mỗi ngày đều uống ít nhất mấy chục loại dịch rượu anh ta có danh hiệu thần rượu có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Hách lệ quả nhiên vào lúc này gương mặt bộc lộ mỉm cười đi ra sân khấu nhìn về phía người xem dưới sân khấu nói, chúc mừng đường tiểu thư đạt được 93 điểm. Mời vị tuyển thủ thứ hai, Golden Tiên Sinh, mời đường tiểu thư trước tiên nghỉ ngơi, chương 1180, dục Tuyển thủ thứ hai nhanh chóng bắt đầu thi đấu, sân khấu lấp lánh ánh đèn thủy tinh đột nhiên tắt. 30 người gồm quan chủ khảo và giám khảo lúc đó đồng loạt mở ra tư liệu của Golden đến từ Pháp, xem lướt qua kinh nghiệm phục vụ rượu nhiều năm cũng như kết quả đạt được trong các cuộc tranh tài. Hách lệ bắt đầu tiến hành hướng dẫn nhân viên, đem bảng chấm điểm đặt ở trước mặt ban giám khảo, sau đó thu lại 20 bình rượu của đường khả hình, đặt lên một bàn ăn trải khăn màu trắng, rồi bày đế cắm nến bằng bạc lên. Vào lúc này, gương mặt Golden bộc lộ nét tươi cười nhẹ nhõm, cất bước đi ra sân khấu, đứng giữa bàn ăn, tay trái điểm nhẹ lên mặt bàn, đối với người xem dưới sân khấu khẽ gật đầu chào hỏi. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Người chủ chỉ đứng bên cạnh, thấy Golden đã chuẩn bị xong xuôi, liền lập tức nở nụ cười, nhìn ngay màn hình lớn nói tuyển thủ thứ hai bắt đầu thi đấu. Vừa dứt lời, toàn bộ ánh đèn sân khấu đột nhiên tắt. Tiếp theo, giữa màn hình lớn vang lên tiếng nhạc du dương, hình ảnh từ mấy nghìn năm trước, hình ảnh núi cao biển sâu duy mỹ, giống như một người con gái mặc váy trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa, tóc xóa dài trên vai, đi chân trần cười vui vẻ xuyên qua rừng rậm phu nhân dốc một trong các vị quan chủ khảo, mỉm cười mở tài liệu ra, nhìn về phía Golden, thong thả nói, Golden tiên sinh, theo truyền thuyết thời viễn cổ, rượu nho là do. Người phụ nữ tạo ra, khi các cô ấy quanh năm suốt tháng ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng phát hiện trái cây hư thối rơi rụng trên mặt đất, không hiểu sao tỏa ra mùi hương thơm mát làm say lòng người. Từ đó, xuất hiện hai chữ, lên men, rượu nho được phát hiện rất lâu về trước, sau đó được trồng từ đời này qua đời khác. Lại nói mấy trăm năm trước, tu sĩ người Pháp lần đầu tiên chính thức đề xuất, đất đai là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng nho. Kể từ đó trở đi, việc thưởng thức rượu nho đã trở thành thời khắc trong lòng rất nhiều người, hưởng thụ thiên nhiên ban tặng. Bà nói xong, ba nhân viên mỉm cười nhanh chóng đem rượu nho cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trước bàn ăn. Golden nghi hoặc nhìn nhân viên đang bê rượu đi đến ước chừng 12 bình. Phu nhân gióc mỉm cười tiếp tục nói với Golden, nhưng người mẹ thiên nhiên này rất thiên vị trên toàn thế giới người cũng không có đất thích hợp nhất để trồng được nho chất lượng nhưng sự thật này không ngăn cản được nhiệt tình và dã tâm của mọi người đối với việc sản xuất thêm nhiều rượu nho bọn họ thử thay đổi phương pháp trồng tự tay kiểm tra đo lường khí hậu đạt tiêu chuẩn mà rượu nho yêu cầu mà mấy năm nay hoàn cầu càng thịnh hành một loại phương pháp trồng nho gọi là phương pháp sinh vật di chuyển chiếu theo quy luật của sao mặt trời mặt trăng cùng những biến đổi của giới tự nhiên để trồng nho, càng sử dụng sừng trâu, nhét vào phân hữu cơ và hoa tươi, để cây nho có thể hấp thụ được sức mạnh thế giới. Hiện nay loại phân hữu cơ màu xanh này đã được nhóm người dốc sức mở rộng, có người tôn sùng, cũng có người coi thường. Mà sử dụng phương pháp sinh vật di chuyển, lên men cho rượu nho, quả nhiên người nếm có hai loại khác biệt. Có người cảm thấy loại phương pháp lên men này làm cho rượu có vị ngọt như nước ngọt, cũng có người cảm thấy loại phương pháp lên men này Rượu có mùi thơm mát, đậm đà, sâu xa hơn, tồn tại mùi vị khoáng chất đặc biệt mơ hồ. Hiện tại trước mặt anh để 12 bình rượu nho đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó một bình làm từ phương pháp sinh vật di chuyển lên men rượu. Mời anh trong vòng 5 phút, lựa chọn ra bình rượu được lên men bằng phương pháp sinh vật di chuyển và nói ra tên, đặc trưng của vùng đất đó cũng như là yếu tố khí hậu của vùng. Đương nhiên, nếu như anh có thời gian có thể giải thích thêm một chút chỗ tuyệt vời của rượu nho khác cùng loại. Golden nghe lời này, lập tức cười ngay thẳng, mang theo hài hước, nhìn về phía phu nhân dốc nói, đương nhiên, nếu như tôi có thời gian. Toàn bộ người xem trong hội trường đều bật cười, phu nhân dốc cũng mỉm cười, nhưng sắc mặt có chút kìm nén, cầm bút lông lên, cúi xuống nhìn tài liệu nói, bắt đầu đi. Giữa màn hình lớn thời gian đang bắt đầu đếm ngược, bầu không khí nhanh chóng trở nên nghiêm túc và yên tĩnh lại. Ban giám khảo cùng các quan chủ khảo cũng dừng bút, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Golden. Golden bình tĩnh và chuyên tâm, nhìn về phía 12 bình rượu nho kia trên bàn ăn. Đầu tiên anh thở một hơi, tay trái cầm bình rượu thứ nhất, tay phải cầm dụng cụ mở chai lên, xoay tròn, cắt, mở nắp, lại xoay tròn đóng nắp lại. Toàn bộ kỹ thuật mở bình đều được làm một cách lưu loát, lúc mở ra 12 bình rượu anh ghi nhớ rất nhanh, làm cho ánh mắt khán giả nhìn kỳ quái, anh bỏ ly thủy tinh của các phục vụ rượu thường dùng, mà từ trên giá rượu mang tới 10 ly thủy tinh màu đen. Cách làm này lập tức khiến cho người xem ồ lên. Ban giám khảo và quan chủ khảo cũng hơi nghi hoặc nhìn về phía Golden. Golden đã tranh thủ thời gian, nhanh chóng cầm bình rượu nho thứ nhất lên, ở dưới ánh mắt của mọi người, đem từng bình rượu lần lượt rót vào trong ly màu đen. Theo bản năng từ lúc bắt đầu rót rượu, đã nhanh chóng lợi dụng khứu giác nhạy bén của mình, hít mùi rượu Cách làm này khiến cho đám người Kerry và một tử linh phía sau sân khấu, ồn ào khác thường nhìn về phía Golden. Đường khả hình lúc này, thân thể vô lực ngồi ở ghế được bố trí phía sau sân khấu. Khuôn mặt cô bộc lộ sự mệt mỏi và đau lòng, vẫn nghĩ đến việc vừa rồi sư phụ cho điểm mình, còn có lời nói của phu nhân gióc, đang lúc khả hình suy nghĩ, nghe thấy trước sân khấu người xem ổ lên một trận, cô hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn ra. Golden dưới tầm mắt của người xem ồ lên, dơ lên từng cái ly màu đen hiện ra ở dưới ánh đèn. Anh vô cùng tập trung tinh thần quan sát ánh sáng của rượu rừng ở trong ly màu đen, bộc lộ một loại tiếp xúc tâm linh với rượu nho. Golden bình tĩnh đứng trước bàn ăn cầm lên từng ly rượu nho, đặt trên mũi mình, hít mùi hương thật sâu. Trang hạo nhiên ngồi ở ghế quan chủ khảo, biểu tình thâm trầm, nhìn về phía Golden, chất lượng rượu trong ly màu đen, có thể sử dụng tác dụng của việc hội tụ ánh sáng để quan sát màu sắc chính của rượu. Nhưng quan trọng là, Người quan sát phải có nhận thức cao về sự hòa tan giữa màu rượu đỏ và ánh sáng màu đen xuyên qua từ ly. Như vậy, quá trình phẩm rượu còn có một chỗ tốt, chính là từ bỏ lối tư duy đại trà về chất lượng rượu, mà chuyên tâm với mùi thơm do chính rượu nho phát ra, để chứng tỏ người đó là tuyển thủ biết suy nghĩ. Cái được gọi là phương pháp sinh vật di chuyển, đối với mỗi người có một sở trường riêng, tính cách riêng, bản thân mình thậm chí còn khó chịu với mùi thuốc tím, cũng quá kinh ngạc bởi chất lượng của rượu phu nhân do ở phương diện bình phẩm rượu là chuyên gia trong chuyên gia, cũng là nhân vật nổi danh bướng bỉnh. Bà ấy chuẩn bị rượu, xác định ở phương diện màu sắc và mùi hương rất giỏi, cho nên Golden lựa chọn ly rượu màu đen có lợi cho việc tập trung tinh thần, tự mình tìm hiểu chất lượng rượu nho. Thế giới rượu đỏ thay đổi, ý nghĩ của mỗi người khác nhau, thế nhưng có rất nhiều người trong thế giới mới để tạo ra phong cách rượu nho bóc đô, mà nỗ lực rất lớn, giống như nước áo và nước Mỹ khi một quốc gia chưa tìm được phương pháp hoàn chỉnh để lên men rượu nho, đương nhiên sẽ theo thói quen bắt chước theo những nước sản xuất rượu nho, chẳng hạn như bóc đô. Golden đã từng xuất hiện một thời gian ngắn tại Úc và Mỹ vào năm ngoái, mà mùi thơm đặc trưng của rượu cũng ngắn ngủi. Anh lại trầm mặc cầm ly rượu nho cuối cùng lên, gương mặt Golden nghiêm túc, đôi mắt nhìn chăm chú, cuối cùng ngửi ra sinh lực đặc trưng của rượu, thậm chí cảm nhận được rượu có mùi thơm và dư vị thuần túy. Tính chất rượu được so sánh sinh động, phải biết rằng phương pháp sinh vật di chuyển là toàn bộ phải gieo trồng hữu cơ, cho nên rượu không tăng thêm lượng khí SO2 nào, bởi thế nên dư vị mà mùi hương mới thuần túy, khoáng chất và khí hậu càng làm mùi hương trở nên nổi bật. Anh nhanh chóng hít mùi hương này, thậm chí theo thói quen hít mắt lại, sử dụng xúc giác của mình để cho mùi rượu tràn ra khắp thân thể của mình, rốt cuộc cảm nhận được mùi hương chung, cùng với âm nhạc Beethoven tuyệt mỹ, anh khẽ cười, rốt cuộc dơ ly rượu, nhìn về phía phu nhân dốc nói, đây là một loại rượu ít tuổi, gồm 60% Mỹ Lạc và 40% Ngọc Xích Hà. Tôi vẫn cho rằng, rượu trong nhà máy chỉ có nghệ thuật gia mới có thể uống. Bởi vì chủ nhân là một người say mê âm nhạc cổ điển. Thậm chí mời nhà âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến đặt tên cho thùng gỗ sôi. Mà trong hầm rượu lúc nào cũng nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cả đời ông ta tin tưởng vào phương pháp sinh vật di chuyển, thậm chí khi ở một chỗ, mọi người dùng máy cày ở trong vườn nho một thời gian. Ông ấy cúi người bắt run trên đất, vườn nho của ông ta luôn có nhiều loại hoa, nhất là hoa bổ công anh. Vườn nho của ông ta có quang cảnh rất tuyệt mỹ, chất lượng rượu tuy không chuẩn nhưng vị và hương của nó vô cùng tinh túy, độ rượu khoảng 50, trong đó cũng sen lẫn hương vị quả Việt quất mọng nước có hương thơm nồng đậm, khói huân hương đến từ thùng gỗ sồi, vô cùng tươi đẹp. Phu nhân dốc nghe xong những lời này, gương mặt khẽ cười, nói với Golden, xem ra, cậu đã làm đáp án trở nên sinh động hơn. Gương mặt Golden biểu hiện ý cười, giơ ly rượu nho trong tay lên nói, đây là một loại rượu bóc đô đến từ Pháp đạt đến độ tuyệt mỹ được sản xuất tại nhà máy rượu lạp đồ. Hơn nữa ngài nhất định cùng với ông chủ nhà máy rượu có giao tình không tệ. Rượu này dễ nhận thấy vẫn còn ở trong thùng gỗ sồi chưa khui, ngài liền đem nó lấy ra cùng tôi gặp mặt rồi. Mặc dù tôi cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng không khỏi có chút đáng tiếc. Trang hạo nhiên nhanh chóng nở nụ cười nói, phu nhân dốc thật là quá bướng bỉnh. Người xem lập tức bị chọc cho cười lên. Phu nhân dốc có chút ngại ngùng nở nụ cười. Bà không đợi màn hình lớn công bố đáp án chính xác, cũng đã vô cùng tán thưởng nhìn về phía Gâu Đần, gật đầu cười nói, anh trả lời đặc biệt chính xác. Rượu kia xác thực không được lấy ra từ thùng gỗ rồi, là tôi đem tới. Chỉ là tôi muốn ở đây thỉnh giáo anh một chút, xem anh đối với phương pháp sinh vật di chuyển có cách giải thích gì hơn người không. Golden nhìn phu nhân Jock, nhanh chóng nói, tôi cảm thấy, phương pháp sinh vật di chuyển, nó càng giống một tín ngưỡng. Các nhà máy sản xuất rượu lúc đó, cho rằng đó là những hành vi thần bí mà khoa học không giải thích được, là tạm thời không có cách nào mô tả được hiệu quả. Một vườn nho không tốt, trải qua thời gian kiểm tra, gần như ở giữa 20 đến 30 năm. Cho nên tôi cảm thấy, bất kể là phương pháp sinh vật di chuyển đều là phương pháp sản xuất truyền thống, một ngày lao động vất vả như mấy chục năm, phải quan sát cẩn thận tỉ mỉ, kết hợp rất nhiều kinh nghiệm mới có thể tạo thành một thương hiệu nổi tiếng, cho ra một bình rượu thật sự tốt. Tôi thấy rằng, cho dù là bất cứ chuyện gì, đều có khuyết điểm, nhưng chính vì có thiếu sót, mới có thể thúc đẩy nhân loại hành động tiến bộ hơn. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ban giám khảo hết sức hài lòng với lý do thoái thác này, người ở sau khán phòng ồn ảo yêu cầu bắt đầu bỏ phiếu. Audio điện tử võ tấn bền